Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 502, vui mừng hay ưu sầu thì tự biết. Năm xưa khi Đổng Quốc Khánh còn công tác ở thành phố Đông Bộ, hắn đã từng làm việc với Phạm Bằng Phi một thời gian, nhưng khi đó Phạm Bằng Phi còn chưa là phó bí thư nắm công tác tổ chức, mà là trưởng phòng tổ chức. Trong ấn tượng của hắn thì vị trưởng phòng Phạm của phòng tổ chức kia thật sự vững vàng như Thái Sơn, đặc biệt là càng cực kỳ ổn định ở những phương diện bổ nhiệm. Không ngờ người này làm quan ngày càng lớn thì càng mất đi tính ổn định, lúc này mới cho ra chút manh mối đã đứng ngồi không yên. Phạm Bằng Phi vội vàng kéo Nhâm Sương Bình đến phòng làm việc của mình làm gì. Đổng Quốc Khánh tất nhiên hiểu rất rõ. Hắn nhìn Phạm Bằng Phi mà không khỏi nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi, trong lòng cũng xem như hiểu ý của Phạm Bằng Phi. Trong sự kiện này một đại nhân vật như Tề Chính Hồng trên tỉnh ủy còn trở nên luống cuống huống hồ là Phạm Bằng Phi. Trong đầu chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, Đổng Quốc Khánh chợt liên hệ sự việc lên người Vương Tử Quân. Hắn nghĩ đến vị phó chủ tịch thường vụ trẻ tuổi thường chỉ cười tủm tỉm mà không nói nhiều này, trong đầu càng hiểu thêm vài sự việc. Trưởng phòng Đổng, hai ngày trước anh Lưu trưởng phòng nhân sự có mời khách ở một quán ăn ngoài ngoại ô thành phố. Tuy khung cảnh nơi đó khá bình thường thế nhưng hương vị thức ăn lại rất tuyệt, đặc biệt càng có thêm vài món gia truyền, tuyệt tác ở Đông Bộ. Tôi thấy hôm nay đẹp trời, cũng muốn mời ngài và chủ tịch Nhâm đi nhấm nháp một phen. Phạm Bằng Phi thấy Nhâm Sương Bình đã vẽ đường cho mình, tất nhiên hắn sẽ nhanh chóng chạy theo. Cũng may hắn là người thường tham gia xã giao ở thành phố Đông Bộ, chỗ nào có món ngon là hắn sẽ có mặt, thế cho nên bây giờ mở miệng mời khách thật sự rất có phong thái. Đổng Quốc Khánh khẽ cười nói. Hèn gì chủ tịch Nhâm mới cùng đi đến phòng làm việc của tôi, thì ra là vì có thức ăn ngon. Bí thư Phạm, tôi nghe nói năm xưa trong các thành viên ban ngành của thành phố Đông Bộ này thì anh nổi tiếng là người được thưởng thức nhiều món ngon, bây giờ nghe anh nói như vậy làm tôi chảy cả nước miếng. Vậy thì chúng ta cùng nhau đi nếm thử. Nhưng tôi cũng phải nói trước, bí thư Phạm, đây đều là anh mời, hai người chúng tôi cũng không mang theo tiền, thế cho nên người tính hóa đơn phải là anh. Nhâm Sương Bình cười một câu, sau đó xem như quyết định chuyện dùng cơm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phạm Bằng Phi vừa rồi đi tới đi lui cực kỳ sốt ruột trong phòng làm việc của Nhâm Sương Bình, thế nhưng lú này hắn đi đến phòng của Đổng Quốc Khánh lại giống như được ăn thuốc an thần, nhanh chóng trở nên ổn định. Bí thư Phạm cũng không nhiều lời, chỉ bàn với trưởng phòng Đổng Quốc Khánh về vài vấn đề ở thành phố Đông Bộ mà thôi. Ba người hàn huyên một giờ, vì không có gì liên quan đến chuyện thay đổi ở thành phố Đông Bộ nên bầu không khí căn bản là rất tốt. Phạm Bằng Phi nói chuyện luôn chú ý đến vẻ mặt của Đổng Quốc Khánh. Khi thấy đã đến đúng thời điểm thì hắn giả vờ như lơ đãng nói. Trưởng phòng Đổng, tôi nghe nói bí thư Tiết đề cử nhân tuyển cho vị trí chủ tịch thành phố Đông Bộ với lãnh đạo tỉnh ủy thì phải. Đổng Quốc Khánh biết rõ sự việc này cũng không phải dễ che giấu, hắn khẽ đặt ly trà xuống rồi nói. À, bí thư Tiết sắp rời khỏi chức vụ, nhưng anh ấy là bí thư thị ủy nhiều năm, khi động đến vấn đề nhân sự của thành phố Đông Bộ thì trong tỉnh cũng cần tham khảo ý kiến của anh ấy. Trưởng phòng Đổng, bí thư Tiết có thể đề cử, tôi là một chủ tịch không biết có được đề cử không. Dù sao tôi cũng là chủ tịch thành phố Đông Bộ không ít năm. Nhâm Sương Bình dùng giọng chăm chú nói. Đổng Quốc Khánh nhìn chằm chằm vào Nhâm Sương Bình, sau đó dùng giọng trịnh trọng nói. Chủ tịch Nhâm, anh cũng có quyền lợi này. Nhâm Sương Bình và Đổng Quốc Khánh nhìn nhau cười, sau đó cũng không tiếp tục nói về đề tài này. Phạm Bằng Phi ngồi bên cạnh tuy hy vọng có thể từ miệng Đổng Quốc Khánh để biết thêm được vài điều về vấn đề của mình, nhưng khi thấy hai người kia không tiếp tục lên tiếng, thế nên cho dù hắn không cam lòng, cũng không nên tiếp tục giật dây ở phương diện này. Khi thấy đã đến giờ thì Phạm Bằng Phi nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi nói. Trưởng phòng Đổng, chủ tịch Nhâm, tôi cảm thấy đã đến đúng thời điểm rồi, chúng ta nên chạy đến cho kịp, phải đến đúng giờ mới có hương vị tốt nhất. À, còn như vậy nữa sao? Vậy thì chúng ta đi. Đổng Quốc Khánh đứng lên, sau đó thuận miệng nói. Sự kiện lần này phải tranh thủ nhiều phương diện, có đôi khi hay quá hóa dở cũng không tốt. Hai ngày nữa tổ chức sẽ khảo sát, số phiếu thấp cũng không tốt, nhưng nếu lấy tất cả số phiếu thì lãnh đạo cũng không hài lòng. Một câu lơ đãng của Đổng Quốc Khánh làm cho Phạm Bằng Phi vui mừng như điên, hắn biết rõ đó là trưởng phòng Đổng để lộ ra một tin tức quan trọng cho mình. Đổng Quốc Khánh tuy chỉ là cảm khái nhưng đã nói rõ một tin tức. Đó là vài ngày sau sẽ có một cuộc khảo sát của tổ chức. Trưởng phòng cứ yên tâm, chúng tôi lần này nhất định sẽ cố gắng. Phạm Bằng Phi chợt có ý nghĩ mới, hắn vỗ ngực đảm bảo với Đổng Quốc Khánh.
Bầu trời tháng 5 ở thành phố Đông Bộ rất trong trẻo, ánh nắng rực rỡ phủ xuống làm cho cả thành phố bừng bừng sức sống. Bầu không khí đại hội cán bộ Đông Bộ lúc này có bầu không khí khá đè nén, không ít cán bộ đi đến phòng hội nghị. Đám người này đi lại và nói chuyện với nhau cực kỳ chú ý, giống như chỉ sợ lớn tiếng sẽ biến mất khỏi thế gian, đại đa số đều khẽ thì thầm giống như sợ người khác nghe thấy. Tham gia hội nghị hôm nay có tất cả lãnh đạo đơn vị ban ngành, lãnh đạo đảng ủy chính quyền của 6 quận huyện trong thành phố. Đám lãnh đạo này được sắp xếp ngồi theo đúng vị trí, dù có không ít cán bộ thì thầm to nhỏ với nhau, thế nhưng vẻ mặt từng người lại cực kỳ ngưng trọng. Trên vị trí ghế của huyện Đằng Nhạc, bí thư huyện ủy Lý Ổn Trung có vẻ mặt rất âm trầm, nhìn qua giống như có ai đó đang thiếu hắn vài triệu mà không chịu trả vậy. Bên cạnh Lý Ổn Trung là La Định Lôi có biểu hiện cực kỳ ung dung bình tĩnh nhưng trong ánh mắt không chấp động lại cho thấy vị chủ tịch huyện này có chút bất an không yên. Anh Lý, anh đã liên lạc với bí thư chưa? Bí thư huyện ủy huyện Bắc Hà là Hào Thanh Dương ngồi xuống bên cạnh Lý Ổn Trung, hắn nhìn lên đài chủ tịch vài lượt, sau đó trầm giọng hỏi Lý Ổn Trung. Lý Ổn Trung nghiêng đầu sang thấy đối phương là người bạn đến từ huyện Bắc Hà, thế là hắn khẽ lắc đầu. Vậy sự việc cần tuyên bố trong hội nghị lần này có phải là thật không? Hào Thanh Dương do dự một chút rồi nói tiếp. Bí thư Tiết hôm nay có phải thật sự rời khỏi cương vị ở thành phố Đông Bộ chúng ta không? Lý Ổn Trung nghiêng đầu trừng mắt nhìn Hào Thanh Dương, sau đó nói. Chờ lát nữa thì anh sẽ biết, anh ngồi đây hỏi này hỏi kia thật sự quá phiền. Lý Ổn Trung tuy không nói quá lớn nhưng những lời này lại rất chói tai. Nhưng Hào Thanh Dương cũng không quan tâm đến lời nói công kích của Lý Ổn Trung, vẻ mặt hắn có thêm vài phần thất lạc. Hào Thanh Dương cũng giống như Lý Ổn Trung, cũng là cán bộ được Bí thư Tiết Diệu Tiến đề bạt lên, bây giờ Bí thư Tiết Diệu Tiến sắp rời khỏi thành phố Đông Bộ, đây là một tin tức cực kỳ không tốt đối với hắn. Nghe nói Chủ tịch Nhâm tiếp nhận vị trí Bí thư Thị ủy. Một âm thanh vang lên bên cạnh hai người Hào Thanh Dương và Lý Ổn Trung, tuy âm thanh không lớn nhưng lại có vài phần đắc ý. Chương 503, một nụ cười của tôi với anh chẳng qua chỉ là lễ phép. Lý Ổn Trung quay đầu nhìn thoáng qua người vừa lên tiếng, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, hắn cúi đầu cười hì hì nhìn đối phương. Chủ tịch Cảnh, nghe nói huyện anh lại xuất hiện một vụ án trèo tường, tôi cảm thấy anh là lãnh đạo khối chính quyền, anh cũng nên bỏ ra nhiều công sức hơn ở phương diện trật tự trị an. Chủ tịch Cảnh năm nay hơn 40 tuổi, đeo một cặp kính, bộ dạng rất lịch sự. Nhưng khi hắn nghe Lý Ổn Trung nhắc đến vụ án trèo tường, gương mặt chợt căng cứng và đỏ bừng bừng, hắn chỉ vào Lý Ổn Trung muốn nói gì đó nhưng lại không nên lời. Hai người đấu khẩu với nhau tất nhiên sẽ làm cho người bên cạnh phải chú ý, đám người ngồi đây đều là lãnh đạo địa phương, lãnh đạo quận huyện, rất quen thuộc vị chủ tịch Cảnh kia. Nhưng khi Lý Ổn Trung mở miệng thì mọi người không khỏi nhếch miệng cười. Thì ra khi vị chủ tịch Cảnh này còn trẻ thì cùng qua lại với một người phụ nữ, thường qua đêm ở nhà người phụ nữ này. Nghe nói có một lần bố chồng và em chồng quyết định ngăn chặn, cuối cùng anh Cảnh không biết phải làm sao, đành phải treo tường bỏ chạy, chuyện này sau đó được truyền khắp thành phố Đông Bộ. Được rồi, hai anh đừng ồn ào nữa, bắt đầu họp rồi kìa. Khi gương mặt chủ tịch Cảnh trở nên tái nhợt thì Hào Thanh Dương trầm giọng nói. Hào Thanh Dương lên tiếng làm cho ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía đài chủ tịch, đúng lúc một nhóm thường ủy thị ủy đi ra từ cánh cửa bên hông, đi đầu vẫn là bí thư thị ủy Tiết Diệu Tiến. Ngay từ lúc bắt đầu thì bầu không khí đã rất nặng nề, Vương Tử Quân ngồi trên đài chủ tịch, hắn cảm nhận được bầu không khí khó chịu, thế là không khỏi có vài phần bội phục Tiết Diệu Tiến. Tuy Tiết Diệu Tiến sắp lui ra khỏi sân khấu chính trị của thành phố Đông Bộ, lại có sự việc liên quan đến Lý Khang Lộ và Tiết Nhất Phàm xảy ra. Thế nhưng không thể phủ nhận lực ảnh hưởng của Tiết Diệu Tiến ở thành phố Đông Bộ vẫn cực kỳ sâu sắc. Tham gia hội nghị lần này đều là cán bộ cấp cục trong thành phố, mà có rất nhiều cán bộ tỏ ra cực kỳ ngưng trọng, không những không nói gì, cũng không ai hí hoáy ghi chép, chỉ ngẩng đầu nhìn lên đài chủ tịch mà thôi. Vương Tử Quân dù không nhìn kỹ ánh mắt của bọn họ, thế nhưng thấy đại đa số đều nhìn về phía vị bí thư thị ủy sắp rời khỏi chức vụ. Tuy Tiết Diệu Tiến phạm vào chút sai lầm ở thành phố Đông Bộ, thế nhưng nói một cách toàn diện thì cho ra không ít cống hiến. Lãnh đạo tỉnh ủy cho ra quyết định miễn đi chức vụ ủy viên tỉnh ủy, thường ủy thị ủy, bí thư thị ủy thành phố Đông Bộ của đồng chí Tiết Diệu Tiến. Âm thanh trầm bổng phát ra từ miệng Đồng Quốc Khánh thông qua micro vang vọng khắp phòng. Cả phòng họp cực kỳ yên tĩnh, không ai mở miệng, nhưng ai cũng biết khi quyết định kia được đọc xong, thời đại của bí thư Tiết Diệu Tiến ở thành phố Đông Bộ đã kết thúc. Lúc này mời đồng chí Tiết Diệu Tiến phát biểu vài lời.
Nhâm Sương Bình là người chủ trì hội nghị, lúc này Tiết Diệu Tiến tạm rời khỏi cương vị làm hắn vui mừng như điên, nhưng lúc này ở trong phòng hội nghị thì hắn vẫn cố gắng áp chế chính mình, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh và hờ hững, hầu như có tư thái rất phù hợp. Nhâm Sương Bình nói xong những lời như vậy thì đưa mắt nhìn xuống bên dưới. Hắn không biết mình nhìn xuống để làm gì, nhưng hắn cảm thấy mình nên rộng lượng một chút, cũng làm cho đám người bên dưới biết rõ, chính mình cực kỳ khách khí với một vị đồng chí sắp về hưu như Tiết Diệu Tiến. Lúc này trong phòng họp cực kỳ yên ắng, tất cả ánh mắt nếu như vừa rồi có chút che giấu thì bây giờ lại đồng loạt nhìn về phía Tiết Diệu Tiến, nhìn về phía vị bí thư thị ủy sắp rời khỏi chức vụ. Chỉ sau vài phút, khi văn kiện của tỉnh ủy được truyền đạt, Tiết Diệu Tiến đã rời khỏi vị trí lãnh đạo đứng đầu thành phố Đông Bộ. Vương Tử Quân nhìn về phía bí thư Tiết Diệu Tiến, vừa rồi bí thư Tiết Diệu Tiến còn có vẻ cực kỳ tinh thần, thế nhưng khi có tuyên bố của Đồng Quốc Khánh, khoảnh khắc đó giống như bí thư Tiết già đi hơn 10 tuổi. Bốp bốp bốp, Vương Tử Quân nhìn và gật đầu với bí thư Tiết Diệu Tiến, sau đó bắt đầu vỗ tay. Tiếng vỗ tay của Vương Tử Quân giống như phá tan bầu không khí áp chế trong phòng hội nghị, nó cũng giống như một ký hiệu, chợt đánh thức đám người trong phòng hội nghị, thế là tiếng vỗ tay chợt bùng lên như sấm dậy biển gầm. Trong tiếng vỗ tay như xé toạc trời đất, Tiết Diệu Tiến với bộ dạng chán nản giống như lại không phục bộ dạng của một vị bí thư thị ủy như ngày thường. Sau khi tiếng vỗ tay vang lên được nửa phút thì Tiết Diệu Tiến với vung tay lên áp xuống. Những cán bộ ngồi trong phòng họp ngày hôm nay đều có chức vụ cao, bọn họ tất nhiên hiểu hành động của bí thư có nghĩa là gì. Tuy bí thư Tiết muốn áp chế tiếng vỗ tay, nhưng tiếng vỗ tay như thủy triều vẫn vang lên trong phòng mãi không ngớt. Thưa các đồng chí, đối với hội nghị hôm nay, lòng tôi thật sự không an tĩnh. Âm thanh trầm thấp của Tiết Diệu Tiến chợt vang lên, khi âm thanh này vang lên thì phòng họp dần yên tĩnh trở lại. Tiết Diệu Tiến nói cũng không quá nhiều, nhưng trong thời gian 5 phút lại liên tục được cán bộ bên dưới cho ba tràng pháo tay rộn rã. Khi tiếng vỗ tay cuối cùng vang lên như sấm động, Tiết Diệu Tiến đứng thẳng người trên vị trí của mình, hắn cúi người về phía trước. Một động tác cúi chào của Tiết Diệu Tiến đã đại biểu cho một vị lãnh đạo đứng đầu thành phố, một vị lãnh đạo cường thế một thời của thành phố Đông Bộ rời khỏi sân khấu chính trị. Nhâm Sương Bình nhìn Tiết Diệu Tiến bằng ánh mắt rất phức tạp, trong lòng cũng liên tục chớp động chút ghen ghét. Tuy lúc này hắn phải cảm thấy thật sự vui vẻ mới đúng, thế nhưng hắn dù làm thế nào cũng thật sự không vui nổi. Chủ trì công tác của thành phố Đông Bộ là một tin vui lớn với Chủ tịch Nhâm Sương Bình, hắn đã chờ ngày này quá lâu rồi. Dù trước mắt hắn chỉ là chủ trì công tác, thế nhưng hắn là Chủ tịch thành phố Đông Bộ, có thể được chủ trì công tác thị ủy, đây là sự kiện mà chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhận ra được. Đó là ý đồ của tỉnh ủy, tất nhiên tỉnh ủy muốn cho Chủ tịch Nhâm Sương Bình một thời gian quá độ. Nhâm Sương Bình cảm thấy thời đại của Tiết Diệu Tiến đã qua, hội nghị lần này chính là một dấu tròn bao quanh Tiết Diệu Tiến, đồng thời cũng là thời điểm mà thành phố Đông Bộ nổ pháo đón chào thời đại của Nhâm Sương Bình. Không ngờ khi đến khoảnh khắc rời khỏi vũ đài chính trị của thành phố Đông Bộ thì Tiết Diệu Tiến lại vẫn còn phong thái như vậy, hầu như làm tất cả đám người nơi đây bị chấn trụ. Điều này nói rõ điều gì? Nói rõ rằng công tác của Tiết Diệu Tiến vẫn được đại đa số cán bộ thành phố Đông Bộ tán thành. Dù trong lòng thật sự không vui nhưng vẻ mặt lại không để lộ ra bất kỳ dấu hiệu nào, tất nhiên Nhâm Sương Bình cũng không thể cười lên ha hả, như vậy chẳng phải cho thấy anh đang rất vui, chẳng phải chờ đợi vị trí này rất lâu rồi sao? Vì thế tình huống lúc này của Nhâm Sương Bình thật sự khá bực bội, không được quá cao có, cũng không nên quá vui tươi. Hắn thậm chí còn thầm mắng một câu, làm quan thật sự chưa đến thời điểm cuối cùng thì vẫn phải giữ đúng mức độ, thật sự là con bà nó khó nắm chắc. Khi Tiết Diệu Tiến cúi đầu cảm tạ mọi người những năm qua giúp đỡ công tác của mình, Nhâm Sương Bình tiến lên áp tay xuống, tiếng vỗ tay dần biến mất. Nhâm Sương Bình đại biểu cho Đảng ủy chính quyền thành phố Đông Bộ tiến hành nói những lời khẳng định với công tác của Bí thư Tiết trong những năm qua. Tuy Nhâm Sương Bình có rất nhiều ý kiến với Tiết Diệu Tiến, thế nhưng lúc này Nhâm Sương Bình vẫn cố gắng bày ra phong thái bỏ qua tất cả chuyện cũ, dùng giọng chân tình tán dương cao độ với những cống hiến của Tiết Diệu Tiến với thành phố Đông Bộ. Vào lúc kết thúc còn dùng giọng tràn đầy tâm tình nói. Cán bộ và nhân dân thành phố Đông Bộ sẽ không bao giờ quên được Bí thư Tiết Diệu Tiến, những cống hiến lớn lao, sự khúc cung tận tụy của Bí thư sẽ không thể nào xóa nhòa trong tâm tưởng con người trong thành phố Đông Bộ. Khi Nhâm Sương Bình lên tiếng, Vương Tử Quân luôn đưa mắt quan sát Tiết Diệu Tiến. Lúc này vẻ mặt của Bí thư Tiết Diệu Tiến có biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Trên mặt là nụ cười nhạt giống như những gì Nhâm Sương Bình đang gióng trống khua chiêng lên tiếng là không phải nói về mình. Lại một tràng vỗ tay vang lên như sấm,
Nhâm Xương Bình kết thúc nói chuyện. Khi hắn hết thúc bài phát biểu, xem như Tiết Diệu Tiến đã chính thức rời xa sân khấu chính trị thành phố Đông Bộ. Tình hình lúc này khác biệt so với khi kết thúc những hội nghị trước, sau khi nghe tuyên bố kết thúc hội nghị thì rất nhiều người không rời khỏi vị trí của mình, bọn họ đều nhìn bí thư Tiết Diệu Tiến, không tiến lên tỏ vẻ, cũng không đứng lên bỏ đi. Tan họp. Tiết Diệu Tiến đứng thẳng lên, hắn vung tay lên với đám cán bộ bên dưới giống như đang còn chờ đợi điều gì đó, sau đó xoay người đi xuống đài chủ tịch, đi về phía phòng họp thị ủy. Hội nghị kết thúc nhưng chỉ là kết thúc hội nghị của cán bộ cấp cục, đối với đám cán bộ cấp phó giám đốc sở của thành phố Đông Bộ thì lúc này hội nghị mới bắt đầu. Tổ chức nói chuyện, dù chỉ là quan điểm mơ hồ, thế nhưng ý nghĩa của nó là gì thì bất kỳ ai cũng hiểu rõ ràng. Sau khi kết thúc hội nghị thì Phạm Bằng Phi đứng trên hành lang cười ha hả chào hỏi đám thường ủy thị ủy và phó chủ tịch thành phố đi qua. Hắn cầm trong tay gói thuốc Trung Hoa, chỉ một lát đã phân phát được hơn nửa gói. Phạm Bằng Phi cũng không nói gì thêm với đám cán bộ cấp phó sở đi ngang qua, chỉ khiêm tốn nở nụ cười, ngẫu nhiên hỏi một câu về vấn đề sức khỏe cuộc sống hoặc chuyện con cái đến trường. Đám thường ủy nhận thuốc của phó bí thư Phạm, cả đám cũng cười tủm tỉm hỏi thăm về cuộc sống gia đình của bí thư Phạm. Tình cảnh này giống như không liên quan gì đến phương diện công tác, nhưng có một thực thế là Phạm Bằng Phi đã truyền đạt được ý nghĩ của mình. Khi Vương Tử Quân và Tiết Diệu Tiến đi ra khỏi phòng họp thì Phạm Bằng Phi tiến lên đón chào Tiết Diệu Tiến, hắn vừa mời thuốc Tiết Diệu Tiến vừa cười nói. Bí thư Tiết, nói thật, tôi thật sự không thể nào rời xa ngài được. Tiết Diệu Tiến lấy bật lửa ra châm thuốc cho mình, lúc này cười nói. Bí thư Bằng Phi, trong thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, thế nào cũng có ngày tan cuộc. Hơn nữa bây giờ tôi cũng lớn tuổi rồi, cũng không còn quá tinh lực như trước kia. Thời điểm này kinh tế xã hội thành phố Đông Bộ đang phát triển mạnh mẽ, tôi nếu tiếp tục ở lại vị trí của mình thì sợ rằng cũng không có được bao nhiêu chỗ tốt cho sự phát triển kinh tế của thành phố Đông Bộ. Bí thư Tiết, tôi cảm thấy anh nói như vậy là không được. Anh đã công tác ở thành phố Đông Bộ nhiều năm, có thể nói là nửa đời người cống hiến cho sự phát triển của thành phố chúng ta. Bây giờ kinh tế xã hội của Đông Bộ phát triển mạnh mẽ là sự thật, nhưng tôi cảm thấy lúc này chọn các cán bộ trẻ thúc đẩy thành phố phát triển. Cũng không nên tùy ý chọn những người quá lớn gan. Chúng ta là những lão cách mạng, là những đồng chí lão thành, chúng ta phải là người nắm lấy tay lái, phải cho bọn họ một hậu thuẫn kiên cố. Phạm Bằng Phi nói đến ba chữ cán bộ trẻ xong lại quy kết chính mình vào hàng ngũ cán bộ lão thành, nhìn qua thì có vẻ tùy ý, thế nhưng ý nghĩa trong lòng hắn là thế nào thì Tiết Diệu Tiến và Vương Tử Quân căn bản đều biết rất rõ. Vương Tử Quân không nói lời nào nhưng Tiết Diệu Tiến lại dùng giọng không chút khách khí phản bác. Anh Phạm, tư tưởng của anh như vậy là không được, cần phải cải tạo và thay đổi. Nếu đã muốn cán bộ trẻ buông lỏng tay chân chạy đi công tác, như vậy cần phải tin tưởng vào bọn họ, phải cho bọn họ cơ hội để dũng cảm xông vào, nếu vung tay múa chân với bọn họ thì sẽ tạo ra tình cảnh trói buộc, kìm hãm sức sản xuất. Phạm Bằng Phi thấy vẻ mặt lạnh căm của Tiết Diệu Tiến, cảm giác sợ hãi năm xưa với Tiết Diệu Tiến chợt bùng phát trong lòng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đám thường ủy đang nhìn về phía bên này. Hắn đành phải dùng giọng trái với lương tâm nói. Bí thư Tiết nói rất đúng, xem ra sau này tôi phải học tập anh nhiều hơn, để mình khỏi rơi vào tình huống tụt hậu với mọi người. Chủ tịch Tử Quân, vừa rồi tôi thấy Chủ tịch Xương Bình đã đi vào rồi, bây giờ sắp đến lượt anh, đừng để cho trưởng phòng Đồng chờ lâu. Vương Tử Quân đối mặt với gương mặt tươi cười của Phạm Bằng Phi, hắn gật đầu nói. Cảm ơn Bí thư Phạm, tôi sẽ đến phòng trưởng phòng Đồng ngay. Vương Tử Quân nói rồi khẽ gật đầu với vài vị cán bộ cấp phó sở, sau đó hắn đi về phía phòng làm việc của trưởng phòng Đồng Quốc Khánh. Chủ tịch Vương, ngài chờ một chút, trưởng phòng Đồng đang thu dọn tài liệu. Khi Vương Tử Quân đi đến phòng làm việc của Đồng Quốc Khánh, thư ký đứng ở trước cửa chợt lên tiếng nói. Vương Tử Quân cười cười, viên thư ký đưa tay mời lãnh đạo ngồi, Vương Tử Quân ngồi xuống ghế trong phòng thư ký. Sau khi đợi 3 phút thì hắn mới đi vào phòng làm việc của Đồng Quốc Khánh. Chào Chủ tịch Tử Quân. Khi Vương Tử Quân đi vào phòng thì Đồng Quốc Khánh nhanh chóng đứng lên khỏi ghế làm việc, sau đó vừa nhiệt tình đi ra bắt tay vừa mời Vương Tử Quân đi đến ngồi xuống ghế salon. Bản thân Đồng Quốc Khánh cũng không đến ngồi sau bàn làm việc, hắn đi đến ngồi đối diện với Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, anh đã đến thành phố Đông Bộ được nửa năm chưa nhỉ? Sau khi thư ký đi vào dâng trà và lui ra, Đồng Quốc Khánh cười ha hả hỏi Vương Tử Quân. Đã được hơn nửa năm. Vương Tử Quân nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó cười ha hả nói với Đồng Quốc Khánh. Đồng Quốc Khánh khẽ gật đầu,
hắn móc ra một điếu thuốc ném cho Vương Tử Quân, sau đó cười nói. Chủ tịch Vương, tuy anh đến thành phố Đông Bộ chưa tính là quá lâu thế nhưng thành tích công tác lại cực kỳ rõ ràng. Ngày hôm qua Chủ tịch Nhâm nói đến anh ấy nhấn mạnh tỉnh ủy đã phái đến cho thành phố Đông Bộ một thành viên đắc lực, nếu thành phố Đông Bộ có thêm được vài người như anh thì thật sự quá tốt. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Đồng Quốc Khánh, hắn thầm nghĩ, Đồng Quốc Khánh nếu nói ai khen hắn như vậy thì còn có thể tin được vài phần, nhưng nếu là Nhâm Sương Bình mở miệng khen thì rõ ràng là lừa người chết không đền mạng. Mình và Nhâm Sương Bình ở khối chính quyền căn bản là nuốt sông không phạm nước giếng, hắn kéo phần lớn các vị phó chủ tịch đứng về phía mình, nếu như chính mình được đề bạt, chỉ sợ Nhâm Sương Bình sẽ cực kỳ không yên ổn, đến tối ngủ không yên. Vương Tử Quân nghĩ như vậy mà không khỏi nở nụ cười khiêm tốn nói. Chủ tịch Nhâm quá khen rồi, tôi sở dĩ công tác ở thành phố Đông Bộ có được thành tích cũng là vì có sự lãnh đạo của Bí Thư Tiết và Chủ tịch Nhâm, nếu không có sự giúp đỡ mạnh mẽ từ hai vị lãnh đạo, dù tôi có là người sắt cũng không đánh được bao nhiêu đinh. Ha ha, Chủ tịch Tử Quân quá khiêm tốn rồi, nhưng sự giúp đỡ của lãnh đạo cũng là rất quan trọng. Bây giờ Bí Thư Tiết rời khỏi thành phố Đông Bộ, Chủ tịch Nhâm sẽ là người duy trì công tác. Thế cho nên áp lực bên khối chính quyền là rất lớn. Đồng Quốc Khánh nói đến đây thì nhìn chằm chằm vào hai mắt Vương Tử Quân, sau đó trầm giọng nói. Đồng chí Tử Quân, theo ý của anh thì ai tiếp nhận vị trí chủ tịch sẽ thuận lợi cho sự phát triển của thành phố Đông Bộ? Đồng Quốc Khánh cười rất ôn hòa nhưng Vương Tử Quân lại sinh ra cảm xúc muốn đấm vào mặt đối phương. Đồng Quốc Khánh nói ra những lời này giống như là trưng cầu ý kiến của mình, thế nhưng thực tế lại mượn cớ để gạt bỏ chính mình. Dù là trong quan trường hay là cuộc sống bình thường, con người trong nước chịu ảnh hưởng của văn hóa truyền thống, trên nhiều vấn đề thường chú ý tránh hại tìm lợi. Bây giờ Đồng Quốc Khánh nhìn thì có vẻ cực kỳ coi trọng mình, thế nhưng thực tế có ý gì thì Vương Tử Quân tin hai bên đều hiểu nhau. Đầu óc Vương Tử Quân nhanh chóng hoạt động, ánh mắt rơi lên mặt Đồng Quốc Khánh. Trưởng phòng Đồng, ý kiến của tôi thật sự không quá quen thuộc, nhưng nếu trưởng phòng Đồng đã đại biểu cho tổ chức trưng cầu ý kiến của tôi, như vậy tôi cũng nói một câu. Nếu có gì không hay, kính mong trưởng phòng Đồng cũng đừng nên trách. Đồng Quốc Khánh khẽ nâng ly trà lên nhấp một ngụm, hắn thầm nghĩ, tôi không sợ anh nói, chỉ sợ anh không nói mà thôi. Chủ tịch Tử Quân, anh nghĩ thế nào thì cứ nói như vậy, đây cũng là vì công tác, nói chuyện với tổ chức cũng không cần che giấu làm gì. Đồng Quốc Khánh khẽ vung tay lên, hắn dùng giọng cực kỳ hào khí nói. Trưởng phòng Đồng, tôi đây sẽ không khách khí. Tôi thấy tình thế trước mắt thì nhân tuyển phù hợp với vị trí chủ tịch thành phố nhất chính là. Vương Tử Quân nói đến đây thì cố ý dừng lại một chút, khi Đồng Quốc Khánh nhìn chằm chằm vào mắt hắn, hắn nghiêm trang nói. Trưởng phòng Đồng, tôi cảm thấy người đó phải là ngài. Đồng Quốc Khánh tuyệt đối không ngờ Vương Tử Quân lại cho ra một câu trả lời như vậy. Hắn thầm nghĩ, Vương Tử Quân này thật sự là hồ ly, tâm ý không phải xảo quyệt như người thường. Hèn gì Nhâm Sương Bình là một vị chủ tịch thành phố thế nhưng trên một vài phương diện vẫn bị Vương Tử Quân áp chế, đến mức chuẩn bị cũng không thể lật lại thế cờ. Chủ tịch Vương, tôi đang trưng cầu ý kiến của anh, cũng không phải lúc để anh nói đùa. Đồng Quốc Khánh gạt tàn thuốc rồi trầm giọng nói. Trưởng phòng Đồng, tôi cũng không muốn nói đùa với anh, tuy hai năm qua thành phố Đông Bộ phát triển kinh tế rất mạnh mẽ, nhưng sau sự kiện Lý Khang Lộ và Bí Thư Tiết Diệu Tiến về hưu, thực tế thì thành phố Đông Bộ lại rơi vào trạng thái phát triển bấp bênh. Lúc này càng cần một người hiểu rõ xu thế phát triển của thành phố Đông Bộ, lại có thể khống chế được cục diện để làm chủ tịch. Nếu nói về mức độ hiểu rõ về thành phố Đông Bộ thì Bí Thư Phạm thật sự còn kém hơn ngài, đồng thời anh ấy nắm công tác của đảng ủy, là một người có năng lực tổ chức, nhưng nếu nói về phương diện kinh tế thì thật sự còn kém ngài. Vương Tử Quân nói rất chăm chú. Thật sự giống như hắn muốn giúp Đồng Quốc Khánh tiến lên vị trí chủ tịch thành phố Đông Bộ. Nhưng Đồng Quốc Khánh lại sinh ra cảm giác như ăn thuốc đắng, mình muốn dùng biện pháp để cho Vương Tử Quân căn bản không thể đề cử chính mình, không ngờ tên này lại chơi trò, còn ôm lấy mình để chối bỏ Phạm Bằng Phi. Dưới tình huống này Đồng Quốc Khánh có thể làm gì đây? Hắn thầm mắng Vương Tử Quân xảo quyệt, đồng thời cũng chỉ trầm giọng nói. Chủ tịch Tử Quân, anh quá quan tâm đến tôi rồi. Tuy đồng chí Bằng Phi công tác chủ yếu ở phía đảng ủy, thế nhưng anh ấy cũng là một cán bộ có ánh mắt độc đáo nhìn về phương diện phát triển kinh tế. Trưởng phòng Đồng, tôi cũng tin tưởng Bí Thư Phạm có năng lực như vậy, nếu là thời điểm bình thường thì Bí Thư Phạm sẽ thích hợp với vị trí chủ tịch. Thế nhưng bây giờ tôi cảm thấy trưởng phòng Đồng đến thành phố Đông Bộ ngăn con sóng dữ sẽ là phù hợp và ổn thỏa hơn. Vương Tử Quân mỉm cười nhìn vào hai mắt Đồng Quốc Khánh,
sau đó dùng giọng sắt son nói. Đồng Quốc Khánh sao có thể làm chủ tịch thành phố Đông Bộ? Bây giờ dù là vị trí bí thư thị ủy thành phố Đông Bộ thì hắn cũng không quá hứng thú. Hắn nhìn bộ dạng cười ha hả của Vương Tử Quân, thế là hắn cảm thấy mình không nên tiếp tục dây dưa với người này nữa. Sau nửa giờ thì Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Đồng Quốc Khánh, tuy trên hành lang không có người nào, thế nhưng lại có vô số ánh mắt nhìn xuyên qua cửa sổ về phía bên này. Bầu trời hoàng hôn bao la, thật sự rất đẹp, Đồng Quốc Khánh ngồi trước bàn làm việc nhìn đống tài liệu trên bàn, hắn chợt sinh ra cảm giác vô lực. Trưởng phòng Đồng, đây là tư liệu nói chuyện của chúng ta. Một viên cán bộ đi đến đưa tài liệu vào trong tay Đồng Quốc Khánh. Đồng Quốc Khánh khẽ gật đầu, hắn mở ra xem, nhìn trên phương diện đề cử có 3 lần xuất hiện tên Vương Tử Quân, hắn càng thêm nhíu mày thật chặt. Thành phố Đông Bộ vững vàng vượt qua thời điểm quá độ, thế nhưng Vương Tử Quân lại giống như một vật cản phóng ra làm cho nhiệm vụ mà tuyến trên giao phó chợt xuất hiện vấn đề, làm Đồng Quốc Khánh không thể không chú ý. Trưởng phòng Đồng, đã có công tác thống kê. Thư ký cẩn thận đi đến bên cạnh Đồng Quốc Khánh rồi khẽ nói. Đồng Quốc Khánh nhìn gương mặt căng cứng của thư ký mà trong lòng chợt cảm thấy có chút chấn động, nhưng hắn là cán bộ công tác nhiều năm, định lực rất mạnh mẽ, người thường không thể so sánh được. Hắn trầm ngâm một lát rồi bình tĩnh nói. Thế nào rồi? Số phiếu đề cử cho Chủ tịch Vương Tử Quân nhiều hơn 1/3 so với Bí thư Phạm. Thư ký dừng lại một chút, sau đó mới khẽ nói ra kết quả. Đồng Quốc Khánh nghe kết quả làm cho người ta nghẹn họng phát ra từ miệng thư ký của mình, bàn tay vô tình rơi xuống mặt bàn. Chương 504, một trời không thể sập. Số phiếu của Vương Tử Quân nhiều hơn so với Phạm Bằng Phi, tin tức này nhanh chóng truyền đến phòng tổ chức tỉnh ủy. Hứa Tiền Giang là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, khi đọc được kết quả từ thành phố Đông Bộ gửi về, hai hàng chân mày chợt nhíu lại. Hứa Tiền Giang nhìn vào con số trong báo cáo, lão trầm ngâm một chút, sau đó cho nhân viên công tác đứng bên cạnh mình rời khỏi phòng. Cuối cùng lão lấy điện thoại gọi cho Đồng Quốc Khánh đang ở thành phố Đông Bộ. Quốc Khánh, đây là có chuyện gì? Hứa Tiền Giang cũng không nói rườm rà, lão tin Đồng Quốc Khánh nghe và hiểu câu hỏi của mình. Đồng Quốc Khánh tất nhiên hiểu rõ ý nghĩa câu hỏi của Hứa Tiền Giang. Hắn đã báo cáo rất nhiều với trưởng phòng Hứa Tiền Giang trên phương diện sắp xếp ban ngành cho thành phố Đông Bộ. Phương án mà trưởng phòng Hứa Tiền Giang tiếp nhận chính là Nhâm Dương Bình làm bí thư thị ủy, Phạm Bằng Phi là chủ tịch thành phố. Nhưng bây giờ là giai đoạn đề cử, Vương Tử Quân đã giống như một con ngựa đen chợt xuất hiện và vượt qua Phạm Bằng Phi quá xa. Trưởng phòng, chuyện này tôi phải chịu trách nhiệm. Đồng Quốc Khánh cũng không né tránh chuyện này, hắn trực tiếp gánh trách nhiệm lên người mình. Hắn đã nói như vậy thì dù Hứa Tiền Giang có chút bực mình cũng không thể phát ra. Hứa Tiền Giang nghe báo cáo về những gì đang xảy ra ở thành phố Đông Bộ, lão chợt thở dài một hơi. Lão là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, tuy càng có quyền quyết định nhân tuyển và điều chỉnh các thành viên ban ngành thành phố và quận huyện hơn cả bí thư và chủ tịch tỉnh, nhưng lão hy vọng những người được xác định ngay từ đầu có thể tiến đến đích. Nhưng sự việc của Vương Tử Quân xảy ra đã làm cho lão thật sự cảm thấy bất ngờ. Cứ làm theo đúng trình tự là được. Hứa Tiền Giang trầm ngâm một lát rồi dùng giọng không đầu không đuôi nói một câu. Đồng Quốc Khánh là trợ thủ cho Đồng Quốc Khánh nhiều năm, có thể nói là cực kỳ hiểu rõ về trưởng phòng Hứa. Lúc này Hứa Tiền Giang đã cho ra quyết định như vậy, thật sự không nằm ngoài dự đoán của hắn. Tuy trong lòng có chút thất lạc nhưng hắn vẫn cố gắng lên tinh thần nói. Tôi nhất định sẽ tuân theo chỉ thị của ngài, sẽ cho ban ngành thành phố Đông Bộ vững vàng vượt qua giai đoạn quá độ. Quốc Khánh, có một số việc không cần quá miễn cưỡng. Hứa Tiền Giang cùng Đồng Quốc Khánh nói thêm vài câu về vấn đề của thành phố Đông Bộ, sau đó lão nói ra một lời khuyên không đầu không đuôi, cuối cùng cúp điện thoại. Không cần quá miễn cưỡng, chẳng lẽ trưởng phòng cũng đã? Đồng Quốc Khánh nghĩ đến những điều này mà thật sự không dám nghĩ thêm, nhưng hắn vẫn cứ phải đi theo luồng suy nghĩ của mình. Tuy bây giờ Nhâm Dương Bình đang chủ trì công tác ở thành phố Đông Bộ, thế nhưng nhìn từ bất kỳ phương diện nào thì cũng thấy rõ người chính thức cầm lái thay cho Tiết Diệu Tiến vào lúc này là Đồng Quốc Khánh. Chỉ khi nào Đồng Quốc Khánh phân phối xong ban ngành thành phố Đông Bộ, chỉ như vậy nhiệm vụ của hắn mới xem như hoàn thành. Đẩy Vương Tử Quân tiến lên, bỏ qua Phạm Bằng Phi, hàng loạt ý nghĩ xoay chuyển trong đầu của Đồng Quốc Khánh. Hắn chợt trở nên trầm ngâm, sau đó bấm điện thoại. Chủ tịch Tề, tôi là Quốc Khánh, tôi có chuyện cần báo cáo với anh. Đồng Quốc Khánh bấm máy rồi mỉm cười nói với đầu dây bên kia. Tuy đã đến giờ tan tầm nhưng cửa phòng làm việc của bí thư Nhiếp Hạ Quân vẫn đóng chặt,
Điều này làm cho viên thư ký đã sớm có hẹn chợt cảm thấy cực kỳ sốt ruột, nhưng hắn cũng chỉ có thể thành thật ngồi yên trong phòng thư ký của mình. Bí thư Lưu sao còn chưa đi ra? Viên thư ký không biết đã xem xét bao nhiêu lần, vừa rồi hắn đã gọi điện thoại cho người hẹn gặp mình, thế là giác vội vàng mới giảm xuống vài phần. Đúng lúc hắn đang thầm nhắc đến phó bí thư Lưu truyền thụy vì sao còn chưa đi ra, đột nhiên những tiếng bước chân khẽ vang lên. Viên thư ký chợt kinh hoàng, hắn ngẩng đầu lên và thấy trưởng phòng tổ chức Hứa Tiền Giang đi đến. Hắn tất nhiên sẽ không dám chậm trễ với trưởng phòng tổ chức, thế là nhanh chóng đi ra, cung kính chào hỏi Hứa Tiền Giang. Hứa Tiền Giang nở nụ cười ôn hòa rồi trầm giọng nói. Bí thư Nhiếp có bận rộn gì không? Bí thư Nhiếp đang trò chuyện với bí thư Lưu ở bên trong. Thư ký vừa mời Hứa Tiền Giang ngồi xuống vừa khẽ nói. Hứa Tiền Giang cũng không ngồi mà cười cười nói. Tôi biết rồi. Hứa Tiền Giang nói rồi đi về phía cửa phòng làm việc của bí thư Nhiếp Hạ Quân. Viên thư ký không dám ngăn cản, hắn biết rất rõ chính mình đã nói bí thư đang trò chuyện với bí thư Lưu ở bên trong mà Hứa Tiền Giang còn dám đi vào, rõ ràng là các vị lãnh đạo đã có hẹn gặp mặt. Các vị hẹn nhau khi nào? Hắn vốn cảm thấy nôn nóng vì bí thư Nhiếp tan tầm mà chưa về, bây giờ lại sinh ra chút ngờ vực vô căn cứ. Bí thư Nhiếp không cho mình thông báo với hai vị lãnh đạo là Lưu Truyền Thụy và Hứa Tiền Giang, có phải là không tín nhiệm mình? Lúc này phó bí thư nắm công tác tổ chức là Lưu Truyền Thụy và trưởng phòng tổ chức Hứa Tiền Giang đi vào phòng làm việc của bí thư Nhiếp, bọn họ nghiên cứu chuyện gì? Khi viên thư ký đang cực kỳ nghi ngờ thì Hứa Tiền Giang đã mở cửa đi vào trong phòng, Nhiếp Hạ Quân đang nói lời đùa giỡn với Lưu Truyền Thụy, thấy Hứa Tiền Giang đi vào thì lão khẽ khoát tay áo, cho Hứa Tiền Giang ngồi xuống rồi nói sau. Trưởng phòng Tiền Giang, vừa rồi bí thư Lưu có nói về kết quả đề cử dân chủ ở thành phố Đông Bộ. Nhiếp Hạ Quân ném cho Hứa Tiền Giang một điếu thuốc rồi cười hỏi. Đúng vậy, bí thư Nhiếp, tổ chức đã tọa đàm với các vị cán bộ trên cấp phó sở ở thành phố Đông Bộ, đồng chí Vương Tử Quân được đề cử rất cao. Hứa Tiền Giang dùng giọng nói ít ý nhiều nói với Nhiếp Hạ Quân. Khi đồng chí Vương Tử Quân công tác ở khối tỉnh đoàn đã có biểu hiện rất tốt. Lần này mới xuống thành phố Đông Bộ được hơn nửa năm đã có thành tích cao độ và được đại bộ phận cán bộ thừa nhận như vậy, thật sự rất tốt. Nhiếp Hạ Quân cũng không phát biểu ý kiến với kết quả đề cử, lão chuyển đề tài lên người Vương Tử Quân. Lưu Truyền Thụy khẽ cười nói. Đây cũng là ánh mắt sáng suốt nhìn thấu nhân tài của bí thư Nhiếp, cũng vì có bá nhạc như ngài mà đồng chí Vương Tử Quân mới có được cơ hội biểu hiện tài năng của mình. Ôi, bí thư Lưu, anh cũng đừng đẩy hết chuyện tốt lên người tôi. Vương Tử Quân sở dĩ có thể mở ra cục diện ở thành phố Đông Bộ chủ yếu liên quan đến năng lực của bản thân cậu ấy. Nếu cán bộ ở thành phố Đông Bộ đã tín nhiệm với cậu ấy như vậy, như thế chúng ta không bằng thúc đẩy một chút. Nhiếp Hạ Quân dù nói chuyện với Lưu Truyền Thụy nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Hứa Tiền Giang. Hứa Tiền Giang thấy bí thư Nhiếp nhìn vào mình thì trầm ngâm giây lát, sau đó trầm giọng nói. Tôi tán thành ý kiến của bí thư. Nhiếp Hạ Quân khẽ gật đầu. Sau đó lão thay đổi chủ đề, nói về vấn đề tăng cường công tác tổ chức ở cơ sở đảng. Bí thư Nhiếp cho ra vài yêu cầu với phòng tổ chức tỉnh ủy về phương diện này. Sau đó Hứa Tiền Giang bắt đầu lên tiếng báo cáo với hai vị lãnh đạo về việc mình chuẩn bị triển khai mở rộng công tác ở tỉnh Sơn Nam như thế nào. Nửa giờ sau Hứa Tiền Giang rời khỏi phòng làm việc của bí thư Nhiếp Hạ Quân, Lưu Truyền Thụy cùng Hứa Tiền Giang đi ra ngoài. Khi đi đến góc hành lang thì Lưu Truyền Thụy chợt đưa tay ra nói. Bây giờ sức khỏe của tôi y càng ngày càng kém, càng lắm bệnh tật, chỉ ngồi một thời gian là cảm thấy đau lưng rồi. Hứa Tiền Giang nghe thấy Lưu Truyền Thụy cảm thán về sức khỏe và cơ thể, hắn đang chuẩn bị lên tiếng thì đã nghe Lưu Truyền Thụy cảm khái nói. Bây giờ thiên hạ là của thanh niên, những vị cán bộ lão thành chúng ta cũng chỉ nên làm chỗ dựa vững chắc cho bọn họ phát triển mà thôi. Sau khi chia tay với Lưu Truyền Thụy thì Hứa Tiền Giang chợt nghĩ đến tình hình xảy ra hôm nay ở trong phòng làm việc của bí thư Nhiếp. Hứa Tiền Giang nghĩ đến thái độ của bí thư Nhiếp và bí thư Lưu, lão thở dài một hơi, sau đó lắc đầu đi về phòng làm việc của mình. Văn phòng khối chính quyền tỉnh và tỉnh ủy cùng nằm trong một khu vực rộng lớn, tuy phòng làm việc của hai vị lãnh đạo đứng đầu hai ban ngành không cùng một khu nhà, thế nhưng đứng ở dãy nhà bên này vẫn có thể thấy được ban công ở phía bên kia. Hào Nhất Phong là chủ tịch tỉnh, tất nhiên lão là người cực kỳ bận rộn. Lúc này dù đã đến giờ tan tầm nhưng thư ký trưởng quan Vĩnh Hạ của văn phòng khối chính quyền tỉnh vẫn cầm một xấp tài liệu dày đặc trầm giọng báo cáo với Hào Nhất Phong. Anh quan, ngày mai anh cho lãnh đạo cục thống kê đến gặp tôi. Hào Nhất Phong khẽ gõ ngón tay xuống bàn rồi nói.
văn phòng các anh cũng nhanh chóng khởi thảo văn kiện, các nơi nhanh chóng báo cáo tăng trưởng kinh tế nửa năm đầu về tỉnh. Quan Vĩnh Hạ là thư ký trưởng theo chân Hào Nhất Phong nhiều năm, bây giờ nghe Hào Nhất Phong phân phó thì lập tức hiểu ý. Hào Nhất Phong là chủ tịch tỉnh, công tác quan trọng nhất chính là nắm trong tay tình hình phát triển kinh tế của toàn tỉnh. Tình hình phát triển của từng địa phương sẽ là một trong những căn cứ cực kỳ vững chắc để lãnh đạo tỉnh đánh giá năng lực chấp chính của lãnh đạo tuyến dưới. Bây giờ đã qua nửa năm nhưng con số tăng trưởng của các thành phố thật sự làm cho chủ tịch Hào Nhất Phong không được thoải mái. Trước Tết vị trí của tỉnh Sơn Nam đã giảm, nếu bây giờ lại tiếp tục giảm xuống, một người là chủ tịch tỉnh như Hào Nhất Phong cũng không biết đặt mặt mũi đi đâu. Quan Vĩnh Hạ đồng ý một tiếng, hắn cực kỳ biết điều không phát biểu ý nghĩ của mình ở phương diện này. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Tề Chính Hồng đẩy cửa đi vào. Sau khi khẽ gật đầu với Quan Vĩnh Hạ, hắn dùng giọng trịnh trọng nói. Chủ tịch Hào, nửa năm qua chúng ta tăng trưởng không quá tốt, tôi vừa liên hệ với vài tỉnh bạn, tình hình tăng trưởng của bọn họ là khá mạnh, nếu như tiếp tục như vậy chỉ sợ có vài tỉnh sẽ vượt qua Sơn Nam chúng ta mất. Hào Nhất Phong nghe rồi gật đầu, hắn chỉ văn kiện trên bàn làm việc của mình rồi trầm giọng nói. Tôi đang trò chuyện với anh Quan về vấn đề này. Chủ tịch Chính Hồng, anh có phương án gì tốt với tình hình phát triển kinh tế của tỉnh chúng ta không? Bây giờ tình hình rất gấp, cũng không thể mãi tiếp tục như vậy được. Tề Chính Hồng khẽ cười nhưng lại không mở miệng. Chủ tịch, tôi còn có chút chuyện cần xử lý. Quan Vĩnh Hạ thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của Tề Chính Hồng, nào không biết Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh đang có chuyện cần báo cáo với Chủ tịch tỉnh. Vì vậy hắn khẽ bắt chuyện với Tề Chính Hồng, sau đó nói với Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong gật đầu nói. Vĩnh Hạ, anh nói phòng nghiên cứu chính sách làm cho xong văn kiện kia, tôi chờ xem. Vâng. Quan Vĩnh Hạ vừa lên tiếng đồng ý vừa nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng làm việc của Hào Nhất Phong. Khi đi ra đến cửa thì hắn khẽ đóng lại. Chủ tịch, chuyện phát triển kinh tế nếu cứ gấp gáp là không được. Tỉnh Sơn Nam chúng ta căn bản không thể so sánh với các tỉnh Duyên Hải, một đô thị cấp quận của bọn họ còn tăng trưởng thành hơn một thành phố cấp tỉnh chúng ta nhiều, chúng ta lấy cái gì để có thể so được với người ta. Tề Chính Hồng thấy Hào Nhất Phong vẫn nhìn văn kiện trên mặt bàn thì dùng giọng an ủi nói. Hào Nhất Phong khẽ đặt văn kiện xuống rồi nói. Chính Hồng, anh nói những lời này thì tôi cũng biết, hơn nữa lãnh đạo cũng hiểu cho chúng ta. Nhưng lãnh đạo hiểu thì hiểu, chúng ta cũng không thể cứ mãi dựa vào điều kiện như vậy. Tổng sản lượng của chúng ta kém hơn, nếu ngay cả tốc độ tăng trưởng cũng kém, như vậy thật sự khó nói nổi. Tề Chính Hồng hiểu áp lực mà Hào Nhất Phong đang đối mặt, nhưng thứ này có liên quan đến đại cục của toàn tỉnh, không phải chỉ hai người bọn họ có thể quyết định được. Hôm nay Tề Chính Hồng vội vàng đến gặp Hào Nhất Phong cũng không phải vì phương diện phát triển kinh tế. Chủ tịch Hào, tôi cảm thấy chúng ta cần đẩy mạnh biên độ kêu gọi đầu tư, phải đẩy mạnh kiểm duyệt và thông qua hạng mục đầu tư, nếu làm được như vậy thì rút ngắn chênh lệch với các tỉnh phương Nam cũng không phải là vấn đề khó khăn. Tề Chính Hồng nói rồi thay đổi chủ đề. Hơn nữa, chủ tịch, hai người chúng ta ở đây sốt ruột cũng không có tác dụng gì, người ta ở bên kia còn chưa vội. Hai người chúng ta ở bên này đã gấp gáp cũng không sinh ra tác dụng gì lớn. Vẻ mặt Hào Nhất Phong chợt ngưng tụ, nhưng ngay sau đó lại khôi phục lại như thường. Lão biết rõ Tề Chính Hồng đang nói đến ai, thế là chỉ cười cười không cho ý kiến, sau đó ném thuốc cho Tề Chính Hồng. Anh Tề, thì thế nào? Còn thế nào nữa? Chủ tịch ngài ở bên này vì vấn đề thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh Sơn Nam mà mái tóc muốn bạc trắng, người ta ở bên kia lại đang vung tay muốn đưa người của mình lên đài. Anh nói xem như vậy chẳng phải làm cho những người muốn công tác theo hiện thực cảm thấy trái tim băng giá sao? Tề Chính Hồng dùng bật lửa châm thuốc cho Hào Nhất Phong, sau đó dùng giọng vừa tức giận vừa bất bình nói. Hào Nhất Phong nhìn lên mặt Tề Chính Hồng, cũng không nói lời nào. Nhưng Tề Chính Hồng là người hiểu ý của chủ tịch, hắn cũng không do dự mà tiếp tục nói. Vừa rồi trưởng phòng Quốc Khánh gọi điện thoại cho tôi. Nói rằng ở phương diện nói chuyện với tổ chức thì Vương Tử Quân có được nhiều phiếu đề cử hơn Phạm Bằng Phi. Anh nói xem, Chủ tịch Hào, Vương Tử Quân mới đến thành phố Đông Bộ chưa được bao lâu, thế nào lại có được nhiều phiếu đề cử hơn một vị cán bộ làm công tác tổ chức lâu năm như Phạm Bằng Phi. Trong sự kiện này nếu không có kẻ nào lên tiếng, dù bắn nát đầu thì tôi cũng không tin. Hào Nhất Phong khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, lão không xa lạ gì cái tên Vương Tử Quân. Đây là vị cán bộ mà khi còn công tác ở cấp huyện đã làm lão phải khắc ghi trong lòng. Không ngờ chưa qua 2 năm thì cái tên của đối phương lại tiếp tục lọt vài tai lão. Hào Nhất Phong gõ ngón tay lên mặt bàn, sau đó nhịp điệu dần chậm lại.
Lão nhìn vẻ mặt bức thiết của Tề Chính Hồng, trong lòng càng thêm cảm khái. Lúc này ý nghĩ của Tề Chính Hồng căn bản không gạt được lão. Dựa vào những gì lão hiểu về Tề Chính Hồng, anh Tề tỏ ra thất thố như vậy, có thể thấy đã coi trọng tên cán bộ thanh niên tên là Vương Tử Quân kia đến mức độ nào. Cũng chỉ cao hơn một chút mà thôi. Tề Chính Hồng thật sự không ngờ Hào Nhất Phong lại trả lời như vậy, hắn vốn đang trầm ngâm chợt dùng ánh mắt trịnh trọng nhìn Hào Nhất Phong. Chủ tịch, bên kia đã có ý nghĩ muốn đẩy Vương Tử Quân ra, bây giờ phiếu đề cử của Vương Tử Quân lại nhiều hơn của Phạm Bằng Phi, càng làm cho bên kia có lý do để thú đẩy sự việc. Nếu ném sự việc này ra hội nghị thường ủy, chỉ sợ lần này bên kia sẽ thành công. Tề Chính Hồng nói chuyện tuy rất bảo thủ nhưng thực tế cũng căn bản không cần nói ra như vậy. Dù là hắn hay Hào Nhất Phong cũng thầm hiểu, khi địa vị của bí thư Nhiếp Hạ Quân càng trở nên kiên cố ở tỉnh Sơn Nam, đám người bọn họ là người của Dương Độ Lục ở lại tỉnh Sơn Nam vẫn là một thế lực không ai dám coi thường, thế nhưng nếu so với dĩ vãng lại kém hơn rất nhiều. Nếu như trước kia Vương Tử Quân xuất hiện tình huống này, bọn họ căn bản không cần lo lắng. Hào Nhất Phong dùng tay gõ đầu rồi cười ha hả nói. Chính Hồng, nên là ai thì sẽ là người đó, chuyện này cũng không cần quan tâm. Trời sập không đè chết kẻ đứng dưới. Tề Chính Hồng thật sự hiểu sự tự tin của Hào Nhất Phong vào lúc này. Hắn làm thủ hạ cho Hào Nhất Phong nhiều năm, hắn thật sự rất kính nể vị chủ tịch tỉnh này. Nhưng dưới tình huống vào lúc này, một câu trả lời hàm hồ của chủ tịch Hào Nhất Phong lại làm hắn không vừa ý. Chủ tịch, có đôi trời sập cũng trúng xuống. Tề Chính Hồng do dự một chút rồi nói ra quan điểm của mình. Hào Nhất Phong đưa mắt nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Tề Chính Hồng. Lão chỉ khẽ cười. Khi lão đang định tiếp tục lên tiếng thì điện thoại vang lên, lão nhìn qua số điện thoại rồi nhấc máy. Alo, là chú Hào phải không? Cháu là Quân Tài. Một giọng nói cực kỳ nhiệt tình vang lên từ đầu dây bên kia. Tề Chính Hồng đứng cách Hào Nhất Phong không quá xa, đồng thời Hào Nhất Phong nghe điện thoại cũng không có ý lảng tránh, thế cho nên Tề Chính Hồng chỉ cần thông qua âm thanh phát ra từ trong điện thoại cũng đủ biết ai là người gọi đến cho chủ tịch Hào. Quân Tài. Gần đây công tác thế nào rồi? Trước đó tôi đến đơn vị của cậu, trưởng phòng đã khen ngợi cậu rất nhiều. Hào Nhất Phong khẽ cười, sau đó dùng giọng như nói với người nhà để trò chuyện với Dương Quân Tài. Cảm tạ chú Hào đã quan tâm, gần đây cháu công tác khá tốt. Đúng rồi, hai ngày trước các cán bộ trẻ cạnh tranh lên chức, cháu báo danh làm phó phòng, cũng chẳng biết có thành công hay không. Dương Quân Tài nói đến những chữ phó phòng thì chợt dừng lại một chút. Rõ ràng rất vui vì mình có thể cạnh tranh vị trí phó phòng, nếu không sẽ chẳng chạy đến khoe khoang với Hào Nhất Phong. À, làm rất tốt, tôi tin tưởng cậu có thể là một phó phòng hợp cách. Hào Nhất Phong dùng giọng tràn đầy cổ vũ nói. Cảm ơn chú Hào, đúng rồi, mãi báo cáo công tác mà cháu quên lời mẹ nhắn. Chú Hào, ngày mai bố cháu đến tỉnh Sơn Nam, chú nên quản bố cháu cho tốt, cũng không cho ông ấy uống rượu, vì dạ dày của ông ấy bây giờ rất yếu. Quân Tài nhắn với mẹ, nói chị ấy cứ yên tâm, những thức khác thì tôi không dám nói nhiều, nhưng nếu lãnh đạo đến tỉnh Sơn Nam mà uống nhiều rượu, chị cứ xử tội tôi là được. Hào Nhất Phong lớn tiếng nói vào đầu dây bên kia. Tề Chính Hồng nghe được lời của Hào Nhất Phong thì nở nụ cười, bây giờ hắn đã hiểu tính toán của chủ tịch Hào. Hắn thầm mắng một câu cáo già, sau đó trong lòng càng có thêm vài phần kính nể. Chương 505, một đứng cao nhìn xa. Đối với tỉnh Sơn Nam, Dương Độ Lục đến thị sát là một chuyện đại sự. Ngoài bí thư tỉnh ủy Nhiếp Hạ Quân, các vị lãnh đạo tỉnh ủy từ trên xuống dưới đều phải bận rộn tiếp đón lãnh đạo. Vương Tử Quân ngồi trong phòng làm việc đọc qua văn kiện Lý Cẩm Hồ đưa đến, đây là một phần thông báo làm tốt công tác nghênh đón lãnh đạo kiểm tra. Chỉ cần nhìn vào những sắp xếp trong văn bản thông báo này cũng thấy rõ lãnh đạo tỉnh Sơn Nam coi trọng Dương Độ Lục đến mức độ nào. Trong số các thành phố nằm ở trong diện tiếp đãi trọng điểm thì Đông Bộ xếp hạng 2, vị trí thứ nhất chính là thành phố Sơn Viên, thành phố An Dịch phát triển kinh tế mạnh mẽ hơn Đông Bộ cũng chỉ xếp hạng 3 mà thôi. Chỉ cần nhìn vào cách sắp xếp như vậy thì có thể thấy rõ, nếu như không có biến hóa nào đặc thù, thành phố Đông Bộ hầu như sẽ biến thành một địa điểm mà bí thư Dương Độ Lục sẽ xuống dạo chơi thị sát. Dương Độ Lục lần này đến thành phố Đông Bộ chẳng lẽ thật sự chỉ là khảo sát tình hình phát triển kinh tế xã hội thôi sao? Vương Tử Quân căn bản không thể tin vào lý do này, nếu như đơn giản như vậy thì thật sự là quá kỳ quái. Khi Vương Tử Quân đọc qua văn kiện thì Triệu Quốc Lương khẽ đi vào phòng, hắn giúp Vương Tử Quân châm trà rồi khẽ nói. Chủ tịch Vương, vừa rồi văn phòng gọi điện thoại đến, nói rằng 3 giờ chiều Chủ tịch Nhâm sẽ mời hội nghị liên tịch đảng ủy chính quyền,
nội dung của hội nghị chính là bàn về vấn đề tiếp đãi phó ban tổ chức thị ủy Dương Độ Lục. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn đặt văn kiện xuống bàn, sau đó cười nói. Quốc Lương, chuyện ăn ở của cậu thế nào? Nghe Thần Bân nói đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện kết hôn rồi phải không? Triệu Quốc Lương cũng không ngờ Vương Tử Quân lại hỏi mình về vấn đề này, hắn có hơi đỏ mặt, sau đó lên tiếng chặn lại. Vẫn còn khá sớm, dù thế nào cũng phải chờ bố mẹ cô ấy cho phép mới được. Vương Tử Quân cười ha hả nói. Tôi đang chờ uống rượu mừng của cậu, thế nên cậu cũng đừng để cho chúng tôi chờ quá lâu. Triệu Quốc Lương cười hì hì, hắn đang nghĩ nên trả lời thế nào thì điện thoại trên bàn làm việc của Vương Tử Quân chợt vang lên. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua dãy số, sau đó hắn nhấc điện thoại lên. Alo, trưởng phòng Quách đấy à, tôi là Tử Quân. Triệu Quốc Lương nghe Vương Tử Quân nói ra ba chữ trưởng phòng Quách thì hiểu rõ người gọi điện thoại đến chính là phó phòng tổ chức Quách Tiên Vi. Hắn biết rõ đây là thời điểm cực kỳ quan trọng của lãnh đạo mình, bây giờ phó phòng Quách lại gọi điện thoại xuống, rốt cuộc bên trong có vấn đề gì. Hắn thật sự rất muốn biết. Dù sao bây giờ Triệu Quốc Lương và Vương Tử Quân bây giờ là cùng chung vinh nhục, nếu như Vương Tử Quân có thể thuận lợi tiến lên làm chủ tịch thành phố Đông Bộ, như vậy địa vị của Triệu Quốc Lương cũng sẽ là nước lên thuyền lên. Khi đó chuyện mình kết hôn và sắp xếp nhà ở cũng sẽ càng có lợi hơn. Nhưng Triệu Quốc Lương dù sao cũng là một người thông minh, hắn biết rõ lúc này có một số việc mình không nên biết. Vì vậy tuy hắn cảm thấy rất hiếu kỳ, thế nhưng hắn vẫn thức thời rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Giọng điệu của Quách Tiên Vi ở bên kia có chút do dự, điều này làm cho Vương Tử Quân sinh ra cảm giác xấu. Nhưng Quách Tiên Vi không nói thì hắn cũng không hỏi, chỉ nói chuyện liên quan đến những phương diện linh tinh khác mà thôi. Tử Quân, có một số việc tôi cảm thấy nên nhìn theo kiểu biện chứng, cậu còn trẻ, mà trẻ là cái gì? Tuổi trẻ chính là một tư chất cực kỳ tốt, có nhiều cơ hội, biết đâu sẽ càng có cơ hội tốt hơn chào đón cậu. Quách Tiên Vi nói chuyện ngoài lề với Vương Tử Quân vài phút, sau đó hắn chợt nói. Vương Tử Quân cảm thấy trái tim mình chợt có bóp mạnh mẽ, có thể để cho Quách Tiên Vi nói ra những lời như vậy, rõ ràng sự việc đang trở nên cực kỳ khó giải quyết. Hắn trầm ngâm giây lát rồi mở miệng. Anh Tiên Vi, có phải sự việc có biến không? Tử Quân, tôi chỉ là có chút dự cảm mà thôi, còn chưa thể kết luận. Hôm nay khi bí thư Nhiếp nghênh đón trưởng Ban Dương, tôi nghe trưởng Ban Dương nói về một vài quan điểm sử dụng cán bộ trẻ. Dù anh ấy không trực tiếp nhắc đến tên cậu, thế nhưng trưởng Ban Dương lại nói ra vài luận điệu bảo vệ cán bộ trẻ tuổi, như vậy là một câu nhưng hai nghĩa, cá nhân tôi cảm thấy lời nói của lãnh đạo thật sự gây bất lợi cho kết cục cậu tiến lên làm chủ tịch thành phố Đông Bộ. Quách Tiên Vi nói đến đây đã xem Vương Tử Quân là người nhà, vì những lời này bình thường không nên nói ra, nếu không một khi lan truyền ra ngoài, tương lai của Quách Tiên Vi sẽ chính thức bị hủy diệt. Bảo vệ hướng phát triển của cán bộ trẻ. Vương Tử Quân cười cười, hắn cảm thấy Dương Độ Lục này đến thành phố Đông Bộ cũng không có gì tốt, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của hắn, xem ra chính mình sẽ biến thành đối tượng để trưởng Ban Dương bảo vệ. Trưởng Ban Dương nói cán bộ trẻ là tài phú của quốc gia, là một sự đảm bảo cho sự nghiệp của đảng có thể kéo dài. Càng là như vậy thì chúng ta càng phải tăng cường rèn luyện cán bộ trẻ tuổi, không thể nuông chiều sinh hư, cần phải gõ đầu, phải chống lại khảo nghiệm, không thể cho phát triển quá nhanh. Quách Tiên Vi giống như hiểu tâm lý của Vương Tử Quân, thế là chỉ sau nháy mắt đã trầm giọng nói ra vài quan điểm của Dương Độ Lục khi hội đàm với Nhiếp Hạ Quân. Đối với cán bộ trẻ tuổi thì chúng ta phải ủy thác trách nhiệm, phải rèn luyện nhiều hơn, cũng không thể ép quá mạnh, tiến quá gấp. Chỉ khi nào cho cán bộ trẻ phát triển đến nơi đến chốn, công tác tạo ra từng bước vững vàng, chỉ như vậy mới xem như tạo ra cơ sở kiên cố cho sự phát triển mạnh mẽ vào tương lai. Tiến từng bước vững vàng, không nuông chiều sinh hư. Vương Tử Quân càng nghe càng cảm thấy mình thật không may sẽ biến thành đối tượng của trưởng Ban Dương. Anh Tiên Vi, cảm ơn anh, hai ngày nữa tôi sẽ đến thành phố Sơn Viên mời anh vài ly. Vương Tử Quân tuy thật sự rất bức bối nhưng cũng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Khoảnh khắc sau hắn đã cười ha hả nói với Quách Tiên Vi. Tử Quân, uống rượu thì dễ nói, đến thành phố Sơn Viên thì tôi sẽ mời cậu. Nhưng cậu cũng nên nhớ, con người ta sống cũng không được 10 phần như ý. Lão Tử nói rất đúng, họa là nơi phúc tựa, phúc là nơi họa nấp, tuy lúc này cậu không được như nguyện nhưng biết đâu nó sẽ là một cơ hội. Quách Tiên Vi tuy đang khuyên bảo Vương Tử Quân nhưng trong lòng lại thầm tiếc hận không thôi. Nếu Vương Tử Quân lần này có thể tiến lên, chưa đến 30 đã là cán bộ cấp giám đốc sở, như vậy đường phát triển của Vương Tử Quân sau này sẽ là cực kỳ tốt. Nhưng trước mắt thật sự quá khó khăn,
tính toán tốt nhưng lại đột nhiên xuất hiện chuyện xấu, nếu thật sự không được như ước nguyện, chỉ sợ vun gốc cây để phát triển phải mất thêm vài năm nữa. Những chuyện như vậy thường hay xảy ra, Quách Tiên Vi là cán bộ công tác tổ chức có thâm niên, hắn biết rất rõ về điều này. Hắn tuy có một chút quyền lợi trong lúc bổ nhiệm một vị chủ tịch thành phố, thế nhưng lại không chút ảnh hưởng trên phương diện này. Tuy Quách Tiên Vi cũng không khẳng định chắc chắn, thế nhưng thực tế thì Vương Tử Quân cũng đã cách biệt quá xa với chức vụ chủ tịch thành phố Đông Bộ. Dù sao thì Nhiếp Hạ Quân cũng phải suy xét về thái độ của Dương Độ Lục, thậm chí Dương Độ Lục đến cũng là một khiêu chiến với Bí Thư Nhiếp. Dù Bí Thư Nhiếp thật sự muốn đẩy Vương Tử Quân lên đài cũng không thể không suy xét đến phương diện các thường ủy sẽ có phản ứng khác thường vì Dương Độ Lục. Tuy lúc này Nhiếp Hạ Quân đã nắm giữ tình thế ở tỉnh Sơn Nam, nhưng loại nắm giữ thế cục như vậy là còn khá miễn cưỡng. Nếu như xuất hiện một lực tác động mạnh mẽ, như vậy sẽ là một đả kích khá mạnh với Nhiếp Hạ Quân. Nhiếp Hạ Quân chỉ sợ rất không muốn nhìn thấy phản ứng dây chuyền kia, nếu so sánh với tình huống đẩy Vương Tử Quân lên rồi nhận lấy đả kích, lão là một bí thư tỉnh ủy, có đôi khi cũng nên nghỉ cho bản thân mình. Cảm ơn anh Tiên Vi, tôi hiểu nên làm thế nào. Vương Tử Quân nói lời cảm tạ với Quách Tiên Vi, sau đó cũng không tiếp tục dây dưa ở vấn đề này, chuyển chủ đề sang chuyện con của Quách Tiên Vi thi đại học. Tuy dựa vào địa vị của Quách Tiên Vi, muốn con mình vào một trường đại học tốt cũng không phải là khó, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn ném ra một quả cầu cho Quách Tiên Vi. Anh Quách, bạn của tôi mở một công ty ở nước ngoài, nếu cháu nó muốn ra nước ngoài học tập, như vậy cũng tiện bề giúp đỡ. Cha mẹ trên thế gian này dù là quan vị có cao như thế nào thì cũng là con người, cũng có nhiều điểm chung, đặc biệt là máu mủ tình thân càng không thể nào xóa bỏ được. Quách Tiên Vi cũng không có ý kiến gì với chuyện cho con ra nước ngoài du học, nhưng bây giờ nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì cũng không khỏi động tâm. Lúc này đang ở vào giai đoạn người người muốn ra ngoài du học, người học tập từ nước ngoài quay về lại rất có giá. Thế cho nên Quách Tiên Vi nghe nhắc đến chuyện cho con đi du học cũng thật sự khó thể nào bình tĩnh. Nếu như người khác nhắc đến vấn đề này với Quách Tiên Vi, biết đâu hắn sẽ từ chối ngay. Nhưng Vương Tử Quân có quan hệ không tầm thường với hắn, nếu để Vương Tử Quân trợ giúp con mình xuất ngoại học tập, hắn thật sự rất tin tưởng vào Vương Tử Quân. Tử Quân, chuyện này, tôi còn phải về trưng cầu ý kiến của chị dâu và cháu của cậu cái đã. Quách Tiên Vi trầm ngâm một chút rồi khẽ nói. Anh Quách, anh nói rõ với cháu, với thành tích học tập của nó, muốn đạt được học bổng cũng không là vấn đề. Được, tôi sẽ nói rõ, cậu Tử Quân, dáng bảo trọng. Quách Tiên Vi hàn huyên thêm vài câu với Vương Tử Quân rồi cúp điện thoại. Vương Tử Quân cúp điện thoại rồi rơi vào trầm ngâm, chẳng lẽ mình cứ bỏ qua vị trí chủ tịch thành phố một cách dễ dàng như vậy sao? Tuy Quách Tiên Vi cũng chưa khẳng định, thế nhưng thực tế hắn đã hiểu rõ ý nghĩa lời nói của Quách Tiên Vi, đó chính là sự việc trên cơ bản đã được định hình. Dương Độ Lục tuy không có khả năng công khai tỏ thái độ vì một cán bộ trẻ tuổi như Vương Tử Quân, thế nhưng đến địa vị của đối phương, chỉ cần vạch ra một hai phương hướng là bên dưới sẽ làm theo. Nhiếp Hạ Quân sẽ làm như thế nào? Dù Vương Tử Quân và Nhiếp Hạ Quân có quan hệ rất tốt, nhưng Bí Thư Nhiếp sẽ tuyệt đối không vì mình mà chịu mạo hiểm. Sự việc lần này sẽ uy hiếp địa vị mà lão vất vả lắm mới tạo dựng lên được, lão là Bí Thư tỉnh Sơn Nam, ý nghĩ của lão thậm chí còn xa hơn Vương Tử Quân không biết bao nhiêu lần. Chức vụ chủ tịch thành phố đối với Vương Tử Quân là cực kỳ quan trọng nhưng đối với Nhiếp Hạ Quân thì căn bản chỉ là một chuyện có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nếu vì một Vương Tử Quân mà Bí Thư Nhiếp phải đưa chân vào hiểm cảnh, điều này căn bản là không thể xảy ra. Ngoài Nhiếp Hạ Quân trong tỉnh Sơn Nam thì còn ai có thể giúp được mình? Lưu Truyền Thụy sao? Trương Lão Gia Tử, từng gương mặt xuất hiện trong đầu Vương Tử Quân, nhưng hắn lại nhanh chóng bác bỏ. Ngoài những người này thì Vương Tử Quân lại nghĩ đến ông nội mình, nhưng cuối cùng hắn lại chối bỏ ý nghĩ của mình. Vương Lão Gia Tử dù có chút lực ảnh hưởng ở tỉnh Chiết Giang, thế nhưng đã về hưu từ rất lâu, lực ảnh hưởng không còn như xưa, đừng nói là có thể quyết chiến với Dương Độ Lục ở tỉnh Sơn Nam. Nhà Vương Tử Quân tuy có chút thế lực nhưng muốn đối mặt với Dương gia thì vẫn kém xa, cũng chỉ có duy nhất một nhà mà Vương Tử Quân có thể dựa vào để đối phó với Dương gia, chính là Mạc gia. Vương Tử Quân nghĩ đến Mạc gia mà không khỏi lắc đầu, tuy hắn không bị khinh thường ở Mạc gia, hơn nữa Mạc Lão gia tử đối xử với hắn rất tốt, thế nhưng đại đa số đám người ở Mạc gia đều tỏ ra lãnh đạm với hắn. Dù bây giờ hắn là phó chủ tịch thường vụ thành phố Đông Bộ nhưng vị trí này căn bản còn chưa được Mạc gia xem vào mắt, ngay cả bố vợ cũng hầu như không quá quan tâm đến công tác của mình. Mượn nhờ lực lượng của Mạc gia cũng là một biện pháp tốt,
nhưng quan trọng là Mạc Gia sẽ vì Vương Tử Quân mà đối đầu với Dương Độ Lục sao? Vương Tử Quân thật sự không thể nào nắm chắc được điều này. Thứ hai là cho dù Mạc Gia có ra mặt, chỉ sợ Dương Độ Lục cũng chưa chắc sẽ nể mặt. Vương Tử Quân thầm có vài ý nghĩ, nhưng sau đó hắn lại bỏ qua, trong lòng tràn đầy cảm giác không cam lòng. Nhưng tình thế bây giờ là như vậy, hắn không khỏi sinh ra cảm giác vô lực. Chẳng lẽ mình thật sự bỏ qua cơ hội lần này? Một người hiện ra trong lòng Vương Tử Quân, nghĩ đến người này thì chút cảm giác mờ mịt của hắn chợt tan biến, hắn có một ý nghĩ mới. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương Tử Quân. Hắn dùng ánh mắt tức giận nhìn chiếc điện thoại, nhưng khi hắn nghe máy thì lại không khỏi sững sờ. Chủ tịch Tử Quân, bí thư Nhiếp muốn trò chuyện với anh. Một giọng nói của một cán bộ trẻ vang lên, sau đó trong điện thoại vang lên âm thanh của Nhiếp Hạ Quân. Tử Quân, gần đây công tác thế nào? Nhiếp Hạ Quân nói rất bình thản, căn bản không thấy chút ý nghĩ khác thường. Cảm ơn bí thư Nhiếp quan tâm, tất cả xem như khá thuận lợi. Vương Tử Quân lên tiếng, hắn tìm vài hạng mục công tác để báo cáo với bí thư Nhiếp. Nhiếp Hạ Quân giống như rất hài lòng với Vương Tử Quân, không những cho ra lời bình, thậm chí còn mở miệng khen ngợi vài câu. Tử Quân, tôi nghe lúc này hai vợ chồng của cậu vẫn ở hai nơi có phải không? Điều này cũng không tốt, tôi sẽ nói chuyện với Đông Tường, sẽ để anh lấy làm công tác tư tưởng với nha đầu kia, để nha đầu Tiểu Bắc đến tỉnh chúng ta công tác. Tôi cũng không tin tỉnh Sơn Nam lớn như thế này cũng không cho ra một công tác phù hợp với cô ấy. Nhiếp Hạ Quân nói hai câu sau cùng có hơi hướng trẻ con, thế nhưng giọng điệu cực kỳ khí phách của lão cũng truyền cho Vương Tử Quân một loại tin tức. Nhiếp Hạ Quân, tôi cũng không xem anh là người ngoài. Nếu như không phải trước đó Vương Tử Quân nhận được điện thoại của Quách Thiên Vi, hắn sẽ không thể nào hiểu được chút chuyển biến của Nhiếp Hạ Quân vào lúc này. Nhưng có cuộc điện thoại của Quách Thiên Vi làm chăn đệm, hắn chợt hiểu ý của Nhiếp Hạ Quân khi gọi điện thoại đến. Bí thư Nhiếp có vẻ rất khách khí, nhưng càng như vậy càng chứng thực tin tức đến từ Quách Thiên Vi, Nhiếp Hạ Quân căn bản đã đầu hàng ở vị trí chủ tịch thành phố Đông Bộ, đang muốn bỏ qua mình. Nhưng sự thật là như vậy thì Vương Tử Quân cũng không oán trách Nhiếp Hạ Quân. Dù sao thì mỗi người cũng có lo nghĩ cho mình, Nhiếp Hạ Quân là bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, rất nhiều chuyện cần phải suy xét sao cho toàn diện. Người có thể tiến lên làm quan lớn, tất nhiên sẽ không xử lý sự việc theo cảm tính. Bây giờ Nhiếp Hạ Quân có thể gọi điện thoại đến cho mình, thực tế đã xem như không tệ. Sau khi hai bên nói chuyện hơn 10 phút, Nhiếp Hạ Quân chợt cười nói. Tử Quân, tôi đã xem qua báo cáo công tác kinh tế nửa năm của thành phố Đông Bộ, tuy tổng thể có thể nói là phát triển khá tốt thế nhưng lại kém hơn các thành phố anh em một chút. Cậu là phó chủ tịch thường vụ thành phố, sau này cậu nên phát huy tác dụng cho tốt, công hiến thật lớn vì sự phát triển kinh tế của Đông Bộ. Vâng, bí thư Nhiếp cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ tuân theo chỉ thị của ngài, sẽ cho ra cống hiến thật lớn vì sự phát triển kinh tế thành phố Đông Bộ. Vương Tử Quân trả lời rất gọn gàng. Thế nhưng trong lòng hắn lại hiểu rất rõ, Nhiếp Hạ Quân gọi điện thoại đến chỉ sợ đang chờ những lời này của mình. An tâm công tác, chỉ cần an tâm công tác sẽ có thành tích, như vậy sẽ có cơ hội, đây chính là ý nghĩa cuộc điện thoại lần này của Nhiếp Hạ Quân. Sau khi Nhiếp Hạ Quân cúp điện thoại, Vương Tử Quân luôn suy tư về lời nói của bí thư Nhiếp. Tuy Nhiếp Hạ Quân đã nói rõ sau này sẽ còn cơ hội, thế nhưng Vương Tử Quân cũng không muốn vận mệnh của mình bị bỏ vào trong một cái bình hứa hẹn. Những lúc cần thì phải vung tay vật lộn đọ sức, nếu số phải chết thì dù lên chiều cũng sẽ bị chém đầu. Trong đầu Vương Tử Quân lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn trầm ngâm một lát, sau đó dừng liên lạc vừa rồi lại hiện lên trong lòng. Hắn cho ra một tính toán sơ bộ, sau đó khẽ bấm số điện thoại quen thuộc. Alo, tôi là Vương Tử Quân. Sau khi nói chuyện điện thoại hơn 20 phút thì Vương Tử Quân nở nụ cười nhàn nhạt. Hắn tuy đã cho ra lựa chọn, thế nhưng cũng không ngờ đối phương chẳng những đang chờ điện thoại của mình, thậm chí còn chuẩn bị cho mình một lễ vật lớn. Những động tĩnh gió thổi cỏ lay trên tỉnh đôi khi ảnh hưởng rất nhanh đến các thành phố quận huyện tuyến dưới, đặc biệt là những vấn đề có liên quan đến phương diện nhân sự lại càng làm cho người ta phải chú ý cao độ. Sau khi Tiết Diệu Tiến rời khỏi cương vị thì Nhâm Sương Bình bắt đầu chủ trì công tác thị ủy, hầu như ai cũng biết không còn có gì bất ngờ với vị trí bí thư thị ủy, điều duy nhất cần lo lắng chính là vị trí chủ tịch thành phố. Vương Tử Quân và Phạm Bằng Phi tất nhiên biến thành tiêu điểm chú ý của mọi người, càng có không ít người chú ý đến hai người bọn họ, đồng thời cũng chú ý đến chính bản thân mình. Dù thế nào thì hai người bọn họ có một người lên chức cũng sẽ có một vị trí để chống, đối với các vị phó chủ tịch thành phố và các vị thường ủy thị ủy,
hai vị trí phó chủ tịch thường vụ và phó bí thư thị ủy đều cực kỳ tốt. Vì có nhiều người chú ý nên cũng không có quá nhiều thứ bí mật. Khi Vương Tử Quân có được nhiều phiếu đề cử hơn Phạm Bằng Phi, có người cho rằng sẽ có một tranh chấp cực mạnh ở chức vụ chủ tịch thành phố Đông Bộ. Nhưng khi trên tỉnh truyền xuống những lời bảo vệ cán bộ trẻ của trưởng ban tổ chức Trung ương Dương Độ Lục, đám người thông minh đều thầm hiểu được kết quả sự kiện lần này. Khi Vương Tử Quân đi vào phòng họp thị ủy, bên trong đã ngồi đầy người. Các vị lãnh đạo đang to nhỏ thảo luận làm cho phòng họp rất náo nhiệt, vài người hút thuốc thả khói làm cho bầu không khí có hơi mờ đục, sinh ra cảm giác mờ mờ ảo ảo. Chủ tịch Vương. Khi Vương Tử Quân đi vào phòng họp, Trúc Phu Bình khẽ gật đầu với hắn, trên mặt càng lộ ra nụ cười an ủi. An ủi. Vương Tử Quân có thể nhìn ra được ý nghĩa nụ cười của Trúc Phu Bình, xem ra Trúc Phu Bình cũng nhận được tin tức, nếu không sẽ chẳng có biểu hiện như vậy. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Trúc Phu Bình, sau đó ngồi xuống bên cạnh Chủ tịch Trúc. Lúc này các vị thường ủy hầu như đã đến đông đủ, Vương Tử Quân nhìn lướt qua thấy vị trí trung tâm còn trống, thế là há cười ha hả hàn huyên với Trúc Phu Bình. Lúc này Trúc Phu Bình thật sự bất ngờ vì biểu hiện điềm nhiên như không của Vương Tử Quân, hắn không tin cho đến bây giờ mà Vương Tử Quân vẫn còn chưa nhận được tin tức gì về sự kiện kia. Xem ra Chủ tịch Vương thật sự có khả năng áp chế không giống như người bình thường, hèn gì trẻ tuổi như vậy mà đã là cấp trên của mình. Trúc Phu Bình thầm cảm khái một câu, sau đó hắn bắt đầu tiếp chuyện Vương Tử Quân. 2 phút sau cửa phòng họp mở ra, Nhâm Sương Bình và Phạm Bằng Phi sóng vai đi từ bên ngoài vào phòng họp. Hai người bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, bộ dạng cực kỳ thân mật. Bằng Phi, ngồi ở đây. Nhâm Sương Bình ngồi xuống vị trí trung tâm không nhường ai, sau đó hắn chỉ vào chiếc ghế trước kia là của mình rồi nói. Tuy rất nhiều người thầm hiểu vị trí chủ tịch thành phố rất có thể sẽ rơi lên người Phạm Bằng Phi, nhưng Nhâm Sương Bình lại không chút cố kỵ yêu cầu Phạm Bằng Phi ngồi lên vị trí của chủ tịch, điều này không khỏi làm cho nhiều người sinh ra cả giác bất mãn. Thế nhưng bọn họ tuy không thoải mái nhưng cũng không vì một chỗ ngồi mà đắc tội với bí thư và chủ tịch thành phố tương lai. Nhưng khi Phạm Bằng Phi lại có chút do dự thì rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân. Bọn họ thầm hiểu rõ ràng, tranh chấp vị trí chủ tịch thành phố trên cơ bản là của Vương Tử Quân và Phạm Bằng Phi. Tuy Vương Tử Quân có thể đã thất bại, nhưng khi mà tỉnh ủy còn chưa có văn bản bổ nhiệm chính thức, nếu Phạm Bằng Phi ngồi lên vị trí chủ tịch thành phố rõ ràng là một lời tuyên chiến với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười nhìn Phạm Bằng Phi, căn bản không quan tâm, cũng căn bản giống như không nhìn thấy tình huống Phạm Bằng Phi ngồi xuống ghế chủ tịch. Phạm Bằng Phi thật sự rất chú ý đến phản ứng của Vương Tử Quân. Khi hắn thấy Vương Tử Quân cười nhạt thì trong lòng chợt sinh ra cảm giác e sợ, hắn bây giờ cần vui vẻ tiếp nhận Vương Tử Quân đến phụ trợ cho mình, chứ không phải tiếp nhận một trợ thủ như hổ dữ. Vương Tử Quân anh bây giờ không phải vẫn còn cười được sao? Vậy thì cứ cười đi. Phạm Bằng Phi nghĩ đến tin tức mình nhận được vào ngày hôm qua, hắn bưng ly trà đi về vị trí của mình ở phía bên trái của Nhâm Sương Bình. Thưa các đồng chí, hôm nay chúng ta mở họp cũng là vì muốn nghiên cứu phương án nghênh đón trưởng ban Dương xuống thành phố chúng ta nghiên cứu công tác tổ chức ở cơ sở và phát triển kinh tế nông thôn. Tin tức rất chuẩn xác, tỉnh ủy rất coi trọng hành trình của trưởng ban Dương, khi đó bí thư Nhiếp và chủ tịch Hào sẽ đi theo bên cạnh lãnh đạo trong suốt hành trình. Lần này lãnh đạo xuống nghiên cứu thị sát. Nó vừa là một cơ hội vừa là khiêu chiến. Thành phố Đông Bộ chúng ta vừa trải qua tình huống đổi cũ thay mới, tỉnh ủy còn đang ở vào giai đoạn khảo sát của ban ngành chúng ta. Lúc này chúng ta càng phải bày ra năng lực của mình, càng phải tạo ra ấn tượng tốt cho lãnh đạo về ban ngành thành phố, là một ban ngành đánh đâu thắng đó tràn đầy sức chiến đấu. Nhâm Sương Bình nói, giọng điệu được đề cao rất nhiều, riêng về vấn đề nghênh đón trưởng ban Dương đã được hắn nói hơn nửa giờ. Vương Tử Quân ngẩng đầu nhìn Nhâm Sương Bình lên tiếng, hắn chợt cảm nhận được chút đắc ý lóe lên từ hai chân mày của đối phương. Sau khi nói về những vấn đề quan trọng thì Nhâm Sương Bình tiến hành phân công công tác. Dù Vương Tử Quân có chút chán ngán vì những lời nói rông dài của Nhâm Sương Bình, thế nhưng hắn cũng không có ý kiến gì với những phân công của Chủ tịch Nhâm. Vương Tử Quân không hổ danh là lãnh đạo khối chính quyền nhiều năm, phân công công tác rất xác thực và hiệu quả. Đồng chí Tử Quân, anh là phó chủ tịch thường vụ thành phố, phương diện hoàn cảnh vệ sinh môi trường đều giao cho anh. Ngày mai trưởng phòng Dương sẽ đến thành phố Đông Bộ, anh không những đảm bảo thành phố Đông Bộ có một hoàn cảnh sạch đẹp hợp vệ sinh trước mắt trưởng ban Dương, còn phải cung cấp một hoàn cảnh tốt đẹp cho hành trình lần này của lãnh đạo. Đặc biệt là công tác thuộc phương diện kêu oan, anh cần phải làm cho thật tốt, kiên quyết không thể để xảy ra hiện tượng chặn xe kêu oan.
Nhâm Sương Bình nói xong thì không ít người nhìn về phía Vương Tử Quân bằng ánh mắt đồng tình. Đám cán bộ nơi đây có ai không biết tiếp đãi lãnh đạo có hai phương diện quan trọng nhất, một là hoàn cảnh vệ sinh, hai là người dân kêu oan. Nếu không chú ý thật chặt vào hai hạng mục này thì sẽ rất dễ dàng xảy ra sự cố, có thể nói đây là công tác quan trọng nhất trong lúc tiếp đãi lãnh đạo. Bây giờ Nhâm Sương Bình lại giao cho Vương Tử Quân hai công tác cực kỳ quan trọng như vậy, tất nhiên ý nghĩa của nó là như thế nào thì ai cũng hiểu được. Vương Tử Quân biết rõ đây là Nhâm Sương Bình cố ý sắp xếp cho mình, nếu nhưng không phải đã sớm có kế hoạch thì hắn dù thế nào cũng phải nói rõ ràng với vị chủ tịch chủ trì công tác thị ủy kia. Nhưng lúc này hắn đã có tính toán sẵn, hắn cũng không lên tiếng phản bác. Dù sao thì người ta đắc ý cũng không nhiều, cũng nên cho người ta nhảy nhót một chút. Chủ tịch Nhâm, anh sắp xếp như vậy ó phải không quá để ý đến cảm nhận của tôi sao? Tôi giống như nhớ rõ công tác vệ sinh là do mình nắm giữ. Anh lại trực tiếp phân công cho Chủ tịch Vương, không phải có ý kiến gì với tôi đấy chứ. Vương Tử Quân không định lên tiếng thế nhưng điều này cũng không có nghĩa là người khác sẽ không nói gì. Khi Nhâm Sương Bình đang chờ phản ứng của Vương Tử Quân, đột nhiên Phó Chủ tịch cười ha hả nói với Nhâm Sương Bình. Nhâm Sương Bình tuyệt đối không ngờ Trương Thông lại nhảy ra vào lúc này, hắn nhìn gương mặt cười ha hả của Trương Thông, hắn hận không thể cho đối phương vài tát. Hắn biết Trương Thông làm như vậy chủ yếu là vì Vương Tử Quân. Nhưng đối phương làm vậy giống như đang vẽ lên mặt mình. Tuy Nhâm Sương Bình cực kỳ tức giận thế nhưng cũng chỉ có thể áp chế trong lòng. Hắn là một cán bộ lãnh đạo vừa chủ trì công tác thị ủy, nếu như ở hội nghị đầu tiên mà nói ra lời nói bất mãn với một vị phó chủ tịch thành phố, như vậy không phải là Trương Thông mất mặt, ngược lại sẽ biểu hiện tình huống Nhâm Sương Bình không biết bao dung với thủ hạ. Chủ tịch Trương, anh quá lo lắng mà thôi, tôi nào tỏ ra bất mãn với công tác của anh. Chủ yếu là những công tác này tương đối quan trọng, thế cho nên. Đó là Chủ tịch Nhâm không tín nhiệm năng lực công tác của tôi. Chủ tịch Nhâm, nếu ngài thật sự không tin tưởng vào năng lực của tôi cũng không còn lời nào để nói. Trương Thông tỏ ra cực kỳ uất ức, hắn đưa mắt nhìn khắp bốn phía. Nhâm Sương Bình thật sự rất bực bội, còn bà nó, ông đã bao giờ nói rằng không tín nhiệm năng lực công tác của anh. Còn bà nó, rõ ràng là chủ động khiêu khích với ông. Cố ý bới móc ông đây. Nhâm Sương Bình căn bản không quan đến phương diện này, hắn giao trách nhiệm của Trương Thông cho Vương Tử Quân, nếu Trương Thông không lên tiếng thì xem như Vương Tử Quân ăn phải quả đắng. Nhưng Trương Thông lại mở miệng, thế cho nên hắn cũng chỉ có thể giải thích cho Trương Thông hiểu mà thôi. Chủ tịch Trương, tôi thế nào lại hoài nghi năng lực công tác của anh? Chúng ta cùng nhập gánh công tác nhiều năm, trong các vị chủ tịch của khối chính quyền thì Chủ tịch Trương là người nổi tiếng. Sở dĩ tôi giao công tác cho Chủ tịch Vương cũng là vì muốn Chủ tịch Vương được rèn luyện nhiều hơn trong công tác. Lý do này của Nhâm Sương Bình căn bản có chút sứt mẻ, thế nhưng hắn cũng không thể nói rằng mình muốn làm khó cho Vương Tử Quân, thế là đành phải nghẹn miệng nói ra những lời như vậy mà thôi. Thì ra là ngài đang muốn rèn luyện Chủ tịch Vương, để cho anh ấy tiếp nhận chủ trì công tác của khối chính quyền thành phố. Chủ tịch Nhâm, ý nghĩ này của anh thật sự rất tốt. Nhưng tôi thấy lần này trưởng ban Dương xuống kiểm tra thị sát. Không riêng gì chúng ta vinh dự mà càng liên quan đến bộ mặt của tỉnh Sơn Nam, một việc quan trọng như vậy cũng không thể xuất hiện sai lầm. Tôi là người tương đối quen thuộc công tác vệ sinh, hãy để cho tôi trông nom, đến khi nào có một sự kiện không quá quan trọng diễn ra thì để cho Chủ tịch Vương tiếp nhận cũng không muộn. Trương Thông nói rồi nhìn về phía Vương Tử Quân rồi cười nói. Chủ tịch Vương, tôi cũng không phải không tin năng lực của anh, chủ yếu là sự việc này quá mức quan trọng. Dù thế nào thì chúng ta cũng không thể để cho Chủ tịch Nhâm mất mặt. Chủ tịch Nhâm mới chủ trì công tác, nếu như vì chút chuyện thế này mà mất mặt, tôi cũng thật sự rất xấu hổ. Còn bà nó, anh ở đó mà xấu hổ. Gương mặt Nhâm Sương Bình trở đen nhẻm, còn bà nó quấy phá chuyện tốt của mình, còn nghiêm trang nói ra những lời ngụy biện. Tôi có cần anh nhảy sổ ra như vậy không? Còn luôn miệng nói vì tốt cho tôi sao? Rõ ràng là không yên lòng mới kéo mình ra làm đấng cứu thế. Nhâm Sương Bình tuy trong lòng mắng Trương Thông xối xả nhưng vẻ mặt lại luôn bình tĩnh, hắn cố gắng lên tiếng. Chủ tịch Trương, đa tạ anh đã giúp đỡ cho công tác của tôi, đợi sau khi chào đón trưởng ban Dương đến kiểm tra thị sát, tôi sẽ mời anh uống rượu. Ha ha ha, chủ tịch Nhâm mời khách thì tôi sẽ không khách khí, nhưng nếu thành công tốt đẹp thì ngài phải mời tôi hai lần mới đúng. Các vị đang ngồi đây làm chứng nhé, đến khi chủ tịch Nhâm mời cơm, tôi sẽ mời mọi người đến tiếp khách. Trương Thông cười ha hả chắp tay với bốn phía, bộ dạng thật sự rất muốn mời khách. Nhâm Sương Bình cũng không tiếc một bữa cơm, thế nhưng bị người ta lên tiếng phá hoại kế hoạch của mình,
hơn nữa mình còn phải mời khách, điều này không khỏi làm hắn cảm thấy rất bực mình. Rõ ràng là suy xét không chu toàn, vốn hắn cho rằng sự kiện lần này sẽ gây ra cho Vương Tử Quân đầy phiền toái và trách nhiệm, những người khác cũng không nói gì, lại không ngờ Trương Thông lại trung thành với Vương Tử Quân như vậy. Anh Trương cứ yên tâm, đến lúc đó tôi nhất định sẽ cùng đi ăn với anh. Chủ tịch Nhâm mời khách thì cấp bậc sẽ không thấp được. Lưu Nham Phú đứng lên cười hì hì với Trương Thông rồi lớn tiếng nói. Nếu anh Lưu đã thích tiếp khách như vậy, không bằng theo giúp tôi. Chủ tịch Nhâm, phòng văn thư chính là phạm vi công tác của tôi, hay là thế này, ngài muốn rèn luyện chủ tịch Vương, hay là để cho anh ấy quản thêm văn thư. Dù sao thì lần này trưởng ban Dương Xuông thị sát cũng quá quan trọng, chúng ta cũng không nên bôi đen bộ mặt của tỉnh Sơn Nam cho được. Vương Quốc Lĩnh là phó chủ tịch chủ khảo phòng văn thư, hắn mới mở miệng đã ném cho Vương Tử Quân một phần công tác. Chủ tịch Vương, chủ tịch Trương, hai người các anh cũng đừng nên cãi nhau, chuyện tiếp khách tôi bao hết. Hai vị dù thế nào thì tôi cũng đi, đến lúc đó tôi sẽ đảm bảo sẽ mời rượu chủ tịch Nhâm cho thật tốt. Lưu Nham Phú vung tay lên dùng giọng cực kỳ hào hùng nói. Nụ cười xuất hiện trên mặt đám cán bộ tham gia hội nghị liên tịch lần này, Nhâm Sương Bình biết rõ bọn họ đang cười cái gì. Nhưng lúc này dù hắn có muôn vàn bất mãn cũng chỉ có thể áp chế trong lòng. Dù hai vị kia nói thế nào cũng là giúp đỡ công tác của hắn, nếu như vì vậy mà phê bình bọn họ, như thế uy tín của hắn trong nhóm thường ủy sẽ sụt giảm nghiêm trọng, lại mang tiếng không phóng khoáng. Nhâm Sương Bình nhìn thoáng qua Phạm Bằng Phi, sau đó hắn khẽ gõ ngón tay xuống bàn nói. Ba vị đồng chí phó chủ tịch, tiệc rượu tôi nhất định sẽ tiếp đãi, thế nhưng các anh cũng nhất định phải làm tốt công tác. Tuyệt đối không nên để phát sinh vấn đề. Chủ tịch Nhâm cứ yên tâm, chuyện này chúng tôi nhất định sẽ không làm anh mất mặt. Ba người Vương Quốc Lĩnh cũng chẳng phải không biết tiến thối, khi thấy sự việc đã ổn thỏa thì cũng bắt đầu rút chân. Vương Tử Quân cảm thấy rất ấm áp vì thế công của ba người Trương Thông, hắn biết rõ càng làm như vậy thì Nhâm Sương Bình sẽ càng căm thù mình. Nhưng hắn vốn không thèm đặt Nhâm Sương Bình vào trong mắt, nào quan tâm đến sự căm thù của đối phương. Ngay sau đó Nhâm Sương Bình bắt đầu sắp xếp theo đúng quy củ, có lẽ vừa rồi bị ba người Trương Thông cho một bài học, thế cho nên cũng không dám tiếp tục cho ra thiêu thân. Về phương diện ai đại biểu cho đảng ủy chính quyền thành phố báo cáo công tác với trưởng ban Dương, tôi đã đặc biệt xin chỉ thị của trưởng phòng đống. Trưởng phòng đống để cho tôi báo cáo, nhưng tôi đã đại biểu cho thị ủy báo cáo về công tác kiến thiết tổ chức ở cơ sở, công tác nông thôn cần nhường cho một đồng chí khác, dù sao đây cũng là một cơ hội được biểu hiện trước mặt lãnh đạo. Nhâm Sương Bình vừa nói vừa nhìn sang Phạm Bằng Phi ở bên cạnh, sau đó cười nói. Trưởng phòng đồng nghe thấy ý kiến của tôi thì cảm thấy rất hay, thế cho nên chúng tôi đề cử đồng chí Bằng Phi. Bí thư Phạm là cán bộ công tác cơ sở nhiều năm, nếu muốn tiếp nhận trọng trách này thì chỉ là chuyện nhỏ. Muốn Phạm Bằng Phi đại biểu cho khối chính quyền làm công tác báo cáo nhưng lại phải đưa Đồng Quốc Khánh ra làm lá chắn, đây rõ ràng là tạo thế cho tình huống Phạm Bằng Phi tiếp nhận vị trí chủ tịch thành phố sau này. Lúc này hơn 20 ánh mắt lại nhìn về phía Vương Tử Quân, tuy bọn họ cũng biết sự kiện này xảy ra xem như Vương Tử Quân đã suy tàn, nhưng nghe được lời của Nhâm Sương Bình thì bọn họ cũng không quên nhìn về phía Vương Tử Quân. Dù sao thì Vương Tử Quân vẫn là phó chủ tịch thường vụ thành phố Đông Bộ, khi chủ tịch thành phố không thể báo cáo, hắn chính là người có thể đại biểu cho khối chính quyền để hoàn thành nhiệm vụ này. Vương Tử Quân nào không hiểu ánh mắt của mọi người, hắn thậm chí còn thấy vài ánh mắt có ý nghĩ chào hỏi. Hắn hiểu rất rõ bọn họ muốn nói điều gì. Sau khi đưa mắt yêu cầu nhóm Lưu Nham Phú không nên cho ra hành động thiếu suy nghĩ, Vương Tử Quân cười nói. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của trưởng phòng đồng, bí thư Bằng Phi sẽ đại biểu cho khối chính quyền chúng tôi, đó là lựa chọn tốt nhất. À, cứ làm như vậy. Nhâm Sương Bình cũng không ngờ Vương Tử Quân lại đồng ý, hắn trầm ngâm giây lát rồi cũng không cho người khác cơ hội lên tiếng, hắn xem như cho ra kết luận. Sau khi tiếp tục nói ra vài yêu cầu công tác thì hội nghị kết thúc. Vương Tử Quân thu dọn vật dụng của mình, chuẩn bị chậm rãi bước ra khỏi phòng họp. Khi hắn còn chưa kịp bước đi thì nghe thấy Nhâm Sương Bình nói. Chủ tịch Vương, anh ở lại một chút, tôi có một số việc cần thương lượng với anh. Đám thường ủy chuẩn bị rời khỏi phòng họp thì đều dừng bước, nhưng phần lớn mọi người đưa mắt nhìn Vương Tử Quân và Nhâm Sương Bình rồi tiếp tục đi ra ngoài phòng họp. Nhâm Sương Bình đứng bên cạnh lá cờ đỏ. Hai tay chống eo, thật sự rất có phong phạm. Khi Vương Tử Quân đi đến trước mặt thì Nhâm Sương Bình khẽ cười nói. Chủ tịch Vương, hai ngày qua công tác thế nào?
Vương Tử Quân biết rõ Nhâm Sương Bình gọi mình ở lại nhất định không phải bàn về vấn đề công tác, hắn khẽ cười nói. Khá tốt. Vậy là tốt, Chủ tịch Vương, trong ban ngành lãnh đạo thành phố Đông Bộ thì anh là đồng chí trẻ tuổi nhất, trưởng ban Dương lại cực kỳ chú trọng đến phương diện bồi dưỡng cán bộ trẻ. Vì quán triệt chỉ thị của trưởng ban Dương, sau này tôi sẽ tăng thêm trọng trách công tác của anh cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Nhâm Sương Bình nhắc đến ba chữ trưởng ban Dương thì cố ý nhìn Vương Tử Quân. Nhâm Sương Bình muốn xem Vương Tử Quân có phản ứng gì ở phương diện này, nhưng điều làm hắn thất vọng chính là Vương Tử Quân căn bản không có phản ứng gì, giống như người này bản không biết trưởng ban Dương là ai, điều này làm cho hắn thật sự rất bực bội. Cảm ơn Chủ tịch Nhâm đã quan tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng công tác, sẽ không làm cho lãnh đạo thất vọng. Vương Tử Quân lúc này thật sự không có tâm tư giả tạo với Nhâm Sương Bình, thế là dù nói rất khách khí nhưng lại tràn đầy ý nghĩa ứng phó. Hội nghị hôm nay có bầu không khí quá ngột ngạt, điều này làm cho Nhâm Sương Bình không thoải mái, hắn muốn chuyển rời cảm giác không thoải mái lên người Vương Tử Quân. Nhưng không ngờ Vương Tử Quân vẫn lì lợm như thường, căn bản không quan tâm đến lời khiêu khích của mình, thế là một cảm giác mắc nghẹn sinh ra làm cho hắn càng thêm khó chịu. Chủ tịch Vương, tôi vốn cho rằng sẽ cùng nhập gánh công tác với anh ở thành phố Đông Bộ, thế nhưng ông trời lại không cho phép anh nhập gánh với tôi, anh nói xem đây có phải là ý trời không? Nhâm Sương Bình khẽ lên tiếng, hắn nói xong thì cười lên ha hả. Ha ha ha, nào phải là như vậy chứ? Nhâm Sương Bình cười căn bản như những vừa rồi là bình thường, hắn dùng sức vỗ vai Vương Tử Quân. Vương Tử Quân ngoài cảm thấy chẳng có gì thú vị thì cũng không sinh ra cảm giác gì với những trò mèo này của Nhâm Sương Bình. Hắn nhìn gương mặt đầy vui vẻ của Nhâm Sương Bình, thế là chợt cười theo lúc nào không hay. Đám nhân viên công tác đang thu dọn phòng họp thấy hai vị chủ tịch cùng cười lớn. Cả đám cảm thấy cực kỳ nghi hoặc. Bọn họ dù là nhân viên công tác nhưng cũng nghe nói Chủ tịch Nhâm và Chủ tịch Vương có bất hòa, bây giờ nhìn qua lại thấy chẳng có gì là bất hòa cả. Trưởng phòng, sao không mang theo quyển sách này? Trong phòng làm việc của Đồng Quốc Khánh, một nhân viên trẻ tuổi đang thu dọn đồ đạc cho trưởng phòng Đồng, hắn cầm lấy một quyển sách tự học giám định rồi khẽ xin chỉ thị Đồng Quốc Khánh. Đồng Quốc Khánh ngồi ghi chép gì đó trên bàn làm việc, hắn tùy ý nhìn qua rồi trầm giọng nói. Cũng không cần, tôi còn một bản trên tỉnh, cũng đủ xem rồi. Chương 506, một chơi đùa với anh. Đồng Quốc Khánh cầm lấy bút, trầm ngâm một lát rồi lại đặt bút xuống. Hắn nhìn thoáng qua tên nhân viên trẻ tuổi rồi mở miệng phân phó. Tiểu Hào, ngoài những gì tôi thường xuyên mang theo thì đưa về, còn đâu để lại, dù sao những thứ kia đều là của thành phố Đông Bộ. Vâng, nhưng trưởng phòng Đồng, bộ truyện thủy hử này là của Chủ tịch Nhâm đưa cho ngài, nếu để nó lại. Có làm cho Chủ tịch Nhâm nghĩ gì khác không? Tiểu Hào lấy vài cuốn sách từ trên giá xuống, sau đó dùng giọng có chút không muốn nói với Đồng Quốc Khánh. Đồng Quốc Khánh nhìn về phía vài cuốn sách, hắn cũng có chút không muốn, thế nhưng cuối cùng vẫn phất tay nói. Bộ sách này cũng để lại, tôi nhận tấm lòng của đồng chí Sương Bình là được. Tiểu Hào nhìn thấy vẻ mặt Đồng Quốc Khánh không quá tốt thì cũng không dám nói nhiều lời, hắn vội vàng dựa theo sắp xếp của Đồng Quốc Khánh, tiến hành phân loại. Đồng Quốc Khánh thở dài một hơi, lúc này hắn không biết vì sao cảm thấy trước ngực có hơi bị đè nén, giống như có một khối đá ép lên, hít thở có chút khó khăn. Hắn đi vài bước đến bên cửa sổ, khẽ mở cửa sổ ra, thầm nghĩ, chẳng lẽ mình thật sự còn sinh ra cảm giác không muốn rời khỏi thành phố Đông Bộ sao? Tất cả mọi thứ ở thành phố Đông Bộ này đều đã kết thúc dựa theo ý nghĩ của mình. Tuy trưởng phòng Hứa không nói rõ trong điện thoại, thế nhưng thực tế lại biểu đạt ý nghĩ rất đúng chỗ, tỉnh ủy đã đạt thành ăn ý với vị trí chủ tịch thành phố Đông Bộ. Đồng Quốc Khánh hoàn thành thuận lợi công tác của mình, vị trí trưởng phòng tuyên truyền tỉnh ủy cũng không thể tiếp tục để trống, thế là một sân khấu rộng sắp được mở ra. Đây không phải là hy vọng sau nhiều năm của hắn sao? Nhưng không biết vì điều gì mà Đồng Quốc Khánh luôn cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng. Hoàng hôn vào lúc giao mùa xuân và hạ cũng không quá nóng bức, trong không khí có cảm giác mát mẻ. Vương Tử Quân đeo một chiếc kính râm đi trên đường, bên cạnh hắn là Mạc Tiểu Bắc xinh đẹp động lòng người với một bộ trang phục bình thường. Vương Tử Quân cũng không ngờ Mạc Tiểu Bắc sẽ đến, nhưng hắn lại thật sự cảm thấy rất mừng. Hắn biết nàng là người bề ngoài lạnh lùng nhưng trong khung rất có tình cảm, lúc này hắn cũng không muốn nấu cơm, thế là kéo nàng đi ra đường, tùy tiện tìm một quán ăn nào đó. Hai người Vương Tử Quân đi vào trong một con hẻm nhỏ, hai bên đường tiểu thương bày bán ồn ào tràn đầy sức sống. Vương Tử Quân chợt cảm thấy có chút kỳ lạ, trước nay sao mình không chú ý đến những âm thanh quen thuộc và thân thiết như thế này.
những món thức ăn ở nơi đây khá ngon, món súp cũng mới lạ, ngày nào uống rượu cũng gọi vài món ở chỗ này, ăn vào có thể giải rượu. Vương Tử Quân giữ lấy bàn tay của Mạc Tiểu Bắc, sau đó khẽ nói. Anh nên uống ít đi một chút thì hay hơn. Mạc Tiểu Bắc cũng không có hứng thú với những món giã rượu của Vương Tử Quân, nàng dùng giọng đầy tình cảm khuyên bảo hắn. Dù biết vợ mình có tính tình như vậy nhưng Vương Tử Quân vẫn sinh ra cảm giác bị đánh bại. Hắn nhận mệnh rồi lại lắc đầu, sau đó chăm chú nói. Ôi, cách mạng là vậy, mỗi ngày đều say rượu, uống đến mức hư hại dạ dày, anh cũng không có biện pháp nào khác. Anh không thành thật, những lời này rõ ràng chỉ để gạt người. Mạc Tiểu Bắc trừng mắt nhìn Vương Tử Quân rồi hờn dỗi nói. Vương Tử Quân cười hì hì nói. Vợ đại nhân à, anh biết rồi không được sao? Rượu không phải là thứ tốt, sau này anh nhất định sẽ giảm bớt. Mạc Tiểu Bắc lúc này mới gật đầu thỏa mãn, nàng khẽ khoác lấy tay của Vương Tử Quân, hai người đi về phía trước. Vợ, anh nói trước với em nhé, lát nữa gọi món súp thì em không nên bỏ ớt vào, nếu không sẽ phá hủy hương vị. Vương Tử Quân nhìn thấy không ít người đi đường ném cho mình ánh mắt hâm mộ, hắn chợt ưỡn ngực lên, sau đó khẽ nói với Mạc Tiểu Bắc. Mạc Tiểu Bắc cũng giữ chặt lấy bàn tay của Vương Tử Quân, dù nàng không nói gì nhưng tình cảm vẫn theo cánh tay truyền đến người Vương Tử Quân. Vương Tử Quân đang định mở miệng giới thiệu vài món ăn với Mạc Tiểu Bắc, hắn chợt ngậm miệng lại, hắn cảm nhận được tình cảm ấm áp vào lúc này, thế là hai người cứ mãi rơi vào trạng thái xúc động như vậy. Không bắt đầu, không chấm dứt. Chỉ mãi kéo dài. Là chỗ này, chúng ta vào thôi. Vương Tử Quân dừng lại trước một quán ăn, sau đó hắn kéo Mạc Tiểu Bắc đi vào, chợt thấy bên trong có người nói. Bà chủ, chị sợ tôi ăn mì không trả tiền sao? Thế nào lại không bán? Tôi đã đi cả cây số đến đây để ăn mì của chị. Anh bạn à, không phải là chị đây không bán mà lãnh đạo tuyến trên kiểm tra, đã nói rõ ràng, chúng tôi sẽ đóng cửa 3 ngày, vừa rồi tôi đi ra là đóng cửa. Không tiếp tục kinh doanh, không ngờ cậu lại đến đúng lúc như vậy. Hôm nay mong cậu thông cảm cho, đợi đến khi khai trương lại, chị mời cậu 2 tô mì miễn phí, thế nào? Một giọng nữ vang dội từ trong quán ăn truyền ra, tuy không thấy người nói nhưng giọng điệu lại làm người ta liên tưởng đến hình tượng một người phụ nữ thông minh tháo vát. Bà chủ giải thích như vậy làm cho tên đàn ông chợt bình tĩnh trở lại, nhưng cảm giác tức giận vẫn chưa loại trừ, hắn đặt mông người xuống ghế rồi dùng giọng oán giận mắng. Con bà nó, đây là chuyện gì, cái quái gì là lãnh đạo xuống kiểm tra? Có muốn cho người ta dùng cơm nữa không? Anh bạn, xin bớt giận, các đồng chí cũng không có biện pháp nào khác hơn, đây là nhiệm vụ của tuyến trên, người ta cũng không thể không hoàn thành. Bà chủ vừa rót nước cho tên đàn ông trước mặt vừa khẽ mở miệng khuyên giải. Cảm giác tức giận của tên đàn ông với bà chủ lúc này đã không còn, hắn nâng ly lên làm một ngụm rồi nói. Đám quan lại suốt ngày chỉ nghĩ biện pháp làm khổ dân, không phải chỉ là một vị lãnh đạo xuống kiểm tra sao? Chỉ như vậy đã không cho người ta dùng cơm, nếu như lãnh đạo quốc gia xuống, như vậy chỉ sợ chuyện gì bọn họ cũng thò tay vào quản lý. Bà chủ cười hì hì, nàng mở quán ăn nhiều năm, đã gặp qua muôn loại thực khách, có lời nào chưa từng được nghe. Thế là nàng nhanh chóng lên tiếng. Anh bạn cứ yên tâm, cho dù lãnh đạo quốc gia đến đây, có quản cả trời cũng không quá chen vào chuyện của chúng ta. Ha ha, chị này nói hay lắm. Anh bạn, cũng không phải là không cho mọi người ăn cơm, chỉ là cửa hàng này quá nhỏ, mở ra sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng của thành phố Đông Bộ. Cậu đi qua quán mì đối diện, nơi đó cũng không bán quá mắc, thức ăn cũng không tồi. Vương Tử Quân nghe hai người bên trong trò chuyện, hắn đang định kéo Mạc Tiểu Bắc đi vào thì chợt quay đầu nhìn sang bên cạnh. Mạc Tiểu Bắc thấy gương mặt Vương Tử Quân có chút âm trầm, thế là bàn tay kéo tay hắn cũng chặt hơn một chút. Dương Độ Lục này thật sự rất chán ghét, ông ta đến thì cứ đến, còn làm hại mình không được ăn mì. Vương Tử Quân nghe lời oán trách của Mạc Tiểu Bắc mà cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, hắn hiểu rõ tính cách của nàng sẽ không nói ra những lời như vậy. Bây giờ nàng nói như thế rõ ràng muốn làm mình vui. Vợ à, thực tế cũng không nên oán trách trưởng ban Dương, mà oán trách anh mới đúng. Nếu không phải là anh ở đây, chỉ sợ trưởng ban Dương cũng sẽ nhất định không đến thành phố Đông Bộ này. Nhưng người từ phương xa đến là khách, chúng ta nên hoan nghênh sao cho tốt. Vì nghênh đón Dương Độ Lục mà thành phố Đông Bộ đã vận dụng tất cả lực lượng, cho ra một phương án tiếp đãi cực kỳ kỹ càng. Dựa theo ý của Nhâm Sương Bình, hàng ngũ các vị lãnh đạo của 4 bộ ban ngành đổi thành tất cả các vị lãnh đạo thành viên ban ngành đến vùng giáp danh chờ đón lãnh đạo.
Thế nhưng phương án này lại bị Đổng Quốc Khánh bác bỏ. Dưới sự kiên trì của Đổng Quốc Khánh, cuối cùng chỉ có Đổng Quốc Khánh và Nhâm Sương Bình đại biểu cho thành phố Đông Bộ đến tỉnh ủy nghênh đón lãnh đạo. Tuy đã sớm nhận được tin tức 10 giờ sáng Dương Độ Lục sẽ cùng Bí Thư Nhiếp đến cửa đường cao tốc vào thành phố Đông Bộ, thế nhưng vào lúc 7 giờ sáng thì tất cả cán bộ công nhân viên chức của thành phố Đông Bộ đã bắt đầu hoạt động. Vương Tử Quân là phó chủ tịch thường vụ, dù không nắm lấy hai hạng mục vệ sinh và trật tự trị an, thế nhưng lại phải cho ra nhiều chỉ thị kiểm tra. Chủ tịch Vương, nghe nói toàn thể công nhân của công ty vệ sinh công cộng đã đi làm từ 2 giờ sáng. Xe chậm rãi chạy về phía trước, Triệu Quốc Lương thấy Vương Tử Quân nhìn công nhân môi trường ở bên ngoài cửa sổ, sau đó khẽ nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Hắn dù không thể không làm gì được, thế nhưng cũng không thích mở miệng nói rất hay. Chủ tịch Vương, nhóm bí thư trương của khu quy hoạch kỹ thuật cao đang chào đón ở phía trước. Thái Thần Bân rất tinh mắt, khi thấy đám thành viên ban ngành của khu quy hoạch kỹ thuật cao thì chợt lên tiếng nhắc nhở Vương Tử Quân. Dừng xe, chúng ta đi qua. Vương Tử Quân nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó khẽ nói với Thái Thần Bân. Thái Thần Bân dừng xe ven đường, Trương Đảo Long đã đưa vài vị cán bộ lãnh đạo của Hiệp hội Quản lý khu quy hoạch đi đến. Khi Vương Tử Quân xuống xe, Trương Đảo Long đã đến bên cạnh với nụ cười tươi rói. Chuẩn bị thế nào rồi? Vương Tử Quân bắt tay với Trương Đảo Long rồi khẽ hỏi. Chủ tịch Vương cứ yên tâm, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, hẳn là không có vấn đề gì. Trương Đảo Long nói rồi báo cáo vài công tác của khu quy hoạch kỹ thuật cao cho Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, tất cả đã được chuẩn bị tốt, chỉ là hôm qua Bí Thư Phạm xuống cho ra vài yêu cầu về việc thay đổi biển triển lãm, thật sự có chút vội vàng, tuy đã xong nhưng còn chưa kịp lắp đặt. Biển triển lãm. Vương Tử Quân nhìn những tấm biển triển lãm được dựng lên ở bốn phía khu quy hoạch kỹ thuật cao, lại nói. Không phải đang rất tốt sao? Bí Thư Phạm nói nhìn có vẻ hơi cũ. Chúng ta nghênh đón lãnh đạo đều phải thay mới. Trương Đảo Long xoa xoa tay khẽ nói. Cũ. Vương Tử Quân nhìn những tấm biển ở chung quanh, phát hiện chúng ngoài có chút phai màu thì căn bản không có vấn đề gì, nếu dỡ xuống đổi cái mới thì thuần túy là lãng phí. Còn đổi kịp sao? Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt chờ mong của Trương Đảo Long, trong lòng thầm hiểu người này muốn làm gì. Thầm nghĩ Trương Đảo Long này chẳng những có tính cách, còn là người có thủ đoạn. Nhưng tâm tư của đối phương như vậy cũng xem như là khá đúng. Nghe nói hơn 10 giờ trưởng Ban Dương mới đến, nếu trưởng Ban Dương đến khu quy hoạch kỹ thuật cao và chúng ta đang lắp đặt. Trương Đảo Long nói đến đây thì cũng không nói tiếp. Vậy thì đừng đổi. Vương Tử Quân khẽ khoát tay áo, xem như ra quyết định cho Trương Đảo Long. Trương Đảo Long thầm vui vẻ, hắn thật sự không muốn gây náo loạn vì chuyện thế này, hắn không muốn phá những tấm biển vẫn đang còn có thể sử dụng để làm mới. Nhưng nếu hắn không làm thì Phạm Bằng Phi bên kia sẽ làm khó dễ, bây giờ có được quyết định của Vương Tử Quân, hắn cũng có căn cứ từ chối. Chủ nhiệm Trương, chuyện này tôi sẽ nói với Bí Thư Phạm, nhưng điều này nói rõ các anh công tác không quá tinh tế, ngày hôm trước Bí Thư Phạm cho ra đề xuất và các anh chuẩn bị sẵn thì sẽ kịp, nào rơi vào tình huống trở tay không kịp như lúc này. Vương Tử Quân vừa đi về phía trước vừa thuận miệng nói. Trương Đảo Long biết đây là Vương Tử Quân đang gõ đầu mình. Hắn cũng biết sự lợi hại của vị phó chủ tịch thường vụ này, biết chút trò mèo của mình sẽ không thể nào gạt được Vương Tử Quân. Vì vậy hắn gật đầu như gà mổ thóc, Vương Tử Quân nói gì cũng gật đầu xưng vâng. Sau khi dùng bữa sáng đơn giản ở khu quy hoạch kỹ thuật cao, Vương Tử Quân tiếp tục đi đến những địa điểm khảo sát khác để xem xét. Vì chứng thực công tác kiểm tra lần này mà Nhâm Sương Bình áp dụng chính sách phân vùng trách nhiệm cho cán bộ lãnh đạo, từng địa điểm sẽ liên quan đến từng người. Vì vậy mà trên đường đi Vương Tử Quân cũng gặp không ít các cán bộ lãnh đạo đang vội vàng chạy đi chỉ đạo công tác. Thời gian chờ đợi luôn trôi qua rất chậm, 9 giờ sáng Vương Tử Quân quay về khu văn phòng khối chính quyền thành phố, lúc này 4 bộ ban ngành của thành phố Đông Bộ đã tập hợp trên quảng trường. Phạm Bằng Phi mặc một bộ tây trang màu xanh đen, cổ đeo cà vạt đỏ, móc bóng mượt, có vẻ cực kỳ tinh thần và tỏa sáng. Lúc này hắn đứng trong đám người xoay tới xoay lui, có vẻ cực kỳ vui sướng. Khi nhìn thấy Vương Tử Quân đi đến thì Phạm Bằng Phi vẫy vẫy tay, sau đó lớn tiếng nói. Chủ tịch Vương, khu quy hoạch kỹ thuật cao phía bên kia chuẩn bị thế nào rồi? Lần này trưởng Ban Dương sẽ đến thị sát khu quy hoạch kỹ thuật cao. Bí thư Phạm, đã chuẩn bị xong. Vương Tử Quân cười cười nhìn về phía Phạm Bằng Phi, hắn trầm giọng nói. À, vậy thì tốt, chủ tịch Vương,
lần này trưởng ban Dương đến thành phố Đông Bộ chúng ta, đây chính là một cơ hội lớn. Vừa rồi chủ tịch Nhâm và trưởng phòng Đồng đi nghênh đón đã giao tất cả sự việc trong nhà lại cho tôi, mà tôi cũng đã đảm bảo với hai vị lãnh đạo sẽ không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ nhiều người nhiều việc rất phức tạp, thế cho nên cũng cần chủ tịch Vương hỗ trợ nhiều hơn. Phạm Bằng Phi nói rồi khẽ vỗ vỗ vai Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười nói. Trưởng phòng Đồng và chủ tịch Nhâm đã giao việc trong nhà cho bí thư Phạm, đó là tin tưởng năng lực của ngài. Tôi cũng không nói gì khác, chỉ cần bí thư Phạm có việc gì cần, cứ nói ra là được. Phạm Bằng Phi nhìn nụ cười trên mặt Vương Tử Quân, trong lòng hắn sinh ra cảm giác rất vui sướng. Những ngày qua hắn luôn xem Vương Tử Quân là đối thủ cực mạnh của mình, hơn nữa trong sự kiện đề cử dân chủ, số phiếu của hắn thấp hơn của Vương Tử Quân. Điều này càng làm hắn cho rằng mình thua trong tay tên cán bộ thanh niên kia trên đường đua đến vị trí chủ tịch thành phố. Nhưng bây giờ Phạm Bằng Phi căn bản không cần lo lắng, có lãnh đạo tuyến trên chỉ thị, tên thanh niên kia căn bản không phải là đối thủ của mình. Đối phương trẻ tuổi thì thế nào? Trẻ có nghĩa là lý lịch ngắn, đó chính là một vết thương chí mạng. Bảo vệ sự phát triển của cán bộ trẻ, nên cho bọn họ rèn luyện nhiều hơn, chỉ có thể ném vào trong rèn luyện mới làm cho bọn họ đi xa hơn. Nếu nuông chiều sinh hư thì hậu quả là rất trầm trọng, đây là việc không nên làm. Phạm Bằng Phi mỗi lần nhớ lại những lời như vậy của trưởng ban Dương, hắn cảm thấy lãnh đạo nói sao mà quá đúng, thật sự có thể dùng được mọi lúc mọi nơi. Chủ tịch Tử Quân, tương lai của thành phố Đông Bộ là của các đồng chí trẻ tuổi như các anh. Lần này trưởng ban Dương xuống kiểm tra thị sát có ý nghĩa trọng đại với thành phố Đông Bộ, sự việc có quá nhiều, tôi căn bản không thể nào ôm hết, thế cho nên cũng cần một đồng chí trẻ tuổi như anh giúp đỡ. Nhiệm vụ trung tâm hôm nay chính là nghênh đón lãnh đạo, thế cho nên có một số việc tôi cũng không khách khí. Phạm Bằng Phi bày ra tư thái của một người anh, hắn dùng giọng thành thật nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười gật đầu. Bí thư Phạm, tôi nói rõ ràng với anh có gì cứ phân phó, với quan hệ giữa hai người chúng ta thì còn dùng những lời khách khí như vậy sao? Ha ha ha, anh nói như vậy thì tôi đây cũng không khách khí. Chủ tịch Vương. Lát nữa anh giúp tôi kiểm tra tình huống chuẩn bị trong phòng họp, thư ký trưởng Lý có tâm tình không tốt, có chút khó coi, tôi cũng không muốn đến tiếp xúc tự tìm phiền phức. Phạm Bằng Phi nói rồi nở nụ cười. Vương Tử Quân cũng cười cười, hắn có thể nghe rõ lời nói đắc ý của đối phương, nhưng hắn cũng biết hôm nay đối phương sẽ chẳng thể nào bảo trì được vẻ đắc ý kia. Xe cảnh sát chạy trước một chiếc xe 30 chỗ vài chục mét, trong chiếc xe 30 chỗ được một xí nghiệp nhà nước lớn mạnh trong tỉnh điều đến cho lãnh đạo sử dụng. Dương Độ Lục đang vui vẻ nói chuyện với Bí thư Nhiếp Hạ Quân, Chủ tịch Hào Nhất Phong và các nhân viên theo đoàn. Bí thư Nhiếp, con đường cao tốc này được làm rất tốt, kinh tế muốn phát triển thì phải chú trọng vào cơ sở hạ tầng đường đi lối lại, xây dựng đường cao tốc sẽ càng làm cho các địa phương liên lạc chặt chẽ với nhau hơn. Dương Độ Lục chỉ tay ra ngoài cửa sổ rồi khẽ cười nói với Nhiếp Hạ Quân. Tuy nói về cấp bậc thì Dương Độ Lục căn bản không cao hơn Nhiếp Hạ Quân bao nhiêu. Thế nhưng đối phương bây giờ là phó trưởng ban tổ chức trung ương, càng là bí thư tiền nhiệm của tỉnh Sơn Nam. Hai thân phận này của Dương Độ Lục kết hợp lại với nhau thật sự làm cho Nhiếp Hạ Quân không thể không bày ra thái độ khiêm tốn nghênh đón lãnh đạo. Trưởng ban Dương nói rất đúng, tỉnh Sơn Nam chúng tôi sẽ cố gắng nắm bắt và xây dựng đường cao tốc, cũng cố gắng đẩy mạnh xây dựng những công trình còn đang dang dở. Khối chính quyền tỉnh bên kia cũng cho ra kế hoạch. Tranh thủ trong năm này cố gắng đầu tư xây dựng đường xá với chiều dài 1.000 km. Nhiếp Hạ Quân nói rồi nhìn về phía Hào Nhất Phong. Anh Hào, tôi nhớ hai ngày trước Sở Giao thông Công Chánh có văn kiện báo cáo muốn xây dựng đường cao tốc nối liền thành phố Tam Hồ đến Đông Bộ có phải không? Nói ra thì Dương Độ Lục là lãnh đạo của Hào Nhất Phong, như vậy Hào Nhất Phong phải là người rộn rã nhất mới đúng. Nhưng trong quá trình nghênh đón Dương Độ Lục lần này, Hào Nhất Phong luôn biểu hiện là kẻ hỗ trợ cho Nhiếp Hạ Quân. Tuy Dương Độ Lục mỗi ngày đều yêu cầu Hào Nhất Phong đi cùng, nhưng dù đi đến nơi đâu thì Chủ tịch Hào Nhất Phong cũng sẽ không tùy ý mở miệng, chủ yếu ném hết cơ hội sang cho Nhiếp Hạ Quân. Biểu hiện này của Hào Nhất Phong làm cho Nhiếp Hạ Quân cảm thấy rất thoải mái, nhưng lão cũng thầm hiểu, Hào Nhất Phong cho ra biểu hiện như vậy rõ ràng đã nói rõ mối quan hệ giữa hai bên đã thân mật đến mức căn bản không cần dùng phương pháp kia để diễn tả. Tuy mình và Dương Độ Lục luôn tươi cười nói chuyện, thế nhưng trong lòng lại sinh ra cảm giác cách xa vạn dặm. Tôi đã phê chuẩn văn bản xin chỉ thị của Sở Giao thông Công Chánh, đối với hạng mục này thì phòng tài chính tỉnh cũng sẽ vận dụng một phần tài chính để cho ra giúp đỡ. Thành phố Tam Hồ có chút chênh lệch với thành phố Đông Bộ, nhưng vì muốn đẩy mạnh phát triển theo góc bù.
chỉ cần xây dựng xong đường cao tốc nối liền hai thành phố Tam Hồ và Đông Bộ, khi đó Đông Bộ sẽ là trung tâm phát triển kinh tế, sẽ xúc tiến sự phát triển của thành phố Tam Hồ. Hào Nhất Phong trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Dương Độ Lục khẽ gật đầu cười cười, hắn nâng ly nước lên nhấp một ngụm rồi nói. Bí thư Nhiếp, Sơn Nam muốn phát triển mạnh mẽ thật sự là gánh nặng đường xa, tôi hiểu rõ áp lực của anh và Nhất Phong, nhưng chú trọng phát triển kinh tế thì tỉnh ủy cũng nên quan tâm đến công tác xây dựng kiến thiết tổ chức ở cơ sở. Lần này trưởng ban yêu cầu tôi xuống nghiên cứu kiểm tra, chính là vì tăng sức chiến đấu cho công tác phát triển kinh tế dưới địa phương. Nhiếp Hạ Quân nghe Dương Độ Lục nói như vậy thì đầu óc nhanh chóng chuyển động, trong lòng lão hiểu rõ địa vị của Dương Độ Lục vào lúc này, nếu có bất kỳ sự việc nào ở tỉnh Sơn Nam được trưởng ban Dương thừa nhận, như vậy sẽ có lực ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển kinh tế của toàn tỉnh. Khi ba người Dương Độ Lục đang nói chuyện quanh chủ đề đẩy mạnh công tác ở cơ sở, đột nhiên xe chạy chậm lại. Thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền tỉnh là Quan Vĩnh Hạ ngồi ở vị trí ghế lái phụ chợt lên tiếng. Trưởng ban Dương, bí thư Nhiếp, chúng ta đã đến thành phố Đông Bộ. Dương Độ Lục khẽ nhìn thoáng qua cửa sổ, hắn cười nói. Vậy thì nhanh chóng đi thôi, đã lâu rồi chưa được đến thành phố Đông Bộ. Tuy rất nhiều người bận rộn tối mắt vì chuyến viếng thăm của Dương Độ Lục, nhưng số người được gặp Dương Độ Lục thì căn bản chỉ là đếm trên đầu ngón tay. Mượn lời của Vương Tử Quân thì địa vị của hắn ở thành phố Đông Bộ cũng không tính là quá thấp, nhưng Dương Độ Lục xuống xe đã được các vị lãnh đạo tỉnh Sơn Nam vây quanh, thế cho nên một vị phó chủ tịch thường vụ thành phố như hắn căn bản không có tư cách tiếp cận. Tút tút tút. Khi Vương Tử Quân đứng nói chuyện phiếm với Trúc Phu Bình, điện thoại của hắn chợt vang lên. Hắn nhìn dãy số điện thoại rồi đi sang một bên nghe máy. Chủ tịch Vương, tôi là Trương Hiểu Đông. Một âm thanh cung kính từ trong điện thoại truyền vào tai Vương Tử Quân. Ừ, tuy bên cạnh không có người nào nhưng Vương Tử Quân cũng không xưng hô gì với Trương Hiểu Đông, hắn chỉ khẽ ừ một tiếng. Chủ tịch Vương, lão lãnh đạo đến. Trương Hiểu Đông nói xong câu đó thì trực tiếp cúp điện thoại. Lão lãnh đạo đến. Vương Tử Quân nhai nuốt những lời nói của Trương Hiểu Đông, sau đó trên khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Hắn biết rõ lão lãnh đạo đến đại biểu cho cái gì, cũng hiểu lão lãnh đạo đến có ý nghĩa gì với mình. Đến là tốt rồi. Dù Vương Tử Quân đã sớm có chuẩn bị với kết quả này, thế nhưng sau khi nghe được tin tức xác thực thì Vương Tử Quân vẫn không nhịn được sinh ra cảm giác hưng phấn. Chủ tịch Vương, sao anh lại đến đây? Mau đi theo tôi, trưởng ban Đương muốn gặp anh. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch thì thấy Nhâm Sương Bình từ xa đi đến. Dù cách khá xa nhưng vẻ vui sướng trên gương mặt chủ tịch Nhâm cũng không chút che giấu, dù là ai cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Người gặp việc vui thì tinh thần cũng rất tốt, Nhâm Sương Bình gần đây có tâm tình sảng khoái. Hắn từ ghế chủ tịch tiến lên bí thư thị ủy, tuy cùng cấp nhưng chênh lệch là quá rõ ràng, hiện tại chiếc ghế bí thư chưa vào trong tay hắn nhưng sự việc đã chắc chắn như ván đóng thuyền. Hôm nay khi nghênh đón trưởng ban Dương thì hắn càng nhận được những lời đánh giá rất tốt. Nhâm Sương Bình không còn là một đứa bé, thế nhưng hôm nay trong đầu cứ luôn nghĩ đến tình huống mình báo cáo công tác cho trưởng ban Dương, thế là trưởng ban liên tục nói câu, Sương Bình rất tốt, Sương Bình rất tốt, đây là câu nói làm hắn hưng phấn như một đứa bé. Cũng không phải là câu nói của trưởng ban Dương có gì đó quá mức, chẳng qua hắn có thể cảm nhận được những khía cạnh cực kỳ ảo diệu trong cách xưng hô thân mật của lãnh đạo. Sương Bình rất tốt. Hì hì, đây là trưởng phòng Dương không coi mình là người ngoài, mà chính mình cũng lọt vào mắt xanh của trưởng ban Dương, tin chắc sau này mình tiếp tục công tác và sẽ còn đủ không gian để tiến lên. Mỗi lần Nhâm Sương Bình nhai nuốt lời khen ngợi của trưởng ban Dương thì càng cảm thấy vị trí bí thư thị ủy Đông Bộ đến tay mình không còn quá mức quan trọng, điều quan trọng là tương lai hắn sẽ còn tiến lên cương vị trọng yếu hơn. Cũng vì tâm tình quá tốt đẹp, vì vậy khi mà nhóm Dương Độ Lục đến thăm nom nhà máy nước trái cây đang được thi công, có người vô kỷ luật nói nhà máy Nalab do Vương Tử Quân kéo về cho thành phố Đông Bộ, nhưng Nhâm Sương Bình cũng không nổi giận. Vì một câu nói như vậy mà Dương Độ Lục muốn gặp Vương Tử Quân, Nhâm Sương Bình cũng vui vẻ chấp hành, đồng thời hắn còn tự mình chạy đi gọi Vương Tử Quân. Vương Tử Quân là người có năng lực thế nào, có bản lĩnh cao vời ra sao, cũng không phải vì trưởng ban Dương nói một câu mà mất đi vị trí chủ tịch thành phố sao. Bây giờ Vương Tử Quân lấy gì so với mình? Chính mình chẳng những là bí thư thị ủy của thành phố Đông Bộ, thậm chí còn là cán bộ tương lai rực rỡ khi được trưởng ban Dương cho ra đánh giá cao độ. Nhâm Sương Bình nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân, trong lòng chợt sinh ra một ý nghĩ. Đó chính là hắn nếu muốn tiến lên từ vị trí bí thư thị ủy, như vậy cần phải tạo ra thành tích,
Vương Tử Quân không thể nghi ngờ là một người có khả năng. Chính mình tốt nhất nên thu phục người này, biến đối phương thành viên gạch xây nhà cho mình. Vì có tâm tư như vậy mà nụ cười trên mặt Nhâm Xương Bình càng tươi sáng thêm vài phần, hắn đi về phía Vương Tử Quân thì cố ý giảm nhịp bước, để cho chính mình càng thêm uy nghiêm. Tử Quân, vừa rồi cậu đi đâu vậy? Nhâm Xương Bình thân mật bắt chuyện với Vương Tử Quân. Chủ tịch Nhâm, tôi đi xem xét tình huống của khu quy hoạch kỹ thuật cao, chuẩn bị để lãnh đạo xuống thị sát. Vương Tử Quân thầm run lên vì cảm giác thân mật quá đột nhiên của Nhâm Xương Bình, nhưng hắn vẫn bình tĩnh trả lời đối phương. Nhâm Xương Bình gật đầu rồi khẽ lên tiếng khích lệ. Tử Quân, anh công tác rất vững chắc, chuyện gì giao cho anh thì tôi cũng yên tâm hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ anh cũng đừng quan tâm đến những vấn đề kia nữa, để người khác xử lý. Vừa rồi trưởng ban Dương đến tham quan nhà máy nước ép trái cây, tôi đã tiến hành báo cáo với lãnh đạo, đồng thời cũng trọng điểm nói đến công lao của anh. Trưởng ban Dương thật sự rất có hảo cảm với anh, muốn nói với anh vài lời. Nhâm Xương Bình nói rồi khẽ kéo tay Vương Tử Quân, hắn dùng giọng thân mật nói. Đây là một cơ hội tốt, chủ tịch Tử Quân cũng nên nắm chắc. Cơ hội tốt. Vương Tử Quân cười thầm, tuy hắn chưa từng tiếp xúc qua với Dương Độ Lục, thế nhưng hắn không tin Dương Độ Lục có lòng dạ phóng khoáng để quên đi những va chạm giữa mình và Dương Quân Tài. Nếu không đối phương cũng không thừa dịp đến kiểm tra thị sát tỉnh Sơn Nam để cho ra những lời phát biểu bảo vệ cán bộ trẻ như vậy. Tuy Vương Tử Quân nghĩ như thế nhưng lại tỏ ra rất cảm tạ Nhâm Xương Bình, lúc này Nhâm Xương Bình đối mặt với những lời cảm tạ của Vương Tử Quân thì vung tay lên nói. Chủ tịch Tử Quân, chúng ta đều là thành viên ban ngành của thành phố Đông Bộ, cái gì mà cảm tạ hay không? Nếu tôi có thể làm chủ, tôi hận không thể đề cử các anh cho lãnh đạo, nếu các anh được lãnh đạo coi trọng, như vậy một người đứng đầu địa phương như tôi cũng cực kỳ vinh quang. Vâng, vâng. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng hào khí ngất trời của Nhâm Xương Bình, hắn tuy cảm thấy buồn cười nhưng cũng chỉ biết mở miệng ứng phó như vậy mà thôi. Vương Tử Quân đi xuyên qua vài bức tường người, cuối cùng hắn cũng thấy được nhóm người Dương Độ Lục ở vị trí trung tâm. Tuy lần đầu tiên gặp mặt Dương Độ Lục, thế nhưng Vương Tử Quân chỉ cần liếc mắt đã nhận ra đối phương. Dương Độ Lục không hổ là bố của Dương Quân Tài, hai cha con có 7 phần giống nhau, nhưng nếu so với Dương Quân Tài thì Dương Độ Lục thật sự làm cho người ta sinh ra cảm giác trầm ổn như núi. Trưởng ban Dương, đây là Phó Chủ tịch Vương. Nhâm Xương Bình nhanh chóng đi đến bên cạnh Dương Độ Lục, hắn khẽ nói với lãnh đạo, vừa nói trên mặt vừa lộ ra nụ cười sáng lạn. Nhưng lúc này Dương Độ Lục căn bản không có tâm tư quan tâm đến nụ cười của Nhâm Xương Bình, ánh mắt của lão rơi lên người Vương Tử Quân. Tuy đây là lần đầu tiên lão được gặp Vương Tử Quân, thế nhưng lại cực kỳ quen thuộc với cái tên của người này. Dương Độ Lục nhìn về phía tên thanh niên cực kỳ trẻ tuổi khi đứng trong đám người ở chỗ này, những trí nhớ về Vương Tử Quân nhanh chóng lóe lên. Cũng vì người này mà làm cho con trai của mình tổn thất nặng nề ở tỉnh Sơn Nam, thậm chí biến thành trò cười cho mọi người. Cũng vì tên cán bộ thanh niên này mà làm cho một thủ hạ đắc lực và có khả năng như Tề Chính Hồng phải cảm thấy đau đầu, thậm chí đối phương được đề bạt mà mình căn bản không dám đứng ra nói lời nào. Dùng lớn ép nhỏ, Dương Độ Lục thầm nở nụ cười tự giễu, sau đó lão tươi cười vươn tay ra nói. Chủ tịch Tử Quân còn rất trẻ, hôm nay tôi có thể gặp được một vị cán bộ tuổi trẻ với tương lai đầy hứa hẹn như thế này, thật sự vui sướng. Vương Tử Quân nhìn Dương Độ Lục duỗi tay ra. Tuy trong lòng hắn có thành kiến với đối phương, thế nhưng cũng có những thứ mà hắn không thể không quan tâm, dù sao thì thất lễ với lãnh đạo cũng không phải chuyện tốt. Chào trưởng ban Dương. Vương Tử Quân quy củ chào trưởng ban Dương một tiếng, sau đó hắn đứng bên cạnh lãnh đạo. Dương Độ Lục nhìn gương mặt treo nụ cười và cực kỳ bình tĩnh của Vương Tử Quân, trong lòng không hiểu vì sao chợt sinh ra một cảm giác khác lạ, đó chính là con mình so với người ta là quá chênh lệch. Hèn gì không tránh khỏi tình huống vấp ngã ở huyện Lô Bắc và quay về với bộ dạng khốn khổ khốn nạn. Dương Độ Lục tuy nghĩ như vậy nhưng lại dùng giọng cực kỳ quan tâm để hỏi han cuộc sống và công tác của Vương Tử Quân. Sau khi Vương Tử Quân trả lời đơn giản thì Dương Độ Lục khẽ nở nụ cười nói với Nhiếp Hạ Quân ở bên cạnh. Bí thư Nhiếp, tôi cảm thấy rất hài lòng vì anh đã can đảm sắp xếp đồng chí Vương Tử Quân lên vị trí phó chủ tịch thường vụ thành phố Đông Bộ. Điều này nói rõ các anh đã rất coi trọng công tác bồi dưỡng cán bộ trẻ tuổi. Trên phương diện phân công công tác thì chúng ta phải sửa cũ thành mới, cán bộ trẻ can đảm cần phải có được cơ hội, cần phải cho bọn họ sân khấu để phát huy thể lực, đồng thời cũng rèn luyện chính mình. Nhiếp Hạ Quân hiểu rõ ý nghĩ của Dương Độ Lục,
đối phương dùng hai chữ phân công lớn gan để nói rõ việc sắp xếp Phương Tử Quân lên vị trí phó chủ tịch thường vụ đã là quá mạnh rồi, cũng đừng nên tiếp tục đẩy lên cương vị cao hơn. Tuy trong lòng thầm oán Dương Độ Lục, thế nhưng vì có chuyện cần được Dương Độ Lục giúp đỡ, thế nên Nhiếp Hạ Quân cũng chỉ có thể vứt bỏ những bất mãn trong lòng. Lão mỉm cười nói với Dương Độ Lục. Trưởng ban Dương cứ yên tâm, tỉnh Sơn Nam chúng tôi nhất định sẽ làm tốt công tác bồi dưỡng đồng chí Vương Tử Quân. À, tôi tin tưởng các anh nhất định sẽ làm tốt. Nhưng tôi còn phải nhắc nhở các anh một câu, đường phải đi từng bước, cơm phải ăn từng miếng, bài học lớn chính là nóng vội thì không thành công, không nên sa chân vào tình huống này. Dương Độ Lục nói những lời thấm thía với Vương Tử Quân, sau đó lén đưa mắt nhìn Vương Tử Quân. Trong ánh mắt của Dương Độ Lục, lão phát hiện gương mặt Vương Tử Quân vẫn mang theo nụ cười, giống như căn bản không hiểu rõ lời nói của mình. Lão vừa thầm cảm khái tâm cơ sâu sắc của Vương Tử Quân, lại vừa cảm thấy chần chừ vì những hành vi của mình vào lúc này. Cháu rể của Mạc Gia thì thế nào? Nhà mình và Mạc Gia cũng có quan hệ rất tốt, có nhiều chuyện hai gia đình cùng hợp tác, Mạc Gia sẽ tuyệt đối không vì một đứa cháu rể mà trở mặt với mình. Vô tình Dương Độ Lục chỉ cảm thấy da thịt căng cứng, khớp xương ngứa ngáy, ngực nở nang, một cảm giác quyền uy tuyệt đối tràn ngập ổ bụng. Lúc này lão nhìn Vương Tử Quân, hoàn toàn là ánh mắt nhìn từ trên cao xuống dưới. Tuy tên thanh niên này là bất phàm nhưng đối với mình cũng chỉ là một nhân tài mới xuất hiện mà thôi, nào cần mình băn khoăn lo lắng quá nhiều làm gì cho mệt. Trong đầu chợt lóe lên những ý nghĩ như vậy, Dương Độ Lục vỗ vai Vương Tử Quân cực kỳ thân mật rồi nói. Đồng chí Tiểu Vương làm rất tốt, tôi tin tưởng sóng sau sẽ vỗ sóng trước, cậu là cán bộ trẻ tuổi có năng lực, chắc chắn sẽ có cơ hội trổ hết tài năng. Cảm ơn trưởng ban Dương, tôi nhất định sẽ cố gắng, sẽ không làm cho trưởng ban Dương thất vọng. Vương Tử Quân nhìn Dương Độ Lục rồi dùng giọng nói từng chữ lên tiếng. Vương Tử Quân trả lời rất quy củ, rất hợp với lẽ thường, nhưng không hiểu vì sao mà Dương Độ Lục nghe vào lại cảm thấy rất không thoải mái. Cái gì làm cho lão cảm thấy như mang nặng trên lưng, như mắc nghẹn ở cổ như vậy? Chẳng lẽ là ánh mắt của tên thanh niên này? Ánh mắt của đối phương có lực sát thương rất lớn, làm cho tâm tình của trưởng ban Dương khó bảo trì cảm giác thái bình và vui sướng trước đó. Khi Dương Độ Lục còn đang chần chừ thì Nhâm Sương Bình quay sang Phạm Bằng Phi ở sau lưng khẽ cười một tiếng, mà Phạm Bằng Phi cũng khẽ nở nụ cười. Trong mắt hai người thật sự lóe lên cảm giác ăn ý không nói nên lời. Tút tút tút. Điện thoại của Nhâm Sương Bình chợt vang lên, bầu không khí bình tĩnh chợt bị phá vỡ, không ít người đưa mắt nhìn Nhâm Sương Bình. Nhâm Sương Bình lấy điện thoại ra mà liên tục mắng thầm, trong lòng thầm nghĩ nếu không phải có việc gấp, hắn sẽ không để yên cho người gọi điện thoại vào lúc này. Alo. Nhâm Sương Bình dùng giọng trầm thấp và ngưng trọng lên tiếng, nhưng sau khi nghe được âm thanh từ đầu dây bên kia thì vẻ mặt hùng hổ của hắn đã nhanh chóng biến đổi. Bí thư Tiết, ngài có chuyện gì sao? Tiết Diệu Tiến tuy đã rút lui nhưng vì lực ảnh hưởng mạnh mẽ vẫn tồn tại ở thành phố Đông Bộ, thế cho nên Nhâm Sương Bình không tự giác được phải hạ thấp chính mình xuống một chút. Lão lãnh đạo đến thành phố Đông Bộ. Tiết Diệu Tiến chỉ nói một câu như vậy rồi cúp điện thoại. Sau khi Nhâm Sương Bình cúp điện thoại, thư ký của Dương Độ Lục ở phía bên kia cũng đi đến lên tiếng báo cáo. Trưởng ban Dương, vừa rồi nhận được điện thoại của văn phòng, bọn họ nói Hà Lão đã đến thành phố Đông Bộ. Hà Lão đến thành phố Đông Bộ. Khi có một số người còn chưa hiểu Hà Lão đại biểu cho thứ gì, thư ký của Nhiếp Hạ Quân cũng đi đến, hắn trầm giọng báo cáo tin tức cho bí thư Nhiếp Hạ Quân. Đám nhân viên công tác ở nơi đây căn bản không biết Hà Lão là ai, thế nhưng Dương Độ Lục và các vị cán bộ cấp tỉnh đến thành phố Đông Bộ kiểm tra chỉ đạo công tác lại không xa lạ gì cái tên này. Khi đám người nghe được tin tức như vậy thì nhanh chóng tỏ ra khiếp sợ. Hà Lão chính là cán bộ lãnh đạo đã về hưu có chức vị cao nhất trước nay của tỉnh Sơn Nam, tuy bây giờ đã rút lui nhưng có rất nhiều chuyện vẫn có lực ảnh hưởng khó thể xem thường. Đặc biệt là Hà Lão từng là bí thư tỉnh ủy Sơn Nam nhiều năm, càng là người có uy vọng cao vời. Nhưng ánh mắt nhìn về phía Dương Độ Lục, bây giờ Lão là cán bộ lãnh đạo có cấp bậc cao nhất ở đây, Nhiếp Hạ Quân dù là địa chủ nhưng vào lúc này cũng phải coi trọng ý kiến của trưởng ban Dương từng là bí thư tiền nhiệm tỉnh Sơn Nam. Lãnh đạo đến thì tốt quá, đã lâu rồi chưa gặp lãnh đạo. Bí thư Nhiếp, chúng ta cùng đi, lão lãnh đạo thích náo nhiệt, khi thấy chúng ta cùng đến chắc chắn sẽ rất vui sướng. Dương Độ Lục nở nụ cười vui sướng rồi nói với Nhiếp Hạ Quân. Nhiếp Hạ Quân gật đầu nói. Trưởng ban Dương nói rất đúng, trước Tết tôi còn mời lãnh đạo xuống tỉnh Sơn Nam, nhưng vì thời tiết có hơi xấu nên không thành, tôi còn đang cảm thấy rất tiếc nuối.
Hai người Dương Độ Lục và Nhiếp Hạ Quân tuy nói chuyện với bộ dạng cực kỳ hào hứng nhưng ánh mắt lại lóe lên chút lo lắng, nếu so với Dương Độ Lục thì Nhiếp Hạ Quân càng lo lắng hơn nhiều. Hà lão đột nhiên đến tỉnh Sơn Nam, không những làm cho hai vị lãnh đạo chủ yếu cực kỳ lo lắng, hơn nữa đám cán bộ quen thuộc với Hà lão cũng có chút bất an. Dù sao Hà lão đột nhiên đi đến cũng không phải là chuyện nhỏ. Nhưng lo lắng thì lo lắng, không ai dám nói ra câu nào, bọn họ đều nhanh chóng theo sát tiến độ của Dương Độ Lục và Nhiếp Hạ Quân. Phạm Bằng Phi cầm bản thảo trong tay, lúc này hắn sinh ra cảm giác rất bức bối. Hắn vì muốn biểu hiện tốt trước mặt trưởng ban Dương mà bỏ công chuẩn bị, chỉ riêng bản báo cáo trong tay đã làm hắn hao tổn không biết bao nhiêu tế bào não. Phạm Bằng Phi bỏ ra nhiều công sức như vậy chẳng phải muốn để lại ấn tượng tốt cho lãnh đạo sao? Không ngờ đến lúc hắn sắp báo cáo thì Hà lão đến đây. Tin tức này và thái độ của đám người Dương Độ Lục giống như gáo nước lạnh dội lên đầu Phạm Bằng Phi. Vô tình hắn chợt sinh ra cảm giác giống như có người đấm thật mạnh vào trái tim mình trong tình huống mình chưa kịp chuẩn bị. Chương 507, tôi tới làm nước cờ đầu của anh. Sao Hà lão lại đến vào lúc này? Phạm Bằng Phi thật sự cực kỳ tức giận, không thể không nhét thật mạnh bản thảo báo cáo vào trong túi quần. Hắn biết rõ mình hầu như không thể nào có được một cơ hội báo cáo như vậy, mình khổ sở chuẩn bị cũng xem như không có tác dụng gì, công dã tràng. Nếu so sánh với Phạm Bằng Phi thì Nhâm Xương Bình lại có chút kích động. Hà lão là ai? Hắn biết rất rõ, nhớ năm xưa hắn đang còn là một vị phó phòng trong đơn vị ở thành phố Đông Bộ, Hà lão chính là bí thư thị ủy thành phố Đông Bộ. Tuy Hà lão đã rời khỏi thành phố Đông Bộ nhiều năm, cũng rời khỏi tỉnh Sơn Nam, thế nhưng lực ảnh hưởng của Hà lão ở tỉnh Sơn Nam vẫn là cực kỳ mạnh mẽ. Tiết Diệu Tiến là bí thư thị ủy thành phố Đông Bộ vì sao lại có lực ảnh hưởng mạnh mẽ như thế? Chẳng phải nhận được lời tán thưởng của Hà lão sao? Lần này Hà lão tự mình đến thành phố Đông Bộ, rõ ràng là một cơ hội lớn với một người sắp tiếp nhận vị trí bí thư thị ủy như Nhâm Xương Bình. Chỉ cần hắn có thể lợi dụng thật tốt cơ hội này, có thể tiến đến gần bên cạnh Hà lão, như vậy sau này hắn có được sự giúp đỡ của Hà lão và Dương Độ Lục, trong tỉnh lại có sự quan tâm của Chủ tịch Hào, sau này không phải con đường làm quan của mình sẽ bừng sáng vô hạn sao? Nhâm Xương Bình càng nghĩ càng cảm thấy phấn khởi. Hắn cảm thấy hai chân của mình cực kỳ có lực, hắn bước đi trên đất mới quy hoạch của khu quy hoạch kỹ thuật cao, đột nhiên hắn cảm nhận được trời xanh mây trắng tràn đầy sức sống. Nhâm Xương Bình nhanh chóng đi đến địa phương đậu xe, hắn nhanh chóng tiến lên mở cửa chiếc xe 30 chỗ cho Dương Độ Lục và Nhiếp Hạ Quân. Sau hai vị lãnh đạo đưa mắt nhìn đám cán bộ đi theo phía sau, Nhâm Xương Bình chợt hiểu ý nghĩ của lãnh đạo. Sau khi các vị lãnh đạo lên xe thì Nhâm Xương Bình vẫy tay với Phạm Bằng Phi. Đồng chí Bằng Phi cùng đi với tôi, tất cả các đồng chí khác đều giữ chặt trách nhiệm của mình. Tôi nhắc nhở mọi người một câu, vào thời điểm mấu chốt nếu ai cho ra vấn đề, tôi sẽ gỡ mũ kẻ đó. Nhâm Xương Bình nói những lời này thật sự có chút quá mức. Tiết Diệu Tiến trước kia mỗi lần bố trí nhiệm vụ thường nói với thuộc hạ một câu như vậy, nhưng nó cũng phải được thành lập trên uy tín lâu năm của Tiết Diệu Tiến ở thành phố Đông Bộ. Nhâm Xương Bình bây giờ nói như vậy thật sự là quá sớm. Dù anh đã là bí thư thị ủy thành phố Đông Bộ, thế nhưng anh còn chưa có văn bản chính thức để ngồi lên chiếc ghế đứng đầu, anh dám nói với đám thủ hạ như Tiết Diệu Tiến sao? Vương Tử Quân nhìn Nhâm Xương Bình cùng lên xe của lãnh đạo mà trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Hắn không biết Tiết Diệu Tiến rốt cuộc chuẩn bị thứ gì cho Nhâm Xương Bình, thế nhưng chắc chắn sẽ làm cho Nhâm Xương Bình giật mình không thôi. Còi xe vang lên rộn rã, bụi đất mịt mù, xe cảnh sát mở đường. Một đoàn xe dài rằng rặc chạy như bay về phía thành phố Đông Bộ. Tuy xe chạy rất nhanh nhưng lại không khỏi làm cho vài người cảm thấy không yên. Trong vườn táo xanh mướt có một nhóm người đang làm việc, bọn họ đang bọc trái táo lại. Đám trẻ con thì chơi đùa ồn ào giống như đàn ếch đang nhảy nhót trong vườn, trong miệng liên tục phát ra những âm thanh vui sướng. Mùa này nhà nông trồng táo thật sự khá bận rộn, trong vườn táo thường liên tục vang lên tiếng cười. Ô nhị tử, sao lại quay về? Mẹ cậu không phải cậu đi ra ngoài làm việc gì đó sao? Mới được bao lâu đã chạy về rồi? Một người phụ nữ nông thôn hơn 40 dùng giọng vang dội nói với một tên thanh niên đang làm việc trong vườn. Tam thẩm, cháu về hôm qua, những năm trước cây táo được mùa nhưng bán không được giá tốt, thế cho nên cháu cũng không quan tâm. Nhưng năm nay thì khác, cháu và nhà máy nước ép trái cây có ký hợp đồng, người ta sẽ mua táo theo đúng hợp đồng, tiền kiếm được không ít hơn ra ngoài làm công nhân. Không tính thì không biết, tính ra rồi mới thấy trồng táo lúc này thật sự có lời, thế cho nên cũng không quan tâm đến việc làm ở thành phố, cháu chạy vội về nhà.
Tên thanh niên vừa nói vừa mở miệng trêu đùa. Tam thẩm, cháu của thím đã không còn nhỏ nữa rồi, ngài lại là một người có danh tiếng trong thôn, cũng không nên giúp người ngoài mà không giúp đứa cháu này. Ngày nào đó gì gặp cô gái xứng đôi thì nên làm mai mối cho cháu đấy nhé. Ôi, tiểu tử này, chỉ được cái tài nói khéo, sau khi thím làm xong việc ở vườn táo sẽ đi tìm cho cậu một cô, đảm bảo cậu năm nay kết hôn, năm sau có cháu mập. Ha ha ha, nhị tử, tam thẩm đã hứa với cậu, như vậy cậu cũng đừng để thím phải làm không công. Cậu dứt khoát về nhà giết gà chờ sẵn đi, đến lúc đó xem như tiếp khách phụ thím của mình. Đúng là như vậy, muốn tìm được vợ tốt thì phải cho tam thúc uống một chầu thoải mái, hai chai rượu là không thể thiếu. Nhị tử, tôi biết rõ khẩu vị tam thúc của cậu, rượu không cần mua loại quá đắt, cũng không cần mao đài, 10 đồng tiền một lít là được. Đám tiểu tử này đừng nói mỏ ồn ào, tôi nói cho các cậu biết, nếu muốn thím đây tìm đối tượng cho, các cậu mỗi người phải xách một con gà đến xếp hàng trước cửa nhà thím, ai đi trước thì thím sẽ ra tay cho người đó. Người làm bà mối trong thôn đều cực kỳ biết cách ăn nói, thế cho nên nếu nói về trình độ miệng lưỡi thì tam thẩm thật sự lợi hại hơn đám thanh niên ở đây rất nhiều. Tam thẩm, nếu thím có thể tìm cho cháu một cô vợ như cô giáo Lâm, cháu sẽ mời tam thúc uống rượu một tháng, bất cứ giá nào. Một tiểu tử thò đầu ra ở phía tây khu vườn rồi lớn tiếng nói về phía bên này. Hừ, rượu của cậu thì tự cậu uống đi, muốn tìm cô gái được như cô giáo Lâm, cậu định làm khó thím sao? Tiểu ngũ, cậu cũng đừng mơ mộng hão huyền, hôm nào thím cho cậu ôm gấu trúc là được. Tiếng cười rộn rã vang lên khắp vườn táo. Các người cũng đừng cười tôi, mọi người nói xem, có phải ai cũng mong muốn tìm được một người vợ như cô giáo Lâm không? Tên thanh niên được gọi là Tiểu Ngũ Cung không phải loại người dễ xấu hổ, khi thấy mình bị người ta giễu cợt thì dùng giọng bất mãn nói. Hắn còn chưa nói dứt lời thì trong vườn táo tiếp tục vang lên những tiếng cười rộn rã. Đám người này đúng là, chỉ biết lấy cô giáo Lâm ra để đùa giỡn. Hạnh Hoa cột hai bím tóc hai bên đầu, nàng vừa cau mày lầm bầm hai câu vừa dùng hai bàn tay nhỏ bưng một bình trà sứ đặt xuống trước mặt một ông lão cao lớn hơn 70 tuổi. Ông Hà, mời ngài uống trà. Nhà đầu Hạnh Hoa thật sự rất giỏi, ông cảm ơn nhé. Ông Hà nhận lấy bình trà từ trong tay Hạnh Hoa, sau đó khẽ xoa đầu cô bé, lại quay sang cười nói với ông nội của Hạnh Hoa ở phía đối diện. Anh Trần, cháu của anh thật ngoan ngoãn lễ phép thật sự không như đứa cháu của tôi, 10 tuổi rồi mà cả ngày chỉ biết phá phách nghịch ngợm. Ông nội của Hạnh Hoa tuy cười nhưng trên mặt lại có chút gò bó. Lão cười hì hì, cũng không nói lời nào, nhưng chút kiêu ngạo trên mặt lại khó thể nào che giấu đi được. Hạnh Hoa, cháu học lớp mấy rồi? Ông Hà uống hai hớp nước rồi cười ha hả hỏi Hạnh Hoa. Dạ lớp 2 rồi ạ. Hạnh Hoa trả lời, dù ông Hà làm cho nàng sinh ra chút cảm giác e ngại, thế nhưng nàng là một học sinh giỏi của cô giáo Lâm, lúc nào cũng lễ phép với mọi người. Học tập so với những cô cậu trong thành phố như thế nào? Có lẽ vì thấy Hạnh Hoa khá dễ thương nên Hà lão gia tử chợt sinh ra hào hứng nói chuyện. Hạnh Hoa lắc đầu như đánh trống bỏi. Cháu không vào huyện thành để học, cháu có cô Lâm dạy rồi, trong huyện thành không có cô Lâm. Anh Trần, tôi vừa rồi nghe thấy nhiều người trong thôn nhắc đến cô Lâm, xem ra cô giáo được phân đến trường tiểu học trong thôn là rất giỏi. Ông nội của Hạnh Hoa hít vào một hơi thuốc rồi dùng giọng có chút phát sầu nói. Cô Lâm thật sự rất giỏi, không những có học vấn, lại là sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy, cũng rất thích trẻ con trong thôn, dạy học rất tuyệt. Đừng xem thường bọn trẻ trong thôn nhé. Vài ngày trước xã tổ chức cuộc thi gì đó, đám trẻ trong thôn đã giật được giải nhất. Ông nội, ông phải nói rõ một chút, cháu giành giải nhất khối lớp 2, tiểu bằng giải nhất khối lớp 3. Hạnh Hoa kiêu ngạo ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên, nàng trịnh trọng truy cứu sai sót trong lúc nói của ông nội mình. À, đúng, đúng, ông nói sai, là Hạnh Hoa đoạt giải nhất. Ông Hạnh Hoa rất yêu thương cháu gái của mình, dù biết Hà lão ngồi đối diện không phải là người thường nhưng vẫn khẽ nói với cháu. Hà lão cũng cười nói. Hạnh Hoa thật sự rất giỏi, ông vừa rồi cũng nói sai rồi, cháu còn nhỏ thế mà đã thi được hạng nhất, thật không đơn giản. Anh Trần, nếu Hạnh Hoa đã học tập tốt như vậy, sau này cần phải tạo điều kiện cho cháu. Nếu sau này có gì khó khăn cứ nói với tôi sẽ giải quyết cho anh, ngàn vạn lần đừng làm trễ nãi hay ảnh hưởng đến việc học tập của nó. À, tôi hiểu điều này, cả nhà tôi đều ủng hộ nó đi học. Nhưng, à... Chỉ sợ cô Lâm đi rồi cũng không có ai dạy bọn trẻ học tập. Trần lão vừa nói vừa lấy tẩu thuốc ra châm lửa hít vào một hơi. Hà lão nhướng mày,
lão quay đầu nhìn về phía đám người đang dùng túi bọc táo cách đó không xa rồi mới nói. Với hoàn cảnh của người trong thôn mà muốn giữ nhân tài ở lại cũng không dễ dàng gì, nếu muốn đẩy mạnh phát triển nông thôn để kéo ngắn khoảng cách với thành thị thì chủ yếu là chú trọng phát triển kinh tế. Chỉ có phát triển kinh tế mới biến nông thôn dần trở nên giàu có, hơn nữa có điều kiện tốt mới có thể thu hút người ta đến đầu tư xây dựng, mới làm cho người ta yên tâm ở lại mảnh đất này. Hà lão cảm khái một tiếng, sau đó lấy thuốc ra châm lửa hít vài hơi, lại nói. Anh Trần, anh nói tôi nghe về tình huống của cô Lâm xem, để xem tôi có thể trợ giúp các anh giữ cô Lâm ở lại thôn không. Hà lão, cô giáo Lâm không phải là giáo viên được tuyến trên phân phối xuống thôn, là giáo viên tình nguyện, nghe nói cứ 3 năm sẽ là một kỳ, đây là hợp đồng của các giáo viên với đơn vị trên tỉnh, chúng tôi cũng không thể nào làm ảnh hưởng đến tương lai của cô Lâm được. Trần lão nghe thấy lời nói của Hà lão thì vội vàng khoát tay áo nói. Giáo viên tình nguyện. Hà lão chợt cảm thấy tò mò, lão đặt ly nước xuống rồi nói. Anh Trần, giáo viên tình nguyện là sao? Anh nói tôi nghe rõ ràng xem nào. Hà lão, tôi cũng không nghe rõ ràng về chương trình giáo viên tình nguyện này, chỉ nghe nói trong tỉnh có tổ chức một hoạt động, để cho sinh viên vừa tốt nghiệp xuống thôn xóm làm giáo viên tình nguyện, kỳ hạn là 3 năm. Còn sau 3 năm thì thế nào, tôi cũng không biết. Trần lão nói giống như chạm vào nỗi đau, lão hít vào một hơi thuốc rồi nói. Nhưng 2 ngày trước nghe vài đứa trẻ kháo nhau, hình như hạng mục này chỉ sợ được áp dụng chỉ một lần. Nghe nói đơn vị trong tỉnh thay đổi lãnh đạo, không tiếp tục thực hiện công trình này. Một hạng mục tốt như vậy sao lại có thể vứt bỏ giữa chừng mà không làm cho tốt? Hà lão vỗ tay lên mặt đất một cái, sau đó hô lên một tiếng với một người đàn ông trung niên đang bọc trái táo cách đó không xa. Diệu Tiến, anh xuống đây, tôi hỏi một chút. Lúc này Tiết Diệu Tiến mặc một bộ quần áo bình thường, trong tay còn cầm một chiếc bọc, nghe thấy Hà lão gọi thì nhanh chóng đi đến. Lão bí thư. Tôi đã không làm nông vài năm, bây giờ kỹ thuật có chút kém cỏi, nhưng chỉ cần có thời gian thì sẽ biến thành một nhà nông thứ thiệt cho ngài xem. Tiết Diệu Tiến nhìn vẻ mặt âm trầm của Hà lão thì trong lòng có chút không yên, nhưng hắn là người quen thuộc tính cách của lãnh đạo, hắn vẫn cười nói. Được rồi, tôi biết rõ năm xưa anh cũng là người trồng táo. Anh ngồi xuống uống nước đi, có chút chuyện cần hỏi. Hà lão chỉ về phía một tảng đá cách đó không xa nói với Tiết Diệu Tiến. Tiết Diệu Tiến không dám chậm trễ, hắn vội vàng xoa bàn ti đầy đất, sau đó ngồi xuống tảng đá. Hạnh Hoa lại càng khôn khéo đưa đến cho Tiết Diệu Tiến một ly trà. Dù Tiết Diệu Tiến thật sự rất khát nhưng cũng không uống ngay. Tuy hắn vừa rời khỏi vị trí bí thư thị ủy thành phố Đông Bộ, thế nhưng cũng không dám làm cho lão lãnh đạo mất hứng. Tiết Diệu Tiến khi còn công tác đã phạm vào không ít sai lầm. Hắn nghĩ đến chuyện của Tiết Nhất Phàm và Lý Khang Lộ mà trong lòng không khỏi bồn chồn lo lắng. Nhưng hắn biết rõ tính cách của lão bí thư, đừng nói là anh đã về hưu, nếu lãnh đạo đã phê bình thì căn bản không quan tâm và không khách khí bao giờ. Anh có biết chuyện giáo viên tình nguyện không? Hà lão vung tay cho phép Tiết Diệu Tiến uống nước, sau đó lên tiếng hỏi. Tiết Diệu Tiến nghe thấy lão lãnh đạo hỏi về chuyện giáo viên tình nguyện thì thở dài một hơi, dù sao thì đây cũng liên quan đến tỉnh đoàn, không liên quan đến thành phố Đông Bộ. Tiết Diệu Tiến năm xưa cũng là người ủng hộ phương án này. Khi văn kiện đưa xuống thì hắn nhanh chóng phê duyệt thông qua, đồng thời còn tăng thêm tài chính cho phòng giáo dục, tăng phụ cấp cho giáo viên, lấy biểu hiện của mình để chứng tỏ sự coi trọng với công tác giáo dục. Tiết Diệu Tiến nghĩ đến hạng mục giáo viên tình nguyện, hắn không khỏi nghĩ đến Vương Tử Quân. Hắn biết rõ Vương Tử Quân khi còn chủ trì công tác ở tỉnh đoàn đã tự đưa ra phương án và chỉ đạo thực hiện hạng mục này, bây giờ lão lãnh đạo nhắc đến, hơn nữa vẻ mặt không quá tốt, không phải hạng mục kia có phát sinh vấn đề gì đấy chứ. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, Tiết Diệu Tiến cũng không dám tiếp tục chần chừ, hắn suy tư sau giây lát rồi nói. Chuyện này tôi biết rõ, chính là một hạng mục giúp đỡ các thôn xóm nghèo trong tỉnh đẩy mạnh công tác giáo dục con trẻ của tỉnh Đoàn Sơn Nam, tôi cảm thấy thật sự rất hay. Tôi cũng thấy nó rất hay, nhưng sao tôi lại nghe nói tỉnh đoàn định dừng hạng mục này lại? Hà lão nhìn Tiết Diệu Tiến rồi dùng giọng có chút tức giận nói. Tiết Diệu Tiến căn bản chưa từng nghĩ đến phương diện Hà lão sẽ nói ra những lời như vậy. Dù sao trước đó hắn là bí thư thị ủy, hắn cần quan tâm đến rất nhiều thứ, cũng chẳng phải cái gì cũng phải biết cũng phải hiểu, như vậy chính là thất sách. Vì vậy những chuyện thế này sẽ do phó chủ tịch nắm công tác giáo dục phụ trách, nhưng bây giờ nghe Hà lão hỏi như vậy, hắn chợt sinh ra cảm giác không yên. Nhưng chuyện này thì Tiết Diệu Tiến thấy nó cũng hợp tình hợp lý,
bây giờ chỉ cần đơn vị ban ngành hay địa phương thay đổi lãnh đạo đứng đầu, những trọng điểm công tác của lãnh đạo tiền nhiệm sẽ bị thay đổi. Dù sao thì mỗi người có một ý nghĩ riêng, sau đó cho ra phương án để các tuyến công tác theo đúng chỉ thị của mình, ai cũng muốn thành tích đó phải là của mình. Tôi cũng có nghe nói đến chuyện này. Tiết Diệu Tiến trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng thành thật nói. Đây là có chuyện gì? Vì sao những hạng mục công tác có lợi cho nhân dân, cho thôn xóm nghèo khó như thế này lại không được tiếp tục phát triển? Ai là người cản trở? Hà lão lúc đầu còn có chút hoài nghi, dù sao cũng chỉ mới nghe lời một phía từ Trần lão, nhưng bây giờ nghe Tiết Diệu Tiến nói như vậy thì nhanh chóng nổi giận. Là vì lãnh đạo tỉnh đoàn đã thay đổi. Tiết Diệu Tiến lúc này cũng không có quá nhiều băn khoăn mà dùng giọng gọn gàng dứt khoát đáp lời. Vị bí thư chủ trì công tác của tỉnh đoàn trước kia bây giờ đang là phó chủ tịch của thành phố Đông Bộ chúng ta, trước kia anh ấy là người đề ra phương án này mà hoạt động cực kỳ tích cực. Tiết Diệu Tiến vừa nói vừa cảm khái Vương Tử Quân may mắn, chính mình vốn chuẩn bị nói đến những hành động của người này sau khi đến thành phố Đông Bộ, lại không ngờ Hà lão tâm huyết dâng trào, vừa mới đến thành phố Đông Bộ đã muốn đến vườn táo xem xét tình hình. Tiết Diệu Tiến đến nơi này, còn chưa kịp nói về vấn đề gia công quả táo và những đơn đặt hàng của nhà máy với nông dân, đúng lúc Hà lão đề cập đến công tác giáo viên tình nguyện xuống thôn xã vùng sâu của tỉnh đoàn. Đến thành phố chúng ta làm chủ tịch. Tâm tư của Hà lão nhanh chóng bị vị phó chủ tịch cho ra hạng mục giáo viên tình nguyện kia hấp dẫn. Lão có chút trầm ngâm, sau đó dùng giọng nghi ngờ nói. Vị phó chủ tịch này không phải chính là phó chủ tịch thường vụ có năng lực cực mạnh mà anh giới thiệu cho tôi đấy chứ? Lão bí thư, chính là anh ta. Tiết Diệu Tiến lần này thật sự trả lời dứt khoát không chút do dự. Vương tử cái gì nhỉ? Hà lão chợt không nhớ nổi cái tên Vương Tử Quân, thế là vò đầu hỏi Tiết Diệu Tiến. Vương Tử Quân. Một âm thanh trong trẻo vang lên từ miệng Hạnh Hoa, điều này làm cho Tiết Diệu Tiến đang định trả lời Hà lão chợt giật mình. Không những Tiết Diệu Tiến giật mình mà cả Hà lão và Trần lão cũng giật mình không thôi, cả đám người khẽ nghiêng đầu nhìn Hạnh Hoa. Tiểu nha đầu, sao cháu biết Vương Tử Quân? Hà lão đưa tay bẹo gương mặt đáng yêu của Hạnh Hoa rồi cười ha hả nói. Hạnh Hoa rất mất hứng vì có người mẹo má mình, nàng bĩu môi nói. Người ta đã là người lớn rồi, không cho bẹo má đâu nhé. Ha ha ha, đúng đúng, Hạnh Hoa đã là người lớn, ông đảm bảo sẽ tôn trọng một người lớn như Hạnh Hoa. Hà lão nhìn bộ dạng cố gắng ra vẻ mình là người lớn của Hạnh Hoa, thế là không khỏi cười phá lên ha hả. Tất nhiên cháu biết rõ chú Vương Tử Quân, trước đó bố cháu vì chặt táo bị người trong xã đến bắt đi, chính cô Lâm đưa cháu đi tìm chú Vương Tử Quân, sau đó chú Vương không những làm cho đám người kia thả bố cháu ra, còn mời cháu và cô Lâm ăn một bữa rất ngon. Hạnh Hoa nói đến Vương Tử Quân thì thật sự hoa chân múa tay vui sướng. Dù sao đến thành phố Đông Bộ cũng tìm được người cứu bố nàng ra, đây thật sự là một ông lao khó lường với một cô bé như Hạnh Hoa, cũng đủ cho nàng nhớ cả đời. Hà lão khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi. Ông thấy bây giờ ai cũng đầy hứng khởi với quả táo, vì sao trước đó lại muốn chặt đi? Không kiếm được tiền, tất nhiên mọi người sẽ muốn chặt đi. Bây giờ cây táo lại cho ra tiền, mọi người sẽ vui vẻ hơn. Hạnh Hoa trừng mắt với Hà lão. Ông Hà, ngài không biết những điều này, thậm chí còn kém hơn cả Hạnh Hoa. Hạnh Hoa đừng nói lung tung. Ông của Hạnh Hoa nghe thấy cháu mình nói như vậy với Hà lão thì lập tức trở nên sốt ruột. Ha ha ha, anh Trần, anh cũng đừng nói như vậy, trẻ con nói không cố kỵ. Hạnh Hoa nói đúng, ông Hà xem ra không biết nhiều, kém hơn Hạnh Hoa rồi. Hà lão cười tủm tỉm nói với Hạnh Hoa thế nhưng ánh mắt lại chuyển về phía Tiết Diệu Tiến. Lão bí thư, chuyện này có trách nhiệm của tôi. Chúng ta cho nông dân trồng táo nhưng lại suy xét quá ít, không làm tốt công tác tiêu thụ quả táo cho nông dân. Làm cho cây táo được mùa nhưng giá cả không cao, thậm chí trồng táo không lời bằng trồng cây hoa màu. Tất cả làm cho nông dân huyện Đằng Nhạc oán thán, may mà khi đó Chủ tịch Vương khảo sát thị trường, cùng ký hợp đồng với tập đoàn Viên Quả để xây dựng nhà máy nước trái cây ở thành phố Đông Bộ, nếu không thì sợ rằng bây giờ lão lãnh đạo cũng không được thấy những cây táo này. Hà lão khẽ gật đầu, Tiết Diệu Tiến cũng không nói thêm điều gì, hắn cũng chỉ có thể nói được bấy nhiêu cho Vương Tử Quân mà thôi. Đây là một cán bộ có khả năng, chút nữa anh gọi điện thoại, tôi muốn gặp cậu ấy. Hà lão trầm ngâm một lát rồi trầm giọng nói với Tiết Diệu Tiến. Tiết Diệu Tiến gật đầu đồng ý, hắn đang định nói chuyện thì Trương Hiểu Đông đi đến. Dù Tiết Diệu Tiến đã về hưu, văn kiện bổ nhiệm Trương Hiểu Đông là phó cục trưởng cục lâm nghiệp cũng đã đưa xuống,
thế nhưng đại đa số thời gian thì hắn vẫn đi theo bên cạnh bí thư Tiết Diệu Tiến. Lần này Hà Lão đến thành phố Đông Bộ, tất cả cũng nhờ Trương Hiểu Đông sắp xếp. Hà Lão, bí thư Tiết. Trương Hiểu Đông cung kính chào hai vị lãnh đạo, sau đó khẽ đứng bên cạnh Tiết Diệu Tiến. Trương Hiểu Đông là thư ký cho Tiết Diệu Tiến nhiều năm, tất nhiên giữa hai người sẽ cực kỳ ăn ý. Khi thấy Trương Hiểu Đông đứng bên cạnh mình, Tiết Diệu Tiến khẽ hỏi. Có chuyện gì không? Bí thư Nhiếp vừa gọi điện thoại đến, nói là bọn họ đang từ huyện Đằng Nhạc chạy sang bên này. Trương Hiểu Đông tuy nói không lớn không nhỏ nhưng đảm bảo lãnh đạo nghe không chút chói tai. Lão bí thư, Tiết Diệu Tiến tuy chỉ xưng hô một tiếng nhưng ý nghĩa lại quá rõ ràng, Hà Lão tất nhiên sẽ hiểu. Lão khoát tay với Tiết Diệu Tiến, sau đó nói. Nếu bọn họ muốn đến thì cứ cho bọn họ đến, vừa đúng lúc tôi có vài chuyện cần nói với bọn họ. Tiết Diệu Tiến thấy Hà Lão nói như vậy thì tảng đá trong lòng chợt rơi xuống, hắn lấy điện thoại ra bấm máy, nhưng sau đó lại đặt điện thoại xuống. Hà Lão, cũng không cần giám đốc cho Chủ tịch Vương, anh ấy nhất định sẽ đi theo nhóm bí thư Nhiếp đến đây. Hà Lão khẽ gật đầu, Lão đưa mắt nhìn thoáng qua vườn táo xanh tốt, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đám cán bộ huyện Đằng Nhạc ngày hôm nay có thể nó là bận rộn tối mắt, nhưng thị ủy đã ra lệnh, mặc kệ anh có muốn hay không cũng phải ngoan ngoãn thành thật ngồi trên đúng cương vị. Lý Ổn Trung và La Định Lôi là hai vị lãnh đạo đứng đầu huyện Đằng Nhạc càng gia nhập vào đoàn xe của lãnh đạo tỉnh Sơn Nam. Bí thư Tiết cũng thật là, lão lãnh đạo đến huyện Đằng Nhạc cũng không chịu chào hỏi, nếu xảy ra chuyện gì, chúng ta sao có thể gánh được đây? Lý Ổn Trung ngồi trên xe dùng giọng oán giận nói với La Định Lôi. La Định Lôi thầm nghĩ, anh là lãnh đạo đứng đầu nhưng tôi cũng là thứ hai, anh là bí thư tôi cũng là chủ tịch, nếu anh không thể nào gánh được, tôi có thể gánh được sao? Ánh mắt hai người va chạm vào nhau trên không trung, ngay sau đó trong lòng chợt trở nên tỉnh táo. Cũng may điều làm cho hai vị lãnh đạo huyện Đằng Nhạc yên tâm đã xảy ra, cũng không biết ông trời phù hộ hay lãnh đạo cơ sở có sức chiến đấu mạnh mẽ, dù sao từ huyện Đằng Nhạc chạy đến xã Trần Hòa cũng không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra. Lý Ổn Trung nhìn bí thư Nhiếp và trưởng ban Dương Độ Lục cùng đi vào trong vườn táo mà thở dài một hơi, dù sao thì chuyện này tạm thời xem như ổn. Nhưng hắn thở phào nhẹ nhõm thì Chủ tịch Nhâm Sương Bình của thành phố Đông Bộ cũng thở ra một hơi không kém, dù sao hắn cũng là bí thư thị ủy tương lai, bây giờ là chủ tịch thành phố, nếu xảy ra chuyện gì thì tất cả trách nhiệm sẽ đổ lên đầu hắn. Khi Hào Nhất Phong và Tề Chính Hồng đi vào trong vườn táo, Nhâm Sương Bình cũng nhanh chóng theo sau, nhưng hắn lại chậm hơn Tề Chính Hồng nửa bước. Dùng hành động để biểu hiện sự tôn trọng lãnh đạo. Sương Bình, lần này có quá nhiều lãnh đạo đến đây, có phải có chút căng thẳng không? Tề Chính Hồng nói chuyện với Hào Nhất Phong, sau đó hắn quay sang Nhâm Sương Bình rồi khẽ hỏi. Chủ tịch Tề, tôi thật sự là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, nếu nói không cảm thấy căng thẳng thì thật sự là lừa gạt. Nhưng tôi tin tưởng công tác của thành phố Đông Bộ chúng tôi sẽ làm cho các vị lãnh đạo thỏa mãn. Nhâm Sương Bình cố gắng trấn định tâm thần. Hắn dùng giọng tự tin nói với Tề Chính Hồng. Có tự tin, như vậy là tốt. Đồng chí Sương Bình, Hà Lão là lãnh đạo của thành phố Đông Bộ, là người công tác ở Đông Bộ nhiều năm, anh là bí thư thị ủy muốn triển khai mở rộng công tác thì nên tiếp xúc nhiều hơn với lão lãnh đạo, như vậy mới có lợi cho anh. Tề Chính Hồng khẽ giảm nhịp bước rồi khẽ nói với Nhâm Sương Bình. Tề Chính Hồng thật sự nói những lời khắc sâu vào tâm khảm của Nhâm Sương Bình, hắn cười cười với Tề Chính Hồng rồi trầm giọng nói. Cảm ơn Chủ tịch Tề quan tâm bồi dưỡng, mong lãnh đạo yên tâm, tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ của ngài một cách viên mãn. Tề Chính Hồng nhìn gương mặt nghiêm túc của Nhâm Sương Bình, trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn biết Nhâm Sương Bình hiểu rõ ý nghĩ của mình, hắn cũng không nói thêm lời nào, nhanh chóng bám theo Hào Nhất Phong, cùng Hào Nhất Phong đi sâu vào trong vườn táo. Bí thư Nhâm, chờ lát nữa anh xem chúng ta có nên báo cáo không? Khi Nhâm Sương Bình đang suy ngẫm về những lời vừa rồi của Tề Chính Hồng, đúng lúc Phạm Bằng Phi từ phía sau tiến lên khẽ hỏi. Bí thư Phạm, loại chuyện này chúng ta còn có thể làm chủ được sao? Nếu lãnh đạo cần thì chúng ta sẽ lên tiếng, nếu lãnh đạo không nói thì chúng ta phải chờ. Nhâm Sương Bình vung tay lên với Phạm Bằng Phi, trên người bừng bừng một cảm giác cực kỳ tự tin. Phạm Bằng Phi nhìn bộ dạng giống như đã tính trước của Nhâm Sương Bình, trong lòng chợt sinh ra cảm giác không thoải mái. Nhưng bây giờ hắn thật sự đang rất cần sự trợ giúp của Nhâm Sương Bình, thế cho nên dù không thoải mái thì cũng cố gắng áp chế, từ đâu đi về đó. Lão lãnh đạo, ngài thật sự càng già càng dẻo dai, sức mạnh năm xưa không giảm, thật sự làm cho chúng tôi cực kỳ hâm mộ.
Dương Độ Lục tỏ ra cực kỳ uy nghiêm khi đứng trước mặt đám người Nhiếp Hạ Quân, nhưng bây giờ khi đối mặt với Hà Lão thì nhanh chóng nở nụ cười cực kỳ tươi tắn. Lão còn chưa đi đến trước mặt Hà Lão thì đã nhanh chóng vươn hai tay ra. Hà Lão cũng nở nụ cười vui vẻ với Dương Độ Lục, lão vỗ vỗ bùn đất trong tay, sau đó bắt tay với Dương Độ Lục. Độ Lục, xem ra cậu bây giờ thật sự có sức khỏe rất tốt, tuy bận rộn công tác nhưng cậu cũng nên nhớ kỹ, nhất định phải thường xuyên rèn luyện cơ thể. Các vị lãnh đạo Trung ương có nói, sức khỏe là tiền vốn cách mạng, chúng ta cũng không nên ném tiền vốn của mình đi mất. Cảm tạ lãnh đạo dạy bảo, sau khi quay về tôi nhất định sẽ tích cực rèn luyện, hai năm qua vì quá bận rộn mà thật sự bỏ bê, rất nhiều thói quen tốt đã không còn. Dương Độ Lục nói rồi khẽ gật đầu với Nhiếp Hạ Quân. Nhiếp Hạ Quân hiểu ý của Dương Độ Lục, lão tuy chưa từng cộng sự với Hà Lão ở tỉnh Sơn Nam, thế nhưng cũng không ít lần đến thăm vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh Sơn Nam này. Vì vậy cũng không sinh ra cảm giác lạnh nhạt. Khi Dương Độ Lục gật đầu thì lão cũng nhanh chóng tiến lên. Chào Hà Lão. Vì không cùng cộng sự với nhau nên quan hệ giữa Nhiếp Hạ Quân và Hà Lão có hơi nhạt. Tuy Nhiếp Hạ Quân biểu hiện vô cùng tôn trọng, thế nhưng cũng không được tùy ý như Dương Độ Lục. Chào Bí Thư Nhiếp. Hà Lão bắt chặt tay Nhiếp Hạ Quân rồi cười nói. Ở mãi thủ đô cũng chán, tôi đột nhiên muốn đến thành phố Đông Bộ đi dạo, cũng không làm phiền các anh đấy chứ. Lão lãnh đạo, ngài công tác ở tỉnh Sơn Nam nhiều năm, đã cho ra nhiều cống hiến lớn lao cho tỉnh Sơn Nam, thật sự không thể bỏ qua công lao. Nơi này chính là nhà của ngài, ngài về nhà thì làm gì có phiền toái cho được. Nhiếp Hạ Quân là người tư duy nhanh nhẹn, nói năng cũng cực kỳ cẩn thận. Vậy thì tốt, như vậy tôi cũng an tâm. Hà Lão bắt chuyện với Nhiếp Hạ Quân, sau đó bắt tay với Hào Nhất Phong và các thành viên ban ngành tỉnh ủy khác. Nhâm Sương Bình đứng trong đám người nhìn các vị lãnh đạo chào hỏi Hà Lão, trong lòng sinh ra cảm giác cực kỳ hâm mộ. Hắn tất nhiên thấy rõ Tiết Diệu Tiến đứng bên cạnh Hà Lão, hắn cảm thấy nếu mình có quan hệ tốt với Hà Lão, như vậy vị trí sau này vị trí của Tiết Diệu Tiến sẽ là của mình. Hà Lão là lão lãnh đạo của thành phố Đông Bộ, là người công tác ở thành phố Đông Bộ nhiều năm, chính mình bây giờ là chủ tịch thành phố, là bí thư thị ủy tương lai, đây là ưu thế để liên hệ với Hà Lão. Hắn nghĩ đến tình huống mình có thể làm tốt quan hệ với lão lãnh đạo, thế nên thấy lãnh đạo bắt tay với vị lãnh đạo tỉnh ủy cùng thì tiến lên cười nói. Lão lãnh đạo, chào mừng ngài về quê hương, tôi là Nhâm Sương Bình, bây giờ là chủ tịch thành phố Đông Bộ. Hà Lão khẽ gật đầu với Nhâm Sương Bình, chỉ khẽ bắt tay, cũng không nói gì. Nhưng dù là như vậy thì Nhâm Sương Bình cũng rất vui vẻ, dù sao thì mình cũng được bắt tay với lãnh đạo, có một khởi đầu như thế này. Sau đó hắn dựa vào thủ đoạn của mình để kéo quan hệ với Hà Lão, đây cũng không phải một chuyện nhỏ. Lão lãnh đạo, tôi nhớ vườn táo này chính là công trình mà ngày xưa ngài xây dựng ở thành phố Đông Bộ, mới đó mà đã 10 năm trôi qua rồi. Có câu nói tiền nhân trồng cây hậu nhân thừa hưởng, sau này chúng tôi cũng không thiếu tình huống được hưởng bóng mát từ ngài. Dương Độ Lục khẽ đi đến bên cạnh Hà Lão chỉ về phía vườn cây xanh tốt nói. Hà Lão khẽ vung tay lên nói. Độ Lục. Có đôi khi không phải là như vậy, lắm lúc tiền nhân trồng cây thì hậu nhân thu thập cục diện rối rắm. Năm xưa vườn táo này cho nông dân một con đường làm giàu, nhưng tôi nghe bạn già của mình nói những năm qua cây táo thật sự không cho thu nhập cao. Nếu không có cán bộ trẻ tuổi thu thập cục diện rối rắm, chỉ sợ chúng ta cũng không thấy được màu xanh thanh bình này. Hà Lão vừa nói vừa nhìn thoáng qua mọi người, sau đó nói với Nhiếp Hạ Quân. Bí thư Nhiếp, tôi nghe nói thành phố Đông Bộ có một chủ tịch tiểu vương công tác rất tốt. Không những tiến cử tập đoàn nước giải khát xuống đây xây dựng nhà máy còn cho ra hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho nông dân, bảo vệ lợi ích của nhà nông, làm thật sự rất tuyệt, mau đưa cậu ấy đến đây tôi gặp mặt. Nhiếp Hạ Quân nghe Hà Lão khích lệ Vương Tử Quân thì trong lòng cảm thấy rất vui, tuy lão vì Dương Độ Lục mà áp chế Vương Tử Quân, thế nhưng trong lòng vẫn rất hy vọng Vương Tử Quân có tương lai tốt. Hà Lão tuy đã về hưu nhưng nếu xét về vài phương diện thì lực ảnh hưởng vẫn rất sâu xa. Nếu được Hà Lão tán thưởng và thừa nhận, thật sự là trăm lợi vô hại với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân chính là cán bộ trẻ tuổi vĩ đại của tỉnh Sơn Nam chúng ta, đồng chí này duy trì công tác rất tốt, tôi sẽ gọi cậu ấy đến cho ngài gặp mặt. Nhiếp Hạ Quân nói rồi khoát tay với Nhâm Sương Bình ở bên cạnh. Nhâm Sương Bình đứng cách đó không xa, hắn nghe rõ lời nói của mọi người, khi nghe thấy Hà Lão khích lệ Vương Tử Quân thì trong lòng bùng lên cảm giác ghen ghét. Nhưng khi cảm giác ghen ghét dâng trào còn chưa đến đỉnh điểm thì hắn nghe thấy lời phân phó của Bí thư Nhiếp Hạ Quân. Nhâm Sương Bình là chủ tịch thành phố, hắn tất nhiên không dám phản kháng mệnh lệnh của Bí thư tỉnh ủy.
Hắn đang định đi tìm Vương Tử Quân, chợt nhớ mình đã sắp xếp nhóm người Vương Tử Quân đến tọa trấn công tác khác, bây giờ Hà lão muốn gặp Vương Tử Quân thì thật sự không kịp. Nhâm Sương Bình nghĩ đến tình huống Vương Tử Quân có thể vì không hề chạy đến kịp mà bỏ lỡ cơ hội lần này, hắn chợt cảm thấy thật sự rất sảng khoái. Nhưng hắn vẫn không dám biểu hiện ra ngoài, hắn xoa xoa tay khó xử, sau đó dùng giọng xin lỗi nói. Hà lão, bí thư Nhiếp, chủ tịch Phương bây giờ đang chủ trì công tác ở thành phố, cũng không đến đây. Từ thành phố Đông Bộ đến đây xa lắm sao? Ông lão tôi đây vẫn chờ được. Hà lão không chờ Nhiếp Hạ Quân nói xong, lão lạnh lùng nói. Nhâm Sương Bình tuyệt đối không ngờ mình đến đây thì vấp phải đinh, hắn nhìn về phía Nhiếp Hạ Quân theo bản năng, đúng lúc thấy Nhiếp Hạ Quân trừng mắt nhìn mình. Nếu làm cho bí thư tỉnh ủy không được thoải mái thì mình là chủ tịch muốn tiến lên bí thư cũng không dễ dàng. Nhâm Sương Bình nghĩ như vậy và cảm thấy không yên tâm, hắn lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Vương Tử Quân. Hà lão chưa đến thì trung tâm của mọi người chính là Dương Độ Lục, bây giờ có mặt Hà lão, tất nhiên trung tâm của mọi người sẽ chuyển lên người lão lãnh đạo. Dương Độ Lục cũng nhanh chóng thích ứng với tình huống này, lão và Nhiếp Hạ Quân cùng nhau đứng bên cạnh Hà lão, bọn họ tươi cười cùng trò chuyện với lão lãnh đạo. Trần lão thấy có nhiều lãnh đạo đi đến vườn trái cây nhà mình, thế là đứng đó không biết phải làm sao. Khi thấy chính mình không thể nói chen vào thì cũng định bỏ đi. Anh Trần, anh đi đâu vậy? Đây là nhà anh, hôm nay tôi đến làm khách, khách chưa đi mà sao chủ lại đi được? Hà lão cười với Trần lão, sau đó dùng giọng vui đùa nói. Dương Độ Lục thấy Hà lão coi trọng Trần lão như vậy thì cũng cười ha hả nói. Anh à, Hà lão nói có lý, nếu anh đi thì chúng tôi xem như giọng khách át giọng chủ mất. Trần lão bị bọn họ nói như vậy cũng không thể đi. Lão chỉ có thể kéo Hạnh Hoa cũng đang không biết phải làm sao đi đến bên cạnh Hà lão. Anh Trần, tôi đã về hưu rồi, anh có ý kiến gì không? Nếu có thì cứ nói với bọn họ, cũng cho bọn họ biết ý nghĩ của nông dân là thế nào. Hà lão chỉ về phía đám người Dương Độ Lục rồi dùng giọng ngưng trọng nói. Lúc này có chút không yên, hai người Nhâm Sương Bình ở bên ngoài thật sự khá sợ hãi, nếu Trần lão nói gì đó không hay, như vậy bọn họ sẽ bị đẩy lên vỉ nướng. Trần lão nhìn Hà lão, lại nhìn đám người Dương Độ Lục đang nở nụ cười với mình, khoảnh khắc này cũng không biết nói sao cho phải. Tuy lão có thể nhìn vào tình hình hiện tại để thấy được thân phận và địa vị của Hà lão, thế nhưng kinh nghiệm sống lâu năm lại làm lão trở nên thận trọng trong lúc lên tiếng. Ông Hà, ông nội của cháu không nói, vậy cháu có thể cho ra yêu cầu không? Khi bầu không khí có vẻ lạnh lẽo trầm lắng vì Trần lão chưa kịp lên tiếng, đúng lúc này một âm thanh trẻ thơ vang lên trong đám người. Nhiếp Hạ Quân nhìn vẻ mặt đáng yêu của Hạnh Hoa mà cảm thấy vui sướng, dù thế nào thì lão cũng là bí thư tỉnh ủy, nếu Trần lão mở miệng thì lão cũng khó thể sống tốt. Nếu Trần lão nói lời không hay, chỉ sợ bầu không khí nơi đây càng thêm xấu hổ. Khi lão đang suy tư xem nên giải quyết thế nào thì không ngờ Hạnh Hoa lại mở miệng. Cô bé, cháu có yêu cầu gì cứ nói, chỉ cần ông có thể giải quyết được, sẽ cố gắng giúp đỡ. Nhiếp Hạ Quân khẽ cúi người nói với Hạnh Hoa. Thật vậy sao? Hạnh Hoa nghiêng đầu dùng giọng nghi vấn hỏi. Nếu câu hỏi như vậy xuất phát từ bất kỳ người nào ở nơi đây thì rõ ràng là không tín nhiệm một bí thư tỉnh ủy như Nhiếp Hạ Quân, nhưng là Hạnh Hoa nói ra, lại làm mọi người nơi đây cười lớn. Hạnh Hoa, cháu có gì cứ nói với ông Nhiếp, nếu ông ấy không làm được, ông sẽ đi tìm tính sổ với ông ấy. Hà lão sờ đầu Hạnh Hoa rồi cười ha hả nói. Ông Nhiếp, cháu muốn cô Lâm tiếp tục ở lại dạy bọn cháu, được không? Hạnh Hoa đang cúi đầu định nói, đúng lúc này nàng ngẩng đầu lên dùng hai mắt như sao sáng nhìn chằm chằm vào Nhiếp Hạ Quân rồi nói. Nhiếp Hạ Quân cũng đã nghĩ đến nhiều phương án, nhiều lời yêu cầu của Hạnh Hoa, nhưng lão không ngờ Hạnh Hoa lại cho ra yêu cầu như vậy. Đối với một bí thư tỉnh ủy, muốn để một giáo viên ở lại dạy học ở thôn xóm thì quá dễ. Khi Nhiếp Hạ Quân chuẩn bị lên tiếng thì Trần lão đã gấp gáp nói. Hạnh Hoa, cháu nói bậy bạ gì vậy? Cô Lâm tốt với cháu như vậy, cháu không thể làm hại cô ấy. Chương 508, gió điều hưu sông dịch lạnh lùng ghê, tráng sĩ một đi không trở về. Hà lão, nhà đầu Hạnh Hoa này không hiểu chuyện, ngài cũng đừng quan tâm đến lời nói của nó. Cô giáo Lâm là người thành phố, chạy đến đây dạy học đã quá tốt rồi, tôi không thể vì con nhà mình mà làm ảnh hưởng đến tương lai con cái nhà người ta, thật sự cả đời không yên ổn. Trần lão lên tiếng bằng giọng điệu có vài phần khẩn cầu. Hạnh Hoa nghe thấy hai ông nói chuyện thì biết không thể giữ cô Lâm ở lại được, thế là giống như trái tim của nàng bị tổn thương, nàng vừa khóc vừa nói.
Ông nội, nếu ông để cho cô Lâm đi, như vậy sẽ không còn giáo viên tình nguyện nào đến thôn của chúng ta, đến lúc đó cháu cũng không thể đi học. Cháu sẽ không cho cô Lâm đi, cô Lâm đến ở với Hạnh Hoa là được. Giáo viên tình nguyện. Dương Độ Lục đưa mắt nhìn về phía Nhiếp Hạ Quân, Nhiếp Hạ Quân cũng không có ấn tượng gì với sự việc này, thế là đưa ánh mắt giúp đỡ nhìn Hào Nhất Phong, nhưng gương mặt Hào Nhất Phong lại rất mê man. Nếu so sánh với Hào Nhất Phong không biết rõ tình hình thì Tề Chính Hồng lại giống như một tấm gương sáng, hắn sở dĩ biết rõ cũng vì cực kỳ chú ý đến Vương Tử Quân. Tuy khi Vương Tử Quân còn công tác ở tỉnh đoàn thì hắn cũng không chịu trách nhiệm về công tác của tỉnh đoàn, nhưng tỉnh đoàn có động tĩnh gì cũng không thoát khỏi lỗ tai của hắn. Vương Tử Quân cho ra hoạt động giáo viên tình nguyện làm cho Tề Chính Hồng cảm thấy không thoải mái, nhưng hắn không thể không thừa nhận hạng mục này được phổ biến xuống bên dưới sẽ cực kỳ hữu ích với các thôn xóm vùng sâu vùng xa. Nhưng khi Vương Tử Quân rời khỏi vị trí lãnh đạo thì tỉnh đoàn dần buông bỏ hạng mục công tác này, thế là Tề Chính Hồng cảm thấy sảng khoái. Vương Tử Quân ơi là Vương Tử Quân, dù cho anh có sáng chói mắt thì cuối cùng cũng chỉ là một ngôi sao băng, chỉ có thể bừng sáng một lúc rồi tắt, cũng không thể nào chiếu sáng được cả dải ngân hà. Bí thư Nhiếp, giáo viên trường tiểu học dưới thôn xóm chính là những sinh viên tốt nghiệp đại học trong tỉnh năm ngoái, bọn họ nghe theo lời hiệu triệu của tỉnh đoàn để xuống nông thôn làm công tác dạy học. Hạng mục này có giới hạn trong thời gian 3 năm, sau đó giáo viên tình nguyện sẽ nhận được chính sách ưu đãi trong phân phối công tác. Lưu Truyền Thụy tiến lên nhìn thoáng qua Tề Chính Hồng, sau đó khẽ nói với đám người Nhiếp Hạ Quân. Mở rộng vào năm ngoái, không phải là khi Vương Tử Quân đang chủ trì công tác tỉnh đoàn sao? Bây giờ cô bé kia nói cô Lâm sẽ không tiếp tục ở lại dạy học, xem ra hạng mục giáo viên tình nguyện kia đã có vấn đề. Hạnh Hoa, ai nói với cháu là cô Lâm đi rồi sẽ không có cô giáo mới? Ông nói cho cháu biết, giáo dục là công tác hạng nhất của quốc gia, nhi đồng ở nông thôn cũng như ở thành phố, nơi nào cũng cần được đến trường. Khi cô Lâm kết thúc công tác ở thôn chúng ta, nhất định sẽ có cô Lâm khác đến thay thế. Ông Nhiếp, ông không gạt cháu đấy chứ? Hạnh Hoa nghe thấy như vậy thì nín khóc, gương mặt nhỏ nhắn biến thành một con mèo nhỏ, nhưng biểu hiện chăm chú của nàng lại làm cho người ta cảm thấy rất trầm trọng. Ông Nhiếp tất nhiên sẽ không gạt cháu, nếu cháu không tin ông Nhiếp, chờ lát nữa chú Vương đến, ông sẽ để cho chú ấy đảm bảo với cháu. Cô Lâm đến thôn các cháu dạy học là công lao của chú ấy, có chú ấy ở đây, nếu không có giáo viên dạy cháu, tìm chú ấy là có giáo viên ngay. Nhiếp Hạ Quân nói xong lời cuối cùng thì chính mình nở nụ cười. Mà đám người Hà Lão và Lưu Truyền Thụy cũng cười phá lên theo. Dương Độ Lục cũng cười, dù trong lòng có chút cảm giác không thoải mái. Dương Độ Lục không phải là hạng người nhỏ nhen, khác biệt là lão rất rộng lượng, là một người chán có thể phi ngựa bụng có thể rong thuyền, thật sự rất có khả năng bao dung người khác. Chỉ là không biết có phải vì con trai Dương Quân Tài hay không, nhưng khi lão chỉ cần nghe thấy cái tên của Vương Tử Quân thì trong lòng chợt co rút, đột nhiên sinh ra cảm giác vô cùng không thoải mái. Nếu chú Vương nói lời đảm bảo thì cháu sẽ tin. Hạnh Hoa chỉ là một cô bé, nàng tất nhiên sẽ không phân biệt được tôn ti trật tự cũng như địa vị của đám người ở nơi đây, nàng chỉ biết chú Vương sẽ không lừa mình là quá đủ. Còn Vương Tử Quân có quản được chuyện liên quan đến giáo viên hay không, cũng không nằm trong phạm vi suy xét của nàng. Được, chút nữa ông sẽ để chú ấy nói lời đảm bảo với cháu. Nhiếp Hạ Quân thấy Hà Lão vui sướng thì cũng cố ý lên tiếng nói. Tuy Vương Tử Quân không có mặt ở đây nhưng đề tài câu chuyện lại cứ xoay quanh vị phó chủ tịch thường vụ trẻ tuổi này, Dương Độ Lục thấy thế mà không khỏi sinh ra cảm giác bài xích. Ánh mắt lão chợt xoay chuyển, lão đưa mắt nhìn Nhâm Sương Bình cách đó không xa, nhìn bộ dạng cung kính của Nhâm Sương Bình đang nhìn mình, thế là Dương Độ Lục lập tức xuất hiện một ý nghĩ mới. Lão lãnh đạo, tôi đã lâu rồi chưa đến thành phố Đông Bộ, cảm thấy nơi này thật sự chuyển biến từng ngày. Thừa dịp lúc này còn sớm. Tôi sẽ để cho Chủ tịch Nhâm giới thiệu về những biến đổi gần đây của thành phố Đông Bộ, anh thấy thế nào? Dương Độ Lục thấy Hạnh Hoa bị Trần Lão kéo đi rửa mặt, thế là Lão cười ha hả nói với Hà Lão. Nhâm Sương Bình đang suy xét liệu Vương Tử Quân có thể lợi dụng cơ hội này mà chờ mình hay không, hắn không ngờ chính mình lại nhanh chóng biến thành trung tâm chú ý của các vị lãnh đạo. Điều này không khỏi làm hắn sinh ra cảm giác được sủng ái mà kinh hoàng. Trước khi gặp Hà Lão, Nhâm Sương Bình luôn suy nghĩ xem nên tiếp cận lão lãnh đạo như thế nào. Nhưng khi gặp mặt Hà Lão, Nhâm Sương Bình tiếp xúc và phát hiện thái độ của lão lãnh đạo rất lãnh đạm. Chưa nói đến tình huống Hà Lão bị các vị lãnh đạo tỉnh ủy vây quanh, quan trọng là trong cuộc nói chuyện vừa rồi, hắn không cảm thấy Hà Lão có bất kỳ cảm giác nào quan tâm đến mình.
Loại cảm giác lãnh đạm như vậy không thể nói ra quá rõ ràng, thế nhưng điều này làm cho Nhâm Sương Bình cảm thấy thật sự thất vọng. Lúc này Dương Độ Lục rõ ràng nhắc đến Nhâm Sương Bình, điều này làm cho Nhâm Sương Bình thật sự cảm thấy hưng phấn. Một là hắn hưng phấn vì mình sắp là người đứng đầu thành phố Đông Bộ, bây giờ lại có cơ hội lộ mặt, còn phương diện khác, người đề cử hắn không phải là ai khác mà chính là trưởng ban Dương. Dương Độ Lục năm xưa là bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, bây giờ là phó trưởng ban tổ chức trung ương, càng là lãnh đạo được dự định sẽ tiếp nhận vị trí trưởng ban tổ chức trung ương. Nhâm Sương Bình vốn cho rằng thân phận của mình vốn không lọt vào mắt xanh của trưởng ban Dương, không ngờ trưởng ban Dương lại chiêu hiền đãi sĩ tốt đẹp như vậy, lại có thể coi trọng chính mình. Có thể được trưởng ban Dương coi trọng thì rõ ràng đó là một cơ hội rất lớn với mình, nếu nắm bắt được cơ hội này, lợi dụng vào nó lại làm thân cận hơn với trưởng ban Dương, sau này mình hoàn toàn có thể phát triển như diều gặp gió. Trong lòng Nhâm Sương Bình chợt bùng lên cảm giác kích động, hắn lặng lẽ tiến lên phía trước một bước, những tài liệu báo cáo trước đó đã được hắn ghi khắc trong lòng liên tục lóe lên. Chủ tịch Sương Bình, khi tôi còn công tác ở thành phố Đông Bộ, có phải anh cũng đang công tác ở thành phố Đông Bộ không? Hà lão trầm ngâm một chút, sau đó trầm giọng hỏi Nhâm Sương Bình. Khi đó tôi cũng không ít lần được nghe lời dạy bảo của ngài. Nhâm Sương Bình vội vàng tiến lên dùng giọng cung kính nói với Hà lão. Dương Độ Lục thấy Hà lão sinh ra hứng thú với Nhâm Sương Bình thì tiếp lời. Lão lãnh đạo, chủ tịch Sương Bình không những có năng lực, hơn nữa còn công tác tận tâm tận lực, vì thành phố Đông Bộ mà cho ra nhiều cống hiến. Dương Độ Lục cũng không quá hiểu về Nhâm Sương Bình, nhưng bây giờ lão cần có một người tỏa sáng, phải chống lại ánh hào quang của Vương Tử Quân. Nếu tìm một người như vậy vào lúc này và ở đây, rõ ràng Nhâm Sương Bình là một người thích hợp nhất. Nhâm Sương Bình nghe thấy phó trưởng ban tổ chức trung ương nhận định về mình như vậy, hắn cảm thấy toàn thân bay bổng. Từng câu khẳng định, từng lời bình luận của trưởng ban Dương thật sự rất đúng chỗ, thật sự nói đến tận đáy lòng hắn. Đối với những cán bộ có năng lực công tác mạnh mẽ và khả năng duy trì hiện thực như thế này, tôi đề nghị tỉnh Sơn Nam nên bồi dưỡng trọng điểm, phải đặt bọn họ lên vị trí trọng yếu. Nếu là nhân tài thì phải tận dụng triệt để, gia tăng lực lượng cho quá trình phát triển của thành phố Đông Bộ. Khi đến tỉnh Sơn Nam thì Tề Chính Hồng đã báo cáo tình hình ở thành phố Đông Bộ cho Dương Độ Lục, thế cho nên Dương Độ Lục đã biết tỉnh Sơn Nam sắp đề bạt Nhâm Sương Bình lên vị trí bí thư thị ủy, vì vậy bây giờ mở miệng xem như thuận thế đẩy thuyền. Dương Độ Lục có thể tiến lên đến vị trí hôm nay cũng có điểm hơn người, lời khẳng định biết rõ thời thế của lão lúc này xem như có hiệu quả song song, vừa có thể thúc đẩy một người sắp được đề bạt là Nhâm Sương Bình, lại vừa có thể chống lại Vương Tử Quân, lại có thể tìm được hiệu quả thu nhận nhân tâm, làm cho Nhâm Sương Bình sinh ra cảm động với những lời của mình. Khi nghĩ đến hiệu quả lời nói của mình, trên mặt Dương Độ Lục càng lộ ra nụ cười rạng rỡ. Lão nghĩ đến thủ đoạn nhỏ của mình, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác đắc ý. Trình độ của trưởng ban có lẽ cũng chỉ là như vậy mà thôi. Dương Độ Lục nghĩ đến vị thượng cấp sắp về hưu của mình, lão thầm cảm thấy đắc ý. Hào Nhất Phong cũng đang cười, Tề Chính Hồng cũng cười, thậm chí ngay cả Nhiếp Hạ Quân cũng không khỏi nở nụ cười. Dương Độ Lục chẳng những là phó trưởng ban thường vụ, càng là nhân tuyển hàng đầu cho vị trí trưởng ban tổ chức trung ương, có kinh nghiệm làm bí thư tỉnh ủy, hơn nữa đã sớm là phó trưởng ban. Điều này không khỏi làm cho đám lãnh đạo đang suy xét về vị trí trưởng ban tổ chức trung ương không dám coi thường Dương Độ Lục đang ngồi chờ sẵn. Nhâm Sương Bình nhìn nụ cười của các vị lãnh đạo mà không khỏi sinh ra cảm giác mê say, hắn cảm thấy hôm nay là ngày may mắn của mình, thế là cảm thấy toàn thân như nhẹ đi vài phần. Độ Lục, anh hiểu rất rõ về chủ tịch Sương Bình à? Hà lão không cười, lão đưa mắt nhìn thoáng qua Dương Độ Lục, sau đó khẽ hỏi. Dương Độ Lục lúc này mới chú ý đến thái độ của Hà lão, trong lòng không khỏi có chút kinh hoàng. Nhưng vừa rồi lão đã nói vài lời nghị luận về Nhâm Sương Bình, lúc này sao có thể tùy tiện đổi giọng trước mặt bao nhiêu người ở đây? Hà lão, tôi và chủ tịch Nhâm tiếp xúc không lâu, thế nhưng tôi lại hiểu khá rõ về chủ tịch Nhâm. Dương Độ Lục dùng giọng trầm thấp vào thong thả nói, ánh mắt càng liên tục nhìn về phía Hà lão, mong muốn nhìn vào ánh mắt của Hà lão mà tìm hiểu chút thái độ về Nhâm Sương Bình. Nhưng Dương Độ Lục thật sự thất vọng, vẻ mặt và ánh mắt lão lãnh đạo không chút biến đổi, giống hệt như mặt nước giếng sâu, điều này không khỏi làm cho FL cảm thấy bất an. Những người đứng nơi đây đều là tinh anh trong quan trường tỉnh Sơn Nam, bọn họ nhìn vào vẻ mặt của Hà lão, tất nhiên cũng nhìn ra được vài vấn đề. Hơn nữa vẻ mặt trưởng ban Dương Độ Lục chợt biến đổi cũng không khỏi làm cho không ít người cảm thấy quá quỷ dị.
Tâm tình của Đổng Quốc Khánh lúc này có thể nói là rất quỷ dị, hắn là phó phòng thường vụ phòng tổ chức tỉnh ủy, chức vụ của hắn trên cơ bản là khá giống với trưởng ban Dương ở ban tổ chức trung ương, thế nhưng chênh lệch giữa hai bên cũng không phải là nhỏ. Sau khi hắn nghe được lời khích lệ của Dương Độ Lục với Nhâm Sương Bình, dù là thế nào thì hắn cũng cực kỳ vui sướng. Nhâm Sương Bình là nhân tuyển cho vị trí bí thư thị ủy mà Đổng Quốc Khánh đề cử cho tỉnh ủy Sơn Nam thông qua, bây giờ trưởng ban Dương lên tiếng khẳng định, chẳng khác nào đang gián tiếp khẳng định công tác của mình. Nhưng khi nghe được câu hỏi truy vấn của Hà Lão, hắn sao lại sinh ra cảm giác có chút rối loạn. Hơn nữa Đổng Quốc Khánh còn mơ hồ sinh ra chút bất an, điều này làm cho hắn thật sự bực bội. Ánh mắt của hắn lơ đãng nhìn qua Tiết Diệu Tiến đứng sau lưng Hà Lão, đúng lúc thấy khóe miệng Tiết Diệu Tiến hiện lên nụ cười khó thể nhận biết. Đúng vậy, Tiết Diệu Tiến kia thật sự đang cười. Đổng Quốc Khánh đã cộng tác nhiều năm với Tiết Diệu Tiến, tất nhiên hắn sẽ hiểu rõ tính tình của ông bạn già đối thủ của mình. Hắn cực kỳ mẫn cảm với gương mặt kia của Tiết Diệu Tiến, đối phương càng cười và càng tỏ ra lạnh nhạt thì càng tức giận và cực kỳ có ý nghĩ so đo. Nhớ năm xưa Đổng Quốc Khánh cùng nhập gánh với Tiết Diệu Tiến, khi đó Tiết Diệu Tiến là một vị lãnh đạo với thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn làm cho đám thủ hạ cấp dưới thật sự rất sợ hãi, thậm chí có vài vị phó bí thư chỉ cần nhìn thấy bí thư Tiết cũng sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi. Con người ta khi nào thì cảm thấy sợ hãi nhất, chính là lúc đối mặt với một sự kiện khó thể nào suy xét được, cũng không biết lúc nào cây kiếm sẽ đâm qua cuống họng của mình, thế cho nên sinh ra cảm giác nơm nớp lo sợ. Thật ra thì bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không đáng sợ, ngay cả chết cũng không đáng sợ, nhưng chờ đợi trong lo lắng lại làm cho người ta sợ hãi nhất. Vì vậy nếu nhìn từ góc độ này thì Tiết Diệu Tiến là một người am hiểu nghệ thuật lãnh đạo, mỗi lần vào đúng thời điểm quan trọng thì vẻ mặt và nội tâm của hắn cực kỳ khác biệt. Thế cho nên Đổng Quốc Khánh thấy Tiết Diệu Tiến có vẻ mặt như vậy thì cảm thấy đó giống như một báo hiệu, sau đó thế nào cũng có bão tố xảy ra, thế nào cũng có kẻ gặp phải xui xẻo. Đổng Quốc Khánh nghĩ đến những vấn đề này thì trái tim chợt thắt chặt. Dù hắn thật sự khó thể nào đoán được kẻ nào sẽ rơi vào tình huống không may vào lúc này, thế nhưng nhiều năm tiếp xúc với Tiết Diệu Tiến làm hắn sinh ra cảm giác sợ hãi, lúc này Tiết Diệu Tiến muốn làm gì? Hà Lão! Khi Đổng Quốc Khánh đang rất do dự thì có vài người đàn ông từ vườn táo bên cạnh đi đến. Đổng Quốc Khánh căn bản không phát hiện ra những người đàn ông trung niên kia là ai, thế nhưng vẻ mặt Dương Độ Lục đang nói chuyện với Hà Lão chợt biến đổi. Dương Độ Lục đã từng gặp qua người đàn ông trung niên đi vị trí chính giữa đám người, tuy đối phương có chức quan không cao, thế nhưng lại là một thành viên cực kỳ có khả năng của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Người này sao lại đến thành phố Đông Bộ, hơn nữa còn trùng hợp xuất hiện ở chỗ này. Trung Luân đến đấy à? Hà Lão nhìn về phía người đàn ông trung niên rồi khẽ gật đầu nói. Hà Lão, có việc cần mời Chủ tịch Nhâm hỗ trợ điều tra, vì vậy không thể không quấy rầy cuộc nói chuyện của các vị. Người đàn ông trung niên được gọi là Trung Luân chợt nói lời xin lỗi với Hà Lão, giọng điệu không cao nhưng thái độ lại rất kiên quyết. Khi Nhâm Sương Bình đang sắp lên tiếng phát biểu diễn thuyết về tình hình phát triển của thành phố Đông Bộ trong những năm gần đây, lời nói của người đàn ông trung niên Trung Luân kia lại giống như một cây gậy đập lên đầu hắn, điều này làm hắn cảm thấy thoát sức, sinh ra cảm giác hư thoát, đây là một cảm giác sinh ra khi tâm tình con người thay đổi quá đột ngột. Dù không biết đối phương là ai thế nhưng trong lòng hắn lại sinh ra dự cảm bất thường, có lẽ đã xảy ra chuyện. Đây là có chuyện gì? Bọn họ muốn đưa mình đi hỗ trợ điều tra cái gì? Nhâm Sương Bình nhìn hai người đàn ông trung niên đi về phía mình, hắn thật sự sinh ra cảm giác sợ hãi bất an, người chung quanh lại chỉ đứng nhìn về phía hắn, bầu không khí yên ắng vắng lặng. Dưới ánh mắt soi mói của đám người chung quanh, hắn chợt sinh ra cảm giác chột dạ khi làm gì đó trái với lương tâm. Hắn cảm thấy tâm tư rối loạn, đứng ngồi không yên, có một loại cảm giác toàn thân dính đầy chất bẩn không muốn người khác nhìn thấu. Sau khi ý thức được sự việc đang diễn ra, Nhâm Sương Bình chợt lắp bắp nói. Các anh là ai? Các anh muốn làm gì? Tôi nói cho các anh biết, tôi đang cùng đi nghiên cứu thị sát với lãnh đạo, có gì chờ chút nữa hãy nói với tôi. Chủ tịch Nhâm, đây là giấy chứng nhận công tác của chúng tôi, mong anh nhìn cho rõ. Đồng thời cũng nói cho anh biết một việc. Đỗ Gia Hào đã bị chúng tôi khống chế, anh ta đã công khai tất cả việc làm của mình rồi. Người đàn ông đứng ở phía bên trái vừa nói vừa lấy giấy chứng nhận công tác của mình đưa đến trước mặt Nhâm Sương Bình. Ba chữ Đỗ Gia Hào giống như một tiếng sấm nổ ầm trong đầu Nhâm Sương Bình, khoảnh khắc này hắn chợt hiểu ra vấn đề, đồng thời hắn càng hiểu vì sao Tiết Diệu Tiến lại xuất hiện ở chỗ này. Nhâm Sương Bình nhìn gương mặt cố gắng khống chế của Tiết Diệu Tiến, Nhâm Sương Bình nhìn không được mà cười ha hả.
nhưng nụ cười của hắn cực kỳ lạnh lẽo. Tiết Diệu Tiến, bí thư Tiết, ngài thật sự là quân pháp bất vị thân, tôi nói cho anh biết, tuy vấn đề của tôi là không nhỏ, thế nhưng cũng có liên quan đến Tiết Nhất Phàm nhà anh, cũng không phải mình tôi chịu tội, ha ha ha. Nhâm Sương Bình nói làm cho gương mặt Tiết Diệu Tiến có chút co rút, nhưng hắn vẫn cắn chặt miệng, không nói một câu, giống như những lời uy hiếp của Nhâm Sương Bình không phải chĩa về phía mình. Trung Luân và ba người đàn ông khác đến và đi chỉ mất vài phút thế nhưng những gì xảy ra lại làm cho đám lãnh đạo ở đây sinh ra cảm giác choáng váng, toàn trường chết lặng như tờ. Lúc này dù là Dương Độ Lục hay Nhiếp Hạ Quân cũng không còn nụ cười, vẻ mặt đều lạnh lẽo như băng tuyết, nhưng gương mặt khó coi nhất có lẽ chính là Dương Độ Lục. Vừa rồi Dương Độ Lục còn mở miệng khen ngợi Nhâm Sương Bình không ngớt, còn cố ý muốn đặt những cán bộ vĩ đại như vậy lên vị trí quan trọng. Nhưng lão vừa nói dứt lời thì đám người Trung Luân đã chạy đến đưa vị nhân tài vĩ đại kia đi. Dương Độ Lục nghĩ đến những lời mình vừa nói ra mà cảm thấy gương mặt nóng như lửa, tình huống vừa phát sinh giống như một bàn tay tát mạnh lên mặt lão. Tình huống hiện tại của Dương Độ Lục chính là không biết rõ về người cần được đề bạt, lại muốn cạnh tranh vị trí trưởng ban tổ chức Trung ương, bây giờ xem như mất mặt lớn ở tỉnh Sơn Nam. Lão tin sự việc này sẽ không mất thời gian quá lâu để phát tán đi khắp nơi. Ai cũng sẽ biết về tin tức này. Dương Độ Lục nghĩ đến những ảnh hưởng cực kỳ bất lợi của sự việc này với mình, lão thật sự sinh ra xúc động muốn vã vào miệng mình. Nhưng lời ra khỏi miệng chính là nước hắt ra khó hốt trở về, dù hối hận thế nào cũng không kịp thu lại. Độ Lục, chi nhân chi diện bất chi tâm, có vài người biểu hiện thế này nhưng sau lưng lại khác biệt, nhìn qua cực kỳ tốt nhưng tâm lý lại cực kỳ bóp méo. Có câu lòng người khó lường, muốn nhìn thấy rõ thì cực kỳ khó. Lời nói của Hà lão giống như một bậc thang xuất hiện ngay trước mắt Dương Độ Lục, lão vội vàng tỏ ra xấu hổ nói. Lão lãnh đạo nói đúng, sự việc này thật sự làm cho người ta cảm thấy khó tưởng. Xem ra sau này chúng ta khảo sát cán bộ cũng cần đi vào thật sâu, nếu không sẽ rơi vào tình huống không chịu trách nhiệm với tổ chức. Hà lão cười cười không nói gì, nhưng Dương Độ Lục cũng vì tình huống lãnh đạo không nói gì mà giảm bớt cảm giác xấu hổ của mình. Chú Vương! Vừa rồi ông Nhiếp nói sẽ có giáo viên mới đến trường của chúng cháu, có phải là thật không? Khi không ai lên tiếng thì âm thanh của Hạnh Hoa chợt vang lên. Vương Tử Quân không ngờ lại gặp Hạnh Hoa ở chỗ này, lúc này trong đầu hắn lại bị một chuyện khác nhét đầy. Khi hắn đi vào vườn táo thì thấy vẻ mặt lo sợ không yên của Nhâm Sương Bình, không, phải nói rằng thấy Nhâm Sương Bình và vài người đàn ông đi ra. Lúc đó Nhâm Sương Bình đã không còn bộ dạng hăng hái như ngày thường. Hoàn toàn biến thành một con chó nhà tang cực kỳ chán nản. Khi Vương Tử Quân thấy Nhâm Sương Bình cũng thấy hắn định chào hỏi đối phương, nhưng Nhâm Sương Bình nghiêng đầu đi chỗ khác không thèm nhìn. Cuối cùng Nhâm Sương Bình cũng không nói gì, hắn được vài người đưa lên xe rồi bỏ đi rất nhanh. Tình huống lúc này không khác gì năm xưa hắn xuống địa phương kiểm tra công tác, thế nhưng Vương Tử Quân lại nhìn thấy vẻ mặt Nhâm Sương Bình có chút khổ sở. Nhâm Sương Bình rõ ràng không muốn rời đi. Đây là kết luận của Vương Tử Quân, rốt cuộc là có chuyện gì? Vương Tử Quân cũng không ngờ, hắn không biết Nhâm Sương Bình thật sự xảy ra chuyện, biết đâu nó có liên quan đến món quà lớn mà Tiết Diệu Tiến nói muốn tặng cho mình. Nhâm Sương Bình đi chuyến này chỉ sợ không thể quay về thành phố Đông Bộ được nữa. Không hiểu vì sao trong lòng Vương Tử Quân lại sinh ra ý nghĩ như vậy, thế là trong lòng rất trầm trọng. Khi mà hắn đang cúi đầu đi vào trong vườn táo thì chợt nghe được âm thanh của Hạnh Hoa. Ông Nhiếp, Vương Tử Quân chợ sững sờ, sau đó hắn chợt thấy Nhiếp Hạ Quân đang đứng cách đó không xa nhìn mình mỉm cười rồi gật đầu. Rõ ràng ông Nhiếp trong câu nói của Hạnh Hoa chính là Nhiếp Hạ Quân. Nếu bí thư đã gật đầu thì không thể giả được, Vương Tử Quân kéo bàn tay nhỏ của Hạnh Hoa rồi khẽ nói. Ông Nhiếp trước nay mở lời đều là quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, nếu cháu vẫn không tin thì chạy đến móc ngoéo với ông Nhiếp một cái đi. Trẻ nhỏ thật sự rất tinh khiết. Chúng sẽ không cần biết anh là ai, cũng không quan tâm anh đang ở vị trí nào. Lúc này Hạnh Hoa nghe được câu trả lời khẳng định của Vương Tử Quân thì hoan hô một tiếng, sau đó nàng chạy về phía Nhiếp Hạ Quân, ngón tay nhỏ bé đã được rửa sạch được đưa về phía Nhiếp Hạ Quân. Ông sẽ ngoéo tay với cháu. Nhiếp Hạ Quân nhìn thoáng qua Hà Lão, sau đó cũng cúi ngón tay của mình ra, hai ngón tay một lớn một nhỏ khẽ quyện vào nhau. Ngoéo tay rồi nhé, không bao giờ bội ước. Hạnh Hoa cười vui vẻ. Nàng hoàn toàn không quan tâm đến vẻ mặt của đám người chung quanh có chút biến đổi. Không ít người dần nở nụ cười, trong số ít người đó cũng không kể cả Tề Chính Hồng.
Lúc này Tề Chính Hồng thầm nghĩ chính mình là người giới thiệu Nhâm Xương Bình cho Dương Độ Lục, khi đó hắn tự mình lên tiếng và nói không ít lời có ích cho Nhâm Xương Bình. Hơn nữa hắn cũng biết vừa rồi trưởng ban Dương sở dĩ lên tiếng khích lệ Nhâm Xương Bình cũng là vì nguyên nhân này. Nhưng bây giờ Nhâm Xương Bình lại bị đưa đi, trưởng ban Dương vì vừa rồi khích lệ Nhâm Xương Bình mà trở thành trò cười cho đám người ở nơi này. Kết quả như vậy là Tề Chính Hồng thật sự không muốn gặp, nhưng sự thật là như vậy, căn bản không thể nào tránh được. Nhâm Xương Bình rõ ràng là tự đi tìm chết, thế nhưng đối phương có chết cũng lại gây ra tình huống hãm hại người khác. Trưởng ban Dương vì những lời đề cử của mình mà khen ngợi Nhâm Xương Bình, kết quả lại quá xấu hổ, sau này mình sao còn thể diện đề cử người khác với trưởng ban Dương. Dù Dương Độ Lục căn bản rất rộng lượng ở nhiều phương diện, thế nhưng nếu so sánh với khía cạnh thể diện, chắc chắn lãnh đạo sẽ coi trọng thể diện hơn. Như vậy trưởng ban Dương sẽ nghĩ sao về mình? Tề Chính Hồng thật sự không dám nghĩ tiếp. Lúc này hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, nhìn bộ dạng nước chảy mây trôi của đối phương, thế là hắn hận không thể tiến lên cho đối phương vài bạt tai. Vương Tử Quân kia rõ ràng là loại quạ đen, đi đâu gặp mặt người này cũng không có chuyện gì tốt. Dù Tề Chính Hồng là một người vô thần nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên mặt Vương Tử Quân cũng không khỏi lái ý nghĩ sang một phương diện khác. Chủ tịch Tiểu Vương, tôi đây trước tiên phải cảm ơn cậu, nếu không có cậu thì tôi sẽ không còn cơ hội đứng trong vườn cây xanh mát này. Hà lão thấy Vương Tử Quân đi đến, thế là cười ha hả tiến lên đưa tay ra với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân vội vàng dùng hai tay nắm chặt tay Hà lão, sau đó dùng giọng khiêm tốn nói. Hà lão, lời này cũng không dám nhận, sở dĩ có thể kéo được hạng mục nhà máy nước trái cây đều là nhờ vào công lao của các vị tiền bối năm xưa, là tiền nhân trồng cây hậu nhân hái quả. Nếu không thì ngài xem, tỉnh Sơn Nam rộng lớn như vậy, người ta sao lại chọn thành phố Đông Bộ để đầu tư nhà máy? Vương Tử Quân nói rồi nhìn thoáng qua Tiết Diệu Tiến ở sau lưng Hà lão, lại nói tiếp. Hơn nữa chuyện này tôi cũng không dám kể công vì tất cả đều được thực hiện dưới sự lãnh đạo của Bí Thư Tiết, là kết quả mà tất cả thành viên ban ngành thành phố Đông Bộ cùng nhau cố gắng. Nếu bây giờ nói đó là công lao của một mình tôi, như vậy thật sự là không đúng. Tiết Diệu Tiến khoát tay áo với Vương Tử Quân mà không lên tiếng. Vừa rồi Nhâm Xương Bình bị người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương đưa đi. Tiết Diệu Tiến thật sự sinh ra chút cảm giác hư thoát, bây giờ dù nhìn thế nào cũng không còn bộ dạng kiên cường như vừa rồi. Ha ha, kể công không tự ngạo, rất tốt, nay giờ cán bộ trẻ có thể bảo trì tâm tính như vậy là không nhiều. Độ Lục, chúng ta cần phải tăng cường bồi dưỡng năng lực cho cán bộ, đồng thời cũng nên bồi dưỡng tố chất tâm lý cho cán bộ. Hà lão nhìn về phía Vương Tử Quân rồi khen ngợi một câu, sau đó nhìn về phía Dương Độ Lục. Hà lão nói rất đúng. Sau khi quay về tôi sẽ cho văn phòng cho ra văn bản trọng điểm. Dương Độ Lục lúc này đã hoàn toàn khôi phục lại như thường, lão cười cười với Vương Tử Quân, nói về vấn đề nguyên tắc thì cực kỳ kiên định. Chỉ cần nhìn vào điểm này cũng có thể thấy Dương Độ Lục là phó trưởng ban thường vụ của ban tổ chức trung ương cũng có tài năng của riêng mình. Ừ, nên là như vậy. Đối với những cán bộ trẻ tuổi có năng lực như chủ tịch Vương Tử Quân, tôi cảm thấy chúng ta không những bảo vệ. Hơn nữa càng phải đưa bọn họ lên vị trí quan trọng để tôi luyện, anh thấy thế nào? Lúc này vẻ mặt Dương Độ Lục thật sự không quá tốt, lão nào không nghe ra ý nghĩa lời nói của Hà lão. Đưa cán bộ trẻ tuổi lên vị trí quan trọng để tôi luyện, những lời này có ý nghĩa thế nào thì lão hiểu rất rõ, thậm chí đám người Nhiếp Hạ Quân ở bên cạnh cũng hiểu rõ vấn đề. Trước đó Dương Độ Lục đến tỉnh Sơn Nam đã nhấn mạnh luận điệu của mình, đó là cần bồi dưỡng cán bộ trẻ nhiều hơn. Cần phải để bọn họ rèn luyện trên vị trí hiện tại thời gian lâu hơn, bồi dưỡng cán bộ trẻ cần kiên nhẫn, không thể làm một lần cho xong, không thể nuông chiều sinh hư. Lúc này lời nói của Dương Độ Lục xuất hiện rõ mồn một trước mặt mọi người, mục đích những lời nói của Dương Độ Lục là gì thì ai cũng hiểu rất rõ. Không ngờ lúc này Hà lão lại dùng một phương pháp trái ngược, cố ý đưa ra quan điểm đẩy cán bộ trẻ tuổi lên những cương vị quan trọng để rèn luyện. Quan điểm này nhìn thì có vẻ rất tương hợp với quan điểm của Dương Độ Lục, thế nhưng chính lão lại hiểu rất rõ Hà lão và mình thật sự lạc đề vạn dặm, rõ ràng là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Lão muốn cố tình lên tiếng phản đối lại quan điểm của Hà lão, thế nhưng khi ánh mắt rơi lên gương mặt nhàn nhạt của lão lãnh đạo, lão nhanh chóng định giá lại sự việc. Dương Độ Lục từ vị trí bí thư tỉnh ủy Sơn Nam tiến lên làm phó trưởng ban tổ chức trung ương thật sự là rất ẩn nhẫn, trong mắt mọi người thì rõ ràng là sử dụng giáng chức. Nhưng lão lại có tính toán riêng của mình và căn bản là không hối hận. Dương Độ Lục là phó trưởng ban thường vụ ban tổ chức trung ương, lão vẫn là một người tràn đầy ánh hào quang như khi là bí thư tỉnh ủy.
Quan trọng là ở vị trí này lão không những có thể mở rộng các mối quan hệ và mở rộng người của mình ra khắp nơi, cũng không phải cực hạn trong tỉnh Sơn Nam. Hơn nữa vị trí phó trưởng ban cũng có chỗ tốt, đó là vị trưởng ban tổ chức trung ương cũng không còn công tác bao lâu nữa thì sẽ về hưu. Nếu Dương Độ Lục không phải là phó trưởng ban thường vụ, lão sẽ phải cạnh tranh với chính vị trí này, thế nhưng khi lão là phó trưởng ban thường vụ thì xem như có ưu thế cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa lão còn có kinh nghiệm làm bí thư một tỉnh, còn là cấp phó trong đơn vị, ưu thế của lão rõ ràng là phát huy cực kỳ tinh tế và hiệu quả. Nhưng dù là như vậy thì Dương Độ Lục ngồi trên vị trí của mình và tâm tư vẫn rất căng thẳng, lão biết mình không thể phớt lờ, không thể chủ quan. Sắp tới là thời điểm cực kỳ quan trọng, thành bại nằm ở khoảng thời gian này. Hà lão tuy đã rút lui khỏi quan trường nhưng lực ảnh hưởng vẫn mạnh mẽ đến mức Dương Độ Lục không dám coi thường. Quan trọng là Hà lão trước kia luôn tán thưởng mình, chính là một người trợ lực cho mình. Nếu như Hà lão căn bản không có chút trợ lực nào với Dương Độ Lục, như vậy lão sẽ cho ra lựa chọn khác. Thế nhưng vì một trợ lực mạnh mẽ để mình tiến lên, lão tuyệt đối không hy vọng mình vì một chuyện nhỏ mà đẩy đối phương sang vị trí phản đối chính mình. Vẻ mặt Dương Độ Lục chợt biến đổi, lão cười nói. Lão lãnh đạo, ngài nói thật sự là tiếng lòng của tôi cảm thấy cán bộ trẻ là người nối nghiệp chúng ta trong tương lai, chúng ta không nên phớt lờ công tác bồi dưỡng cán bộ trẻ. Khi ngài còn công tác ở tỉnh Sơn Nam thì luôn coi trọng bồi dưỡng cán bộ trẻ, vì thế tỉnh Sơn Nam chúng ta dù là xây dựng hay phát triển kinh tế cũng tăng tiến rất mạnh. Những cán bộ trẻ có năng lực như Chủ tịch Tiểu Vương thì chúng ta càng phải tiến hành bồi dưỡng can đảm, cần phải đặt lên vị trí quan trọng để tôi luyện. Vẻ mặt Dương Độ Lục rất tự nhiên, lão nói khá chậm, dù lời nói phát triển từ quan điểm của Hà lão, thế nhưng cũng không quên nhấn mạnh, bày ra tư thái không mưu mà hợp với lão lãnh đạo. Nhiếp Hạ Quân nhìn Dương Độ Lục, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác kính nể vị bí thư tiền nhiệm tỉnh Sơn Nam, nếu so ra thì tâm tính của mình vẫn không bằng đối phương, sau này cần phải học tập nhiều hơn. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Nhiếp Hạ Quân chợt nói tiếp. Hà lão, trưởng ban Dương, mong hai vị lãnh đạo yên tâm, chúng tôi sẽ nhất định chứng thực chỉ thị của hai vị lãnh đạo, sẽ tăng cường công tác bồi dưỡng cán bộ trẻ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để các cán bộ trẻ tuổi có thể có sân khấu tốt nhất để phát triển. Nhiếp Hạ Quân tỏ thái độ xem như tất cả đã kết thúc, Vương Tử Quân nhìn nụ cười vui vẻ của bí thư Nhiếp, hắn biết rõ sự việc của mình xem như thành công. Chủ tịch Nhất Phong, anh xem có như vậy có đúng không? Nhiếp Hạ Quân tuy đã bày tỏ thái độ nhưng cuối cùng vẫn không quên ném quả bóng sang chân Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong không muốn lên tiếng, lão là người có tính cách kiên cường, không thích nói những lời trái lòng mình. Nhưng nhìn ánh mắt của đám người, lão xem như rơi vào tình huống bất đắc dĩ, biết mình không mở miệng không được, lão dứt khoát nói. Tôi đồng ý với ý kiến của các vị lãnh đạo. Nụ cười lại xuất hiện trên môi mọi người, chủ đề bồi dưỡng cán bộ trẻ cũng xem như biến mất khi Hào Nhất Phong dùng giọng khô cằn nói ra câu khẳng định cuối cùng. Lúc này chủ đề câu chuyện của Hà lão và Dương Độ Lục chợt biến đổi, nhưng lúc này vẫn có rất nhiều người cảm thấy khó thể bình tĩnh được. Nếu nói người cảm giác bất an nhất chính là Đồng Quốc Khánh. Nhâm Sương Bình bị đưa đi, Vương Tử Quân là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm, đây hầu như là một lời tuyên cáo với công tác hắn thực hiện ở thành phố Đông Bộ, phương án điều chỉnh ban ngành của hắn đã thất bại hoàn toàn. Hắn vốn nghĩ rằng mình đã giải đáp bài toán khó cho lãnh đạo, bây giờ xem ra kết quả bài toán mà hắn đưa ra là sai, không phù hợp. Đồng Quốc Khánh không dám nghĩ đến hậu quả của chuyện này. Tuy hắn không nghĩ nhưng trong lòng lại hiểu. Chuyện này tuyệt đối sẽ không phải không ảnh hưởng đến tương lai của mình. Sự việc này kết thúc sẽ mang lại hậu quả gì cho hắn? Hà lão đi ra ngoài vườn táo trong tiếng rộn rã, lão lên tiếng cáo biệt nhà Hạnh Hoa, sau đó lên chiếc xe 30 chỗ đã chuẩn bị sẵn để chạy như bay về phía thành phố Đông Bộ. Mùa hè đến, đêm cũng đến chậm hơn, đến 10 giờ tối mà bầu không khí vẫn khá rộn rã, càng có không ít người ghé vào những quán rượu ven đường làm vài ly. Tiết Diệu Tiến chậm rãi đi ra khách sạn Đông Bộ, lúc này bước chân của hắn có chút trầm trọng. Khi hắn chuẩn bị đi về phía xe của mình thì chợt có người khẽ nói. Bí thư Tiết, có thể tâm sự một chút được không? Lúc này tâm tình của Tiết Diệu Tiến cũng không quá tốt, tuy hắn làm những chuyện như vậy đều xem như đúng kế hoạch, nhưng tâm tình của lão lại không vì kế hoạch thuận lợi mà tốt đẹp hơn. Hắn quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, chợt thấy gương mặt của Vương Tử Quân lộ ra trong chiếc xe Audi màu đen. Tiết Diệu Tiến có chút chần chừ, sau đó đi đến mở cửa xe ngồi xuống. Chiếc xe chậm rãi chạy ra khách sạn Đông Bộ, sau đó hòa vào dòng người trên đường lớn.
Vương Tử Quân không mở miệng, Tiết Diệu Tiến cũng không mở miệng, Thái Thần Bân cũng lái xe không nói một lời, thế là bầu không khí trong xe thật sự rất đè nén. Tuy cảm giác áp chế vào lúc này là rất khó chịu, thế nhưng Thái Thần Bân không phát ra âm thanh nào, để tránh quấy rầy hai vị lãnh đạo. Bí thư Tiết, như vậy đáng giá sao? Cuối cùng Vương Tử Quân cũng mở miệng, hắn nhìn thoáng qua Tiết Diệu Tiến rồi trầm giọng nói. Vương Tử Quân tuy chỉ hỏi một câu như vậy nhưng ý nghĩa lại ẩn vào bên trong, hắn tin Tiết Diệu Tiến hiểu ý của mình. Vương Tử Quân nói một câu, nhưng nếu so ra thì Tiết Diệu Tiến càng nói ít hơn, chỉ một chữ đáng nhưng cực kỳ có lực. Khi nói hết chữ kia thì Tiết Diệu Tiến thở dài một hơi, giống như một câu nói kia của hắn đã đánh mất tất cả sức lực của mình. Xe tiếp tục đi về phía trước, Vương Tử Quân không mở miệng, Tiết Diệu Tiến cũng không mở miệng. Hai vị lãnh đạo nói chuyện với nhau thật sự giống như một câu đố, điều này làm cho Thái Thần Bân tuy có chút cảm ngộ nhưng lại thật sự rất mơ hồ. Tôi mời anh một điếu nhé. Vương Tử Quân rút gói thuốc ra, lại lấy ra một điếu mời Tiết Diệu Tiến. Tiết Diệu Tiến cũng không khách khí, hắn tiếp nhận điếu thuốc trong tay của Vương Tử Quân, sau đó lấy bật lửa châm thuốc, lẳng lặng hút thuốc. Vương Tử Quân cũng đốt một điếu thuốc, sương mù lượn lờ rồi chậm rãi bao phủ không gian trong xe. Khi khói bay lên mù mịt thì Thái Thần Bân định mở cửa sổ ra một chút, nhưng khi cảm nhận được bầu không khí không chút âm thanh, hắn lại rụt tay lại. Tôi đã nói với tòa án một tiếng, để bọn họ có thể xử khoan hồng với Nhất Phàm một chút trên phương diện cho phép. Vương Tử Quân trầm ngâm một lúc rồi khẽ nói. Anh không cần như thế. Tiết Diệu Tiến nói rồi trầm mặc một lúc, sau đó lại nói ra hai chữ. Cảm ơn. Chiếc xe Audi vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Hai người ngồi trong xe đã hút xong điếu thuốc thế nhưng bầu không khí trong xe vẫn đầy khói thuốc, nhưng hai người lại giống như căn bản không cảm ứng được. Xe chạy về phía trước, tuy xe chạy không nhanh nhưng cứ chạy mãi như vậy sẽ qua khỏi quận nội thành cuối cùng của thành phố Đông Bộ, cuối cùng sẽ ra đến ngoại thành. Khi Thái Thần Bân chuẩn bị quay đầu xe thì Vương Tử Quân chợt khoát tay nói. Đi tìm một quán ăn, hôm nay bận rộn cả ngày còn chưa ăn cơm. Thái Thần Bân nhìn thoáng qua những quán ăn khuya ven đường mà không khỏi nhíu mày. Hắn tuy cũng thường ăn uống ở những chỗ thế này, thế nhưng cũng biết những nơi như vậy thường không hợp vệ sinh. Thái Thần Bân cố tình muốn quay sang khuyên Chủ tịch Vương một câu, nhưng thấy vẻ mặt trầm ngâm của Vương Tử Quân, Thái Thần Bân trực tiếp lái xe vào một quán ăn gần đó. Quán này có vị trí không tốt, chén bát đặt bừa bãi trên bàn, cũng không có vài người khách. Bí thư Tiết, chúng ta uống vài ly. Vương Tử Quân đẩy cửa xe bước xuống rồi nói với Tiết Diệu Tiến. Được, uống vài ly. Tiết Diệu Tiến ngẩng đầu nhìn Vương Tử Quân, khóe miệng chợt nhúc nhích giống như muốn cười nhưng lại không cười được. Hai người ngồi xuống một cái bàn, Thái Thần Bân nhanh chóng lấy giấy lau dọn, Vương Tử Quân chợt khoát tay chặn lại. Thần Bân, bàn này lau vậy được rồi, nếu cậu còn tiếp tục lau thì chủ quán cũng mất vui. Đúng vậy, bàn này đã sạch rồi, cũng không cần lau nữa. Tiết Diệu Tiến không biết lấy đâu ra hứng thú mà nói, sau đó thuần thục phân phó với bà chủ quán đi về phía bọn họ. Cho nồi cháo đậu xanh, thịt kho tàu, hai dĩa lòng, rượu thì lấy loại rượu gạo Đông Bộ. Bà chủ quán hơn 40 tuổi với thân thể mập mạp làm người ta sinh ra cảm giác chất phác, sau khi nghe được lời phân phó của Tiết Diệu Tiến thì cười như đóa hoa. Vâng, ngài chờ một chút, tôi sẽ đi làm ngay. À, hôm nay anh nhà tôi bắt được 2 ký cá ngát ở dưới sông. Hay tôi lấy nó làm món nhắm cho các anh luôn nhé. Có gì ngon cứ đưa lên, hôm nay ông chủ này mời khách. Audio điện tử Võ Tấn Bền.